Địa ngục Diêm La lớn tiếng gầm thét, lại là một quyền oanh tới, trực tiếp đem bụng của lão ma vạn năm này đánh xuyên qua, máu tươi từ trong thân thể lão chảy xuống, nhuộm đến xung quanh. Ghê tởm, một tôn khôi lỗi người thật sự quá ghê tởm rồi, ngay cả chủ nhân của ngươi cũng bị chuyển luân vương chúng ta chấn sát, ngươi lại còn dám công kích ta. Vị lão ma vạn năm này vô cùng tức giận, muốn bỏ dậy đem khôi lỗi trước mắt này hủy đi. Thình thịch, địa ngục Diêm La lại oanh tới một quyền, trực tiếp đem đầu của lão ma vạn năm này đánh vào trong cổ. Chẹp chẹp, ba cái đầu của địa ngục Diêm La đồng thời mở miệng ra, trực tiếp đem lão ma vạn năm này cắn nuốt, xương trên mặt đất cũng không lưu lại một cái. Địa ngục Diêm La vô cùng tàn bạo tanh máu, đem những tu sĩ của âm gian giới dọa cho ra đầu tê dại. Ba, hư không bị xé mở, nhất tổ từ bên trong bay ngược trở về, trên người máu tươi chảy đầm đìa, bị thương rất nặng. Ngay sau đó nhiều hồn cũng từ trong hư không bay ra, trên ngực có một đạo vết thương xúc mục kinh tâm, thiếu chút nữa đem hắn chia làm hai nửa. Sắc mặt nhiều hồn trầm lại nói. Lại có thể khiến ta bị thương nặng như vậy, ngươi là người đầu tiên. Trong miệng nhất tổ không ngừng ho ra máu, Lưu Tô Tử đem hắn đỡ lấy, cười thảm nói. Còn có tác dụng gì, đại thế đã mất, âm gian giới các ngươi có chuẩn bị mà đến, hôm nay xem ra chúng ta khó thoát khỏi đại kiếp. Khắp nơi đều là tu sĩ của âm gian giới, lại có cường giả hướng bên này chạy tới, đem chỗ này vây đến nước chảy không lọt. Những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều đã sợ vỡ mật, rất nhiều người có ý chí không kiên định ở trong tiếng cười kia của những tu sĩ âm gian giới dọa ngất. Những chương trước có một chỗ sai lầm, Diêm Vương, Chuyển Luân Vương, Tần Nhiễm Vương là vẫn lạc ở hơn một vạn năm trước, nhưng mà thời điểm ta giải thích thất đệ tử nhiêu hồn của Chuyển Luân Vương lại viết thành ba vạn năm trước. Đây là một sai lầm, đồng thời nhiêu hồn cũng không sống hơn 3 vạn năm, chính xác là hơn 1 vạn năm. Lời của tác giả. Diệp Hồng Cảnh có vài chục vạn tu sĩ đi tới Thánh Đình tham gia đánh giá tước phủ, mà hiện tại bị chết còn lại không tới 10 vạn, cường giả của thế hệ trước chết trận 9 phần, thật sự là quá thê thảm. Đầu hàng đi, làm đầy tớ của âm gian giới chúng ta, có thể tiếp tục sống sót. Nhiêu hồn nói. Lưu Tô Tử đứng ở bờ Thi Sơn Huyết Hà. Độc lập mà đứng, dung nhan thanh lệ tinh xảo, trong tay mang theo một thanh chiến kiếm đầy máu, nói. Tu sĩ Diệp Hồng Cảnh cho dù chiến tới một hơi cuối cùng cũng tuyệt không đầu hàng. Đại cục cả Nam Cực Tinh đều bị âm gian giới nắm trong tay, chỉ có vài chỗ là còn có cường giả đang phản kháng, nhưng mà cũng đang không ngừng bị dập tắt, thần hình đều diệt, biến thành kiếp hôi. Lại tái chiến, bất quả chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Vì sao không giữ lại một mạng đợi tương lai Đông Sơn tái khởi? Thanh âm già nua của Nghiêu Hồn tràn đầy mùi vị đầu độc, rất nhiều tài tuấn trẻ tuổi đều bị hắn nói đến dao động. Muốn chiến liền chiến, chúng ta không sợ hãi. Du Tử Lăng cùng Du Tử Lâm đồng thời nói, tỷ đệ bọn họ đạo tâm sáng sủa không bị ma âm đầu độc của Nghiêu Hồn quấy nhiễu. Nghiêu Hồn tôn giả, nếu như bọn họ muốn chết liền thành toàn cho bọn họ đi. Một tà nhân mặc áo choàng đen. Trên mặt mang mặt nạ màu vàng kim, hai đồng tử toát ra kim sắc quang hoa nói. Nhiều hồn nhẹ nhàng vuốt vuốt tròm râu bạc trắng, tà khí trên người bao trùm 3.000 dặm, sau lưng hiện ra một cỗ tà tôn thánh ảnh khổng lồ, nói. Chuyển Luân Vương ra đi chỗ nào rồi? Chuyển Luân Vương ra đi chấn áp tên bán yêu kia rồi, hẳn là rất nhanh sẽ quay về. Một cái bán yêu thôi, Chuyển Luân Vương đủ để chấn áp, tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh trừ thất quận chúa ra. Một tên cũng không để lại, toàn bộ chu diệt. Sau khi Nghiêu Hồn hạ lệnh liền là người xuất thủ đầu tiên, lần nữa kịch chiến với nhất tổ. Một vầng hồng nhật từ trên thiên khung bay đến, đem thiên địa xung quanh mấy ngàn dặm đều chiếu sáng, vô số tà khí cùng ma sát bị khu trừ, tựa như một viên hằng tinh vực ngoại đụng vào mặt đất. Oanh long long, nhiệt độ trong không khí bạo tăng, đến đá đều bốc cháy lên, một cỗ lực lượng cái thế huy hoàng trùng kích xuống. Đem tất cả tu sĩ của âm gian giới đều kinh sợ. Hồng nhật hạ xuống, thiên khung run rẩy, có mấy ngàn vị tàn nhân của âm gian giới bị cỗ lực lượng kia áp chết, ngay cả linh hồn cũng bị bóp diệt. Một cỗ lực lượng này đáng sợ chí cực, tựa như thiên địa cũng biến thành hỏa lô. Hồng nhật lâm không, thiên hạ vô song, là hồng chú nhân tước đứng đầu Diệp Hồng Cảnh đến rồi. Sắc mặt của Nghiêu Hồn liền biến đổi, đối với hồng chú nhân tước có chút kiêng kỵ. Đây cũng không phải là một tước gia bình thường, đã đạt đến một độ cao đáng sợ, ở trên chiến trường vạn tộc lập được chiến công hiển hách, được phong là chiến thần. Những tước gia khác không được cường đại như vậy.
Nhiêu Hồn chính là thất đệ tử của Chuyển Luân Vương, cũng là lão bối bá chủ tu luyện vạn năm, tự nhiên sẽ không bị Hồng Chú Nhân Tước hù sợ, triển khai Chuyển Luân bí thuật, hướng về phía Hồng Nhật Kiêu Anh tới. Hồng Nhật rực rỡ, quang mang chói mắt, có vô số bóng dáng của hỏa diễm chiến thú bay ở chung quanh Hồng Nhật. Một vị bạch y nam tử đứng ở vị trí trung ương Hồng Nhật, tiêu sái thong dong, ngón tay điểm ra, một vầng hỏa hồng sắc quang quyền nở rộ, tựa như là vầng sáng của mặt trời bộc phát ra lực lượng phá hủy thiên vũ tinh thần. Phốc, Nhiêu Hồn ngã bay ra ngoài, trong miệng hộc máu, tóc dài xóa tung, hết sức chật vật, trong lòng hết sức hoảng sợ, Hồng Chú Nhân Tước thế như cường đại đến mức này, một chiêu đã đánh bại hắn, để cho hắn cảm thấy không cam lòng. Trời ạ, là tước ra đến. Cảnh chủ đại nhân đến, chúng ta được cứu rồi. Cảnh chủ đại nhân thần thông vô địch, chút ít tà nhân kia của âm gian giới nhất định thúc thủ chịu trói. Lưu Tô Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu cảnh chủ chạy đến, như vậy hết thảy đại cục tự nhiên có cảnh chủ chủ trì. Trên thực tế âm gian giới đã sớm che giấu thiên cơ, chặt đứt hư không, cảnh chủ của các đại cảnh căn bản là không biết thánh đỉnh phá sinh nguy cơ, cho dù biết thánh đỉnh bị vây công cũng không thể đuổi đến nhanh như vậy. Hồng Chú Nhân Tước sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này đó là bởi vì lúc Lưu Tô Tử cùng bát thế tử của thần thiên tước phủ trở mặt, lão tổ của Diệp Hồng Cảnh liền đem tin tức truyền về Diệp Hồng Cảnh, Hồng Chú Nhân Tước không yên lòng về Lưu Tô Tử, cho nên mới đi tới Thánh Đình, chỉ là hắn một mực đều không hiện thân, cho đến hôm nay cường giả của âm gian giới vây công Thánh Đình thì hắn mới không xuất thủ không được. Không gian bên ngoài đều bị phong kín rồi, theo ta đi Trung Đình Tinh đi. Ống tay áo của Hồng Chú Nhân Tước lay động, đem những thù sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh toàn bộ đều thu vào trong tay áo càn khôn, sau đó chân đạp hư không hóa thành một đạo hồng sắc lưu tinh hướng Trung Đình Tinh bay đi. Ha ha, Hồng Chú Nhân Tước lại ở Thánh Đình, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Trên thương khung, một đạo thủ trưởng khổng lồ hướng về phía vầng hồng nhật kia chộp tới, xuyên qua thanh minh hư không, bàn tay kia so sánh với ngôi sao còn phải khổng lồ hơn. Người xuất thủ chính là một vị vương gia của âm gian giới, muốn bắt lấy Hồng Chú Nhân Tước. Biện Thành Vương tiền bối, ngày khác lại gặp các ngươi. Hồng Chú Nhân Tước tế ra một thanh hồng sắc thiên kiếm, đứng ở hư không hướng về phía bàn tay khổng lồ kia nghịch chiến một kiếm, kiếm khí như tinh hà liên tiếp trời đất, đem bàn tay khổng lồ kia đánh vỡ ra, sau đó bay đi, xông vào trong Trung Đình Tinh. Trên hư không, một cái bóng người khổng lồ nhẹ kêu một tiếng. Tốt cho một tên Hồng Chú Nhân Tước, tu vi thế nhưng đạt tới trình độ này rồi, xem ra đệ lục trung ương vương triều những năm này còn là có một ít cường giả sinh ra. Trong hư không, hư vô hỗn loạn. Phong Phi Vân mặc long lân phượng bì y, trên lưng mọc ra hai cái phượng hoàng hỏa diễm vũ rực khổng lồ, đánh ra tam vị chân hỏa lô, đồng thời chém ra từng đạo tử kiếp lực, mỗi một đạo tử kiếp lực đều sẽ chém dụng trên 100 năm tuổi thọ của Cố Bát thiếu gia. Cho dù hắn có bát quái đạo ấn hộ thân cũng không ngăn cản được lực lượng của tử kiếp. Cố Bát thiếu gia hết sức chật vật, tóc tai bù xù, máu đen đầy người, đang chật vật chạy trốn, nhưng mà tốc độ của Phong Phi Vân lại nhanh hơn so với hắn. Vốn lấy tu vi vũ hóa đệ nhất trọng của hắn có thể dễ dàng thắng được Phong Phi Vân, nhưng mà Phong Phi Vân lại tu luyện kiếp diệt vạn đạo pháp. Lực lượng của kiếp không có chỗ nào là không vào. Sau khi trải qua một phen khổ chiến cuối cùng đem Cố Bát thiếu gia đẩy vào hạ phong, chỉ có thể chạy trốn. Ta biết rồi, Phong Phi Vân, ngươi tu luyện một loại kiếp lực, đây là thần thông tu luyện cấp kỵ, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Cố Bát thiếu gia bị kiếp lực chém mất hơn 1000 năm tuổi thọ, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, lúc này đột nhiên không trốn nữa, tính toán cá chết lưới rách với Phong Phi Vân. Ánh mắt của Phong Phi Vân bế nghế, tóc dài đen như thác nước. Trong ánh mắt ma tính lẫm liệt, nói. Hôm nay ngươi phải chết. Đó cũng không phải do ngươi. Cố Bát thiếu gia cắn chặt hàm răng, một đạo huyết sắc điện văn kia ở mi tâm lóe lên, bên trong lao ra hơn 1000 đạo điện lưu, đem thân thể của hắn bao phủ. Khí tức trên thân hắn càng lúc càng cường đại, có vô số điện lưu quấn quanh trên người hắn. Lôi thần nổ. Cố Bát thiếu gia thi triển ra một loại cấm thuật tà đạo. Thúc giục lực lượng trong thân thể kéo lên một cái độ cao trước nay chưa từng có. Dĩ nhiên như vậy mà nói, hắn liền chỉ có thể phát huy ra một kích tất sát, nếu như một kích này không giết chết được Phong Phi Vân, như vậy hắn liền không có lực lượng tái chiến. Phong Phi Vân cảm giác được hư không xung quanh phảng phất đều muốn đông cứng, áp lực trên người càng ngày càng lớn, da đầu đều giống như muốn nứt ra. Sắc mặt của Phong Phi Vân bình tĩnh, điều động thánh linh nội đan trong đan điền.
từng tia thánh linh chi khí từ trong nội đan tràn ra, chạy khắp toàn thân, khiến cho hắn trở nên càng lúc càng thần thánh trang nghiêm. Một cỗ thánh linh kình khí từ trong thân thể của hắn phóng thích ra, tuy rất mỏng manh nhưng mà như cũ lại rất khiếp người. Thủ chỉ của Phong Phi Vân hướng về phía trước điểm ra một chỉ, đầu ngón tay bay ra một đạo thánh linh kiếm ba, tựa như một đạo kích quang chảm phá thiên vạn đạo lôi điện, đem hư không phân cách ra. Thánh linh chi khí không thể đỡ được, cho dù là Cố Bát thiếu gia thi triển ra cấm thuật như lôi thần nộ, như cũng khó thoát khỏi kết quả thân vẫn, da thịt trên người lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng héo rút, biến thành một cỗ bạch cốt. Oanh! Bạch cốt nổ tung, biến thành từng khối toái cốt. Phong Phi Vân đứng ở trên hư không, máu tươi trên người không ngừng trôi xuống, bị Cố Bát thiếu gia trước khi chết đánh cho thương tích, bất quá Cố Bát thiếu gia đã bỏ mình, cho dù chịu những vết thương này đều là đáng giá. Dị biến phát sinh. Trong những bạch cốt vỡ vụn kia dâng lên từng luồng tử yên, tụ tập thành một mảnh tử hải, có một đạo nhân ngồi xếp bằng trên tử hải, mặc đạo bào sạch sẽ, tóc trắng râu bạc, lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt. Phong Phi Vân lần nữa ngưng tụ tâm thần, toàn tâm đề phòng, đem tam vị chân hỏa lô hoành ở trước người, cảnh giác với đạo nhân này. Đạo nhân này chính là tinh hồn của Chuyển Luân Vương, vạn năm bất diệt. Sau khi Cố Bát thiếu gia chết hắn liền hiển hóa ra. Trong thân thể của ngươi có thánh linh chi khí, không tệ, không tệ, vừa lúc đoạt đạo cơ của ngươi giúp ta nghịch thiên trọng sinh. Chuyển Luân Vương mở ra đôi mắt màu tím, trong con mắt bắn ra hai đạo tử khí, những bạch cốt vỡ vụn ra ở chung quanh đều hướng hắn hội tụ lại, ngưng tụ thành một cỗ khô lâu. Tử khí chung quanh lại hướng bên trong khô lâu xông vào, trên bạch cốt lại mọc ra từng tia huyết nhục, bì cân, lông tóc. Sau cùng nhất là ngưng tụ thành một đạo nhân, đây không phải là tinh hồn mà là một cỗ thân thể huyết nhục. Phong Phi Vân càng thêm thận trọng, đạo nhân trước mắt này thật sự là quỷ dị, có thể toái cốt trọng sinh, bạch cốt sinh cơ, tinh khí hóa thể, những điều này đều là thủ đoạn nghịch thiên. Chuyển Luân Vương đem bát quái đạo ấn thu lại, nắm ở trong tay, cười lạnh nói. Cố lão bát quả thực quá khiến cho ta thất vọng rồi, vốn cho là hắn có thể đi được xa hơn. Không nghĩ đến lại chết ở trong tay một bán yêu như ngươi, bức ta không thể không trước đoạt nhục cốt của hắn mà trọng sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn Phong Phi Vân một cái, nói. Nếu như bản vương đã sống lại rồi, ngươi liền tự thần phục đi, ngàn vạn lần đừng vọng tưởng phản kháng, nếu không sẽ rơi vào kết quả thần hình câu diệt. Ánh mắt của Phong Phi Vân kiên định, trong hai tay sinh ra hỏa diễm tinh lực, thúc giục tam vị chân hỏa lô, cất cao giọng nói. Ngươi mới vừa nghịch thiên trọng sinh. Thân thể bất ổn, ta chưa chắc đã không thể trấn áp ngươi. Đảm lượng của người trẻ tuổi như ngươi khiến ta bội phục, nhưng mà chênh lệch của ngươi với bổn vương quá xa, cho dù trong thân thể ngươi có thánh linh chi khí mỏng manh cũng không thể nào là đối thủ của bổn vương. Chuyển Luân Vương khí vũ hiên ngang, một khắc đồng hồ trước còn giống như là một lão đạo thất tuần, hiện tại đã trở thành trung niên tầm 40 tuổi không sai biệt lắm, sau đó còn đang không ngừng biến thành trẻ tuổi, tóc trắng trên đầu cũng chuyển lại thành màu đen. Điều này đại biểu cho sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng trở lại, cường thế tới cực điểm. Chuyển Luân Vương nhưng là ma nhân uy chấn thiên hạ, người gặp người sợ, xưng vương một giới, cho dù hiện tại nguyên khí tổn thương nặng nề như cũ cũng tương đối kinh khủng, để cho vũ hóa hiền giả thế hệ trước mất hồn mất vía. Phong Phi Vân cũng chỉ có thể đánh một trận tử chiến. Hắc! Trong hư không, một đạo hắc sắc quang hoa đột nhiên bay đến, nhanh như một đạo ánh sáng. Trực tiếp hướng tới Chuyển Luân Vương đụng tới. Sắc mặt của Chuyển Luân Vương ngưng tụ, còn chưa thấy rõ đối phương là vật gì liền vội vàng né tránh, nhưng mà tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, một phát đụng vào lồng ngực của hắn. Chuyển Luân Vương mới vừa vặn ngưng tụ nhục cốt trọng sinh, thân thể cực kỳ không ổn định, bị lần va chạm này khiến cho thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy, biến thành một đoàn tử vụ cùng bạch cốt, bên trong những xương cốt kia có tinh hồn phụ vào, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phong Phi Vân cũng là sững sờ, vốn cũng đã làm tốt chuẩn bị đánh một trận tử chiến nhưng mà lại không nghĩ đến lại phát sinh một màn như vậy. Một đạo hắc sắc quang hoa kia cũng không vì vậy mà dừng lại, liền tục tục siêu siêu vẹo vẹo bay về phía trước, giống như là đang trốn tránh cái gì, trong nháy mắt liền biến mất tích. Dừng lại cho ta, trốn, ta xem ngươi trốn được chỗ nào. Nữ ma từ trong hư không đuổi đến, tóc dài bồng bềnh, bạch y yểu điệu, hai mắt dò xét xung quanh. Cuối cùng dừng lại ở trên một đoàn tử sắc vân vụ cùng toái cốt, trong mỹ mau bắn ra từng đạo ánh sáng trong suốt. Rốt cuộc là người nào đánh lén bổn vương,
sau khi bổn vương nghịch thiên trọng sinh nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Những bạch cốt cùng tử vụ kia lần nữa ngưng tụ thành một lão đạo, trợn mắt trừng trừng, giận đến thân thể phát run. Nữ ma tế ra nửa tòa thiên tôn vô lượng tháp trực tiếp đem chuyển luân vương thu vào trong tháp. Người nào vừa đánh lén bổn vương? Trong thiên tôn vô lượng tháp truyền ra tiếng gầm thét của chuyển luân vương. Nữ ma cũng không để ý đến hắn, cái tháp biến thành một tòa tiểu tháp tinh xảo dài chừng một tấc, rơi vào trong bàn tay trắng muốt của nàng. Đây là tinh hồn của một vị vương giả, còn có huyết khí của huyết kỳ bán thánh, thật sự là quá tốt, nếu như đem bọn họ đều luyện hóa, đối với lần trùng kích thì biến thứ 6 của ta có ích lợi thật lớn. Phong Phi Vân đứng ở nơi xa, cằm cũng muốn rơi xuống mặt đất, mẹ nó, một trong 10 thiên tử của âm gian giới liền bị trấn áp như vậy. Mao Ô Quy từ trong túi áo của Phong Phi Vân bỏ ra, ngồi ở đầu vai, nói. Ta dám đánh cuộc một đạo hắc quang mới vừa rồi chính là lão thực chúng ta. Ý ngươi là, chuyển luân vương là bị một trái cây đụng phải. Mao Ô Quy nói. Nói nhảm, lão thực chẳng qua là không cẩn thận đụng vào, trấn áp chuyển luân vương chính là nữ ma đầu kia. Bá! Ma khí đập vào mặt mà đến. Nữ ma đã đứng ở trước mặt của Mao Ô Quy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thanh lệ nhã trí, ánh mắt trong suốt, ma khí thu liễm vào trong thể nội, thay vào đó là một cỗ linh khí thánh khiết động lòng người, quả thực tựa như thánh nữ hạ phàm. Hai người các ngươi có thấy thánh thực quả bay qua đây không? Không có. Mao Ô Quy cắn chặt răng. Nữ ma nắm lấy cổ của nó, đem nó kéo ra, sau đó không ngừng giao rộng trên thân thể của nó, trong mai rùa rơi ra từng viên tinh thạch đỏ như máu. Những tinh thạch này quang mang sáng chói, khí tức cuộn trào, có thánh linh đạo tác quấn ở phía trên. Nữ ma đầu, có cái gì đều hướng vào ta, đừng động đến bảo vật của ta. Mao Ô Quy huy động 4 cái móng vuốt, không ngừng giãy giụa, nhưng mà cổ của nó bị nữ ma nắm lấy, căn bản không giãy giụa ra, bảo vật giấu trong mai rùa đều bị rơi ra ngoài. Nữ ma đem một viên tinh thạch đỏ như máu nhặt lên, trong đôi mắt toát ra tinh mang. Là huyết tinh do huyết dịch của thánh linh ngưng tụ, thánh linh thuộc về phượng hoàng yêu tộc, không tệ, không tệ, là đồ tốt, những thánh linh phượng hoàng huyết tinh này đối với lần trùng kích thì biến thứ sau của ta có ích lợi thật lớn, hiện ta trưng dụng, sau này trả ngươi. Trả lại đại gia ngươi. Mao Ô Quy hướng nữ ma nhào tới, nhưng mà lại bị nữ ma tát cho một cái bay ra ngoài, đánh ngửa trên mặt đất, tựa như là một con quay không ngừng quay cuồng. Nữ ma đang thu liễm bảo vật trong mai rùa rơi ra. Đây là rễ cây của cổ dược thải hồng hương trúc, nếu như có thể khiến cho rễ cây này mần trưởng thành một gốc cổ dược, đủ để gia tăng vạn năm tuổi thọ, khối rễ cây này để ở chỗ của ngươi nhất định sẽ thối rữa, liền để cho ta trồng đi. Đây là một khối vũ tiên đồng, có thể dùng để tế luyện linh khí thập ngũ phẩm trở lên, ta tạm thời bảo quản thay ngươi. Di, Phượng Hoàng Thạch Khắc, đây là đạo mà một vị Phượng Hoàng đạt đến thánh linh khắc xuống, một đầu Ô Quy khẳng định không lĩnh ngộ được. Ta mượn trước xem 3 ngày. Nữ ma nhìn chằm chằm vào Mao Ô Quy một cái, da thịt trong suốt, lông mi cong cong, thánh khiết động lòng người, thanh âm ôn nhu mà nói. Ngươi không có ý kiến chứ? Mao Ô Quy thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, nắm móng vuốt thật chặt, hàm răng cắn đến rung động khanh khách, những bảo vật này đều là nó mạo hiểm thật lớn thu hồi từ trong thái cổ thiên mộc, nhưng bây giờ lại bị nữ cường đạo này đoạt mất. Nàng cũng đã thu vào trong giới linh thạch rồi mới hỏi ngươi không có ý kiến chứ. Mao Ô Quy cười khan hai tiếng, nặn ra một cái vẻ mặt khó coi, nói. Không có ý kiến. Trong lòng Mao Ô Quy rất nhăn nhó, hừ lạnh nói. Nữ ma đầu, ngươi đoạt đi, chung quy có một ngày sẽ gặp phải báo ứng, chúng ta chờ xem. Nga, vậy thay tốt. Nữ ma tiếp tục đi kiểm kê những bảo vật kia, hết thảy đều thu vào giới linh thạch. Lộ ra vẻ rất là tự nhiên, động tác yêu mỹ, giống như là đang làm một chuyện siêu phàm thoát tục. Mao Ô Quy đi tới bên cạnh giày của Phong Phi Vân, âm u mà nói. Phong Phi Vân, người có phải cũng nhìn không quen nàng như vậy hay không, có muốn động thủ đem nàng tịch thu hay không? Phong Phi Vân cũng đã sớm đem tam vị chân hỏa lô giấu kỹ, long lân phượng bì y trên người cũng bị thu lại, nói. Trong tay nàng nắm giữ nửa kiện thánh linh khí mãnh thiên tôn vô lượng tháp. Sợ là chúng ta còn chưa thu nàng đã bị nàng thu lấy rồi. Lão Phu nói chính là muốn ngươi thu nàng làm lão bà, nữ ma đầu này thật sự quá khó sống chung, phải tìm người hảo hảo quản giáo nàng. Mao Ô Quy đối với nữ ma hết sức thống hận,
mỗi lần nó đều bị khi phụ sỉ nhục vô cùng thảm, quyết định muốn trả thù nữ ma đầu này. Phong Phi Vân sao lại nhìn không ra trong lòng nó đang suy nghĩ cái gì, cười nói. Ta cảm thấy chúng ta trước tiên vẫn là rút đi cho thỏa đáng, đợi sau này tu vi cường đại lại đến rửa sạch sỉ nhục trước kia. Phong Phi Vân cảm giác sau khi nữ ma này nhận được tinh hồng quỷ thuyền, tu vi tăng lên rất nhiều, chính mình bây giờ còn không phải là đối thủ của nàng, lúc này không đi, nếu như bị nàng ngăn cản sợ là sẽ bị thu hết một phen. Phong Phi Vân cuối cùng là vẫn không rời khỏi, nữ ma đã đứng ở trước mặt của hắn, thanh lên tuyệt trần, đôi mắt như có nước, da thịt trắng muốt, đôi môi đỏ mọng trong suốt, nói. Thánh thực quả đã chạy trốn, chỉ có thể dùng phương pháp khác trùng kích lần thi biến thứ 6, ta muốn theo ngươi đi đan đỉnh quỷ thị mua thái cổ ma thổ. Phong Phi Vân cười khổ nói. Tại sao lại là ta chứ? Bởi vì linh thạch trên người ta không đủ. Nữ ma nói rất thản nhiên, cũng rất bình tĩnh. Trên người ta cũng không có linh thạch. Phong Phi Vân tận lực giữ vững nụ cười. Nữ ma nói. Vậy không có biện pháp rồi, chỉ có thể đi mượn. Mượn cái gì? Phong Phi Vân hỏi. Mượn thái cổ ma thổ. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ ý tứ cái gọi là mượn của nàng. Nếu như thật sự theo nàng đi đan đỉnh quỷ thị mượn thái cổ ma thổ, trời mới biết lại phải chọc tới phiền toái lớn như thế nào. Sau khi nàng nhận được thái cổ ma thổ, có thể trùng kích lần thi biến thứ 6, đến lúc đó tự nhiên không ai dám trêu chọc nàng, nhưng mà Phong Phi Vân thì làm thế nào, chẳng phải lại phải trải qua cuộc sống trốn trốn tránh tránh. Phong Phi Vân nói, đan đỉnh quỷ thị tụ tập hung nhân của các tộc, cường giả như mây, lại càng có tu sĩ của thái cổ thánh yêu tộc, chúng ta đi nơi đó. Mượn thái cổ ma thổ nhất định sẽ gặp phải vây công của cường giả các tộc, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ, kỳ thật. Ta còn có một cái biện pháp khác. Biện pháp gì? Ánh mắt của nữ ma sáng ngời, nhìn chằm chằm vào một đôi ánh mắt hồng sắc yêu tính của hắn. Phong Phi Vân làm ra bộ ho hai tiếng, nói. Ngươi đem tinh hồn của chuyển luân vương cùng huyết khí của huyết kỳ bán thánh cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ma khí trên người nữ ma dũng động, tóc dài bay múa, mỗi một sợi tóc đều giống như một thanh kiếm sắc bén, kéo ra tiếng xé gió ngô ngô. Không phải, đây chỉ là giao dịch. Phong Phi Vân biểu hiện rất bình tĩnh. Nữ ma nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân thật lâu, cuối cùng vẫn là đem tinh hồn chuyển luân vương cùng huyết khí của huyết kỳ bán thánh giao cho hắn, nói. Nói đi. Phong Phi Vân cười nói. Thái cổ ma thổ là bảo vật chân quý bậc nào? Lượng linh thạch cần có là một con số thiên văn, người bình thường căn bản không cầm ra nổi, nhưng mà có một chỗ lại có vô số linh thạch. Chỗ nào? Thánh đình bảo khố. Phong Phi Vân từ từ mà nói. Hàn khí trên người nữ ma thấu ra ngoài, lạnh lẽo đến kết lên da thịt của Phong Phi Vân một tầng băng tinh, lạnh nhạt nói. Thánh đình bảo khố chính là một trong những địa phương được phòng ngự nghiêm ngặt nhất, đi sông thánh đình bảo khố còn không bằng trực tiếp đi đan đỉnh quỷ thị mượn thái cổ ma thổ. Không giống, hôm nay thánh đình suy yếu lâu ngày, thần thiên tước phủ kiêu ngạo, trong thánh đình có người quy phụ thần thiên tước phủ, mà cũng có một ít người như cũ ủng hộ thánh đình chúa tể, chỉ cần có thể lợi dụng quan hệ vi diệu giữa hai người này, thánh đình bảo khố kiên cố không thể phá cũng đều vì chúng ta mà mở ra. Phong Phi Vân nói, nữ ma nói, vậy còn chờ cái gì, hiện tại liền đi thánh đình bảo khố. Phong Phi Vân triển khai phượng hoàng thiên nhãn, nhìn xuyên qua hư không. Nhìn ra chiến trường hỗn loạn mà hắc ám ở bên ngoài, chủ tinh bốn phía của thánh đình đều đã luân hãm, bị âm gian giới khống chế, chỉ có trung đình tinh trung ương nhất còn chưa bị công phá. Thật tốt quá, đại quân của âm gian giới tiến vào thánh đình, trung đình tinh khẳng định là hỗn loạn một mảnh, lúc này đi lấy phượng cốt trong bảo khố thánh đình chính là thời khắc tốt nhất. Trong lòng Phong Phi Vân liền nghĩ như vậy. Phong Phi Vân cùng nữ ma từ trong hư không đi ra, lần nữa xuất hiện trên Nam Cực Tinh. Nơi này khắp nơi đều là tu sĩ của âm gian giới, nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện liền chợt có một nhóm người giết qua. Bên này còn có hai người, lập tức thanh trừ. Phong Phi Vân không chút lưu tình bổ ra một trường, đánh ra lực lượng của một vạn vị tu sĩ niết bàn đệ bát trọng, đem hơn 100 vị tu sĩ của âm gian giới đều oanh sát, những tu sĩ này liền từ giữa không trung rơi xuống như mưa. Hai người đều không ngừng lưu động chút nào, bay lên trên trời, bay ra khỏi Nam Cực Tinh. Hướng Trung Đình Tinh bay tới. Trung Đình Tinh chính là địa phương trung ương nhất của Thánh Đình, cũng là chỗ có phòng ngự hoàn thiện nhất,
mấy vị thiên tử của âm gian giới liên thủ công phạt cũng không đem thiên đấu vô cực trận đánh bại được. Đây là thượng cổ đại trận, ở thời kỳ đại trận cường thịnh nhất từng ngăn chặn một vị thánh linh. Đây là một tràng chiến đấu quy mô khổng lồ, mấy chục ức đại quân bay ở trường không, đều là tinh nhuệ của âm gian giới, vô số thần thông cùng linh khí hướng trung đỉnh tinh oanh kích tới, hóa thành quang vũ đầy trời. Những thần thông cùng linh khí này đều đang cách vị trí của trung đỉnh tinh 3.000 dặm liền bạo liệt ra, bị thượng cổ thiên đấu vô cực đại trận hóa giải. Một ít cường giả của âm gian giới đang kêu lên ầm ĩ. Thánh đỉnh chúa tể nhưng là nhân vật thống ngự một tòa trung ương vương triều, không nghĩ đến bây giờ lại thành một đầu ô quy bướng bỉnh đáng yêu, ngươi chính là con gà, như ngươi cũng xứng làm chúa tể của nhân loại nhất tộc, quả thực chính là làm chậm đi tiền trình của nhân tộc, vẫn là sớm đi thối vị nhượng hiền đi. Đã sớm nghe nói thần thiên tước gia tu vi cái thế, ở đệ lục trung ương vương triều xưng hùng, làm sao lại không dám ra đánh một trận với bình đẳng vương chúng ta. Đều là một đám bất lực, nhân tộc chính là bị những người như các ngươi thống trị cho nên mới không bằng thái cổ thánh yêu tộc, nếu như đổi lại là biện thành vương chúng ta đến làm chúa tể của đệ lục trung ương vương triều, tương lai của đệ lục trung ương vương triều nhất định trở thành đệ nhất vương triều của nhân tộc. Tiếng mắng càng lúc càng khó nghe, rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn. Thiên đấu vô cực đại trận mở ra một đạo vết rách, bên trong lao ra một đám tu sĩ cường đại, đầu lĩnh chính là thống lĩnh của thánh vệ quân, mặc cổ thiết khôi giáp, trong tay cầm huyết hồng chiến thương, cưỡi phong hỏa thiên tình thú, uy phong lẫm liệt, khí trùng tinh hà. Phốc! Chiến thương đánh ra hóa thành một đạo lưu quang bay qua thiên khung, cách một phiến hư không đem thân thể một vị lão ma vạn năm vừa mới chửi rủa xuyên thủng. Chỉ bằng đám ô hợp âm gian giới các ngươi cũng muốn thống ngự đệ lục trung ương vương triều. Quả thực chính là người si nói mộng. Thống lĩnh thánh vệ quân tu vi cái thế, triển khai chiến thần pháp tướng, một tôn chiến thần hư ảnh thân cao 8.564 trượng hiện ra sau lưng hắn. Chiến thần pháp tướng oanh kích ra một quyền, đem mấy chục vạn tu sĩ của âm gian giới đều oanh sát, đánh thành một phiến hư không trống rỗng. Thánh đình thật đúng là cường giả xuất hiện lớp lớp, một vị chiến thần thế nhưng làm thống lĩnh của thánh vệ quân, bị điều khiển. Đây quả thực là nhân tài quá không được trọng dụng rồi, nếu như ngươi nguyện ý, sau khi đi tới âm gian giới có thể được hưởng đãi ngộ cấp bậc vương giả. Bình đẳng vương một tay nắm lấy thiết quyển, một tay cầm sinh tử bút, hướng thống lĩnh thánh vệ quân ném tới cảnh ô lưu. Nhưng mà nghênh đón chính là huyết sắc chiến mâu của thống lĩnh thánh vệ quân, hai người cách không đấu pháp, oanh đến thiên toàn địa chuyển, không ai dám đi đến gần bọn họ. Phàm là bị khí lãng trên người bọn họ tràn ra dính vào, thân thể lập tức hóa thành bột máu. Chính là hiện tại, Phong Phi Vân cùng nữ ma hóa thành hai đạo lưu quang hướng trung đỉnh tinh bay tới. Một tên nộ mục đầu đà mọc ra ba mắt đứng ở hư không, trên lưng mọc ra một đôi nhục vũ màu đen, hai tay giơ một thanh thiết chùy lớn như núi nhỏ hướng Phong Phi Vân oanh áp xuống. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Bàn tay của Phong Phi Vân nhấc lên. Hàng nghìn hàng vạn Phật mang hiện lên trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái Phật quang thế giới. Nhưng mà trưởng ấn của hắn còn chưa bổ ra, nộ mục đầu đà mọc ra ba mắt kia cũng đã biến thành hai khúc, thân thể rơi xuống hư không. Nữ ma từ trong huyết phụ đi ra, đem một chuôi thiết chùy khổng lồ kia thu vào trong tay, dò xét một phen. Linh khí thập nhất phẩm, coi như là một kiện thần binh lợi khí không tệ. Sau đó nàng đem thiết chùy cất vào. Phong Phi Vân tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ra tay, đe càn khôn trưởng ấn thiên địa thu hồi. Hai người ở trong hỗn chiến xông vào lỗ hổng của thiên đấu vô cực đại trận, tiến vào trung đỉnh tinh. Mới vừa tiến vào lỗ hổng của thiên đấu vô cực đại trận, liền lập tức gặp phải công kích. Xuất thủ là một vị nam tử trẻ tuổi mặc bạch sắc chiến giáp, hắn đứng ở trên thần thai cao 9.000 thước, ánh mắt lâm không, quát lạnh một tiếng. Người xông thánh đình, chết! Hắn chính là một trong những người thủ trận của thiên đấu vô cực đại trận, tu vi cái thế, nhìn như tuổi còn trẻ nhưng trên thực tế đã tu luyện hơn ngàn năm, điều động lực lượng của trận pháp công kích Phong Phi Vân cùng nữ ma. Đừng hiểu lầm, ta chính là tu sĩ Diệp Hồng Cảnh, đấu vực vực chủ, thành viên Bổ Thiên Các. Phong Phi Vân đồng thời đem quan ấn của đấu vực vực chủ cùng lệnh bài của Bổ Thiên Các lấy ra, cùng lúc hướng về phía vị thủ trận kia ném tới. Vô luận là quan ấn của đấu vực vực chủ hay lệnh bài của Bổ Thiên Các, phía trên đều có khí tức của Phong Phi Vân, còn có tất cả tài liệu ghi chép về Phong Phi Vân, không thể làm giả được. Sau khi vị thủ trận kia cho người tra duyệt quan ấn đấu vực vực chủ cùng lệnh bài Bổ Thiên Các, nhìn thật sâu vào Phong Phi Vân một cái,
như cũ giữ vẻ mặt đề phòng, lạnh lùng mà nói. Nguyên lai là vực chủ đại nhân, bất quá hiện tại là thời kỳ phi thường, tu sĩ của âm gian giới âm hiểm xảo trá, có người đã lẫn vào trung đình tinh, vì đề phòng ngừa vạn nhất, kính xin vực chủ buông bỏ chống cự, theo thánh vệ quân đi tới vũ hóa thần điện nghỉ ngơi, đợi xác nhận xong thân phận của vực chủ đại nhân mới có thể khôi phục tự do cho đại nhân. Thời kỳ phi thường tự nhiên cần vô cùng cẩn thận, ta nguyện ý phối hợp. Phong Phi Vân cùng nữ ma hạ xuống mặt đất, liền có một đội thánh vệ quân vậy quanh mà đến, đem bọn họ mang đến vũ hóa thần điện. Vũ hóa thần điện tụ tập đều là tu sĩ có thân phận khả nghi, có tu sĩ đợi nghiệm chứng thân phận, hiện tại thánh đình gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có, tình nguyện giết lầm một vạn cũng tuyệt không thể bỏ qua một người. Phong Phi Vân đợi ở vũ hóa thần điện cũng không bao lâu liền có một vị binh trường của thánh vệ quân đi đến bảo lãnh cho hắn, cũng đem quan ấn đấu vực vực chủ cùng lệnh bài bổ thiên các trả lại cho hắn. Vị binh trường này thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, chắp tay xá một cái với Phong Phi Vân, cười nói. Các lão đã tự mình chứng thật qua thân phận của vực chủ đại nhân cùng bằng hữu hiện tại tự do. Đa tạ binh trường đại nhân. Phong Phi Vân đem quan ấn cùng lệnh bài cất vào, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hai thứ này vẫn còn có chút tác dụng. Có thể ở trong thánh vệ quân thăng lên đến cấp bậc binh trường, dẫn dắt chí ít đều có 100 vạn quân sĩ, tu vi tự thân khẳng định không phải là chuyện đùa, Phong Phi Vân đối với hắn tự nhiên vẫn là có chút khách khí. Vị binh trường này cười dài nói, đều là môn nhân của các lão chúng ta, coi như là huynh đệ đồng môn, không cần khách khí như thế. Phong Phi Vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mình có thể nhận được một vị binh trường đến bảo lãnh, nguyên lai là bởi vì tầng quân hệ lâm các lão này. Lúc này lại có một vị lão nhân đi đến vũ hóa thánh điện, sau khi gặp Phong Phi Vân, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Phong Phi Vân, cảnh chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Lão nhân này, Phong Phi Vân còn là có mấy phần ấn tượng, chính là một vị lão bộc của Lưu Ly gia tộc, thường xuyên đi theo phía sau Lưu Tô Tử, chính là một vị hộ đạo lão nhân của Lưu Tô Tử. Cảnh chủ đại nhân đến thánh đình. Phong Phi Vân có chút giật mình, chẳng lẽ các vị tước gia đã đến viện binh cho thánh đình rồi? Không đúng, nếu như tước gia của đệ lục trung ương vương triều đều đã đến viện binh, chút ít tà nhân kia của âm gian giới khẳng định đều nghe thấy mà lui, làm sao còn dám hung hăng ngang ngược giống như hiện tại. Phong Phi Vân mới đến trung đình tinh, đối với một viên tinh cầu khổng lồ này còn rất xa lạ, đừng nói là đi tới thánh đình bảo khố, coi như là phương vị thánh đình chúa tể cung kia bây giờ đang ở đâu hắn cũng không biết. Trung đình tinh hiện tại đang ở vào trạng thái toàn diện đề phòng, tất cả trận pháp đều mở ra. Mỗi một khối đại lục đều bị vây ở trạng thái hoàn toàn ngăn cách, có thánh vệ quân thủ hộ, chỉ có nhân vật cấp bậc vực chủ mới có thể tự do xuyên qua những hệ thống trận pháp này. Hiện tại cũng chỉ có cách đi một bước tính một bước, ở trước lúc tình huống còn chưa biết được rõ ràng cũng không vội đi thánh đình bảo khố. Ở dưới sự hướng dẫn của vị lão giả kia, Phong Phi Vân đi tới nơi đóng quân tạm thời của tu sĩ Diệp Hồng Cảnh. Đây là một tòa thiên cung pháo đài to lớn, thành tường cao như sơn lĩnh. Có rất nhiều tu sĩ tuần tra trong trận pháp, phàm là có người xa lạ tiến vào địa vực của thiên cung pháo đài đều sẽ phải chịu công kích. Nữ ma biểu hiện vô cùng thong dong lạnh nhạt, bạch y bồng bềnh, tóc dài chập chờn, tựa như một vị nữ tử văn nhược nhã nhặn đi ở bên người Phong Phi Vân, truyền âm nói. Trong tòa thiên cung pháo đài này có một vị nhân vật cường đại. Phong Phi Vân tự nhiên biết nàng nói chính là Hồng Chú Nhân Tước, đây nhưng là một vị chiến thần, tu vi tự nhiên tương đối đáng sợ. Tiến vào thiên cung pháo đài, những tu sĩ Diệp Hồng Cảnh còn sống kia đều cực kỳ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ đến Phong Phi Vân lại còn sống. Đây quả thực là một cái kỳ tích, đồng thời bọn họ đối với Phong Phi Vân càng thêm kính sợ, không lại xem hắn thành một bán yêu mà đối đãi. Bái kiến cảnh chủ đại nhân. Phong Phi Vân đi vào một tòa cung điện kim bích huy hoàng, thân thể nghiêm trang, ánh mắt sắc bén, sắc mặt nghiêm nghị, lộ ra vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hồng Chú Nhân Tước chú Lưu ngồi ở trên một cái đại y làm bằng kim sắc điêu bằng, nhìn qua cũng là bộ dáng 28, 29 tuổi, lông mày rõ ràng, gương mặt khỏe mạnh, mặc dù đã tu luyện hơn 2.000 năm nhưng nhìn tới tựa hồ cũng chỉ lớn hơn Phong Phi Vân vài tuổi. Ánh mắt của hắn lấp lánh hữu thần, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, cười nói. Người bước vào Niết Bàn Đệ Bát Trọng rồi. Trong cung điện còn có 4 vị lão tổ của Lưu Ly gia tộc đang ngồi. Lưu Ly gia tộc mặc tử y tươi sáng, da thịt trong suốt, ánh mắt sáng ngời, cũng ngồi ở trong cung điện,
ở phía dưới Hồng chú nhân tước ra. Phong Phi Vân nói, đúng vậy, vãn bối may mắn đã bước vào Niết Bàn Đệ Bát Trọng. Rất tốt, bán yêu có thể đạt tới Niết Bàn Đệ Bát Trọng, đây là một cái cảnh giới tương đối khó lường, đủ để xương vương trong bán yêu, ngươi cũng đừng quan tâm đến ánh mắt khác loại của người khác, cho dù không thể bước vào vũ hóa cảnh, ngươi cũng đã tương đối ưu tú, có thể ở trong một cái lĩnh vực đạt đến đỉnh phong, đây chính là một loại chứng minh cho thực lực cùng tài hoa. Hồng chú nhân tước ra cười nói, đa tạ cảnh chủ đại nhân tán dương. Phong Phi Vân dừng một chút, nói, ta muốn gặp đại quận chúa. Nụ cười trên mặt Hồng chú nhân tước dần dần biến mất, trở nên lạnh lùng, để cho người đem di thể của Lưu Tô Hồng mang đến, đặt ở trước mặt Phong Phi Vân. Nàng nằm ở trong một cái hàn băng tinh quan, ăn vào băng phách bảo vệ thân thể trở nên có chút trong suốt, trên da thịt phủ lên một tầng xương lạnh, tản mát ra ngọc quang nhàn nhạt. Ngón tay của Phong Phi Vân vuốt ve ở trên khuôn mặt lạnh như băng của nàng, đều nói tu tiên có thể để cho người ta nhìn thấu sinh lão bệnh tử, nhưng mà đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chỉ cần là người, làm sao có thể xem sinh tử như mây trôi chứ? Sinh cơ trong thân thể Lưu Tô Hồng cũng đã sớm đoạn tuyệt, ngay cả huyết dịch đều hoại tử rồi, linh hồn cũng đã tiêu tán, cho dù đem nàng nghịch thiên sống lại cũng bất quá chỉ là một cỗ khôi lỗi không có trí nhớ, không có ý thức. Phong Phi Vân than dài một tiếng. Hồng Trần lộ diêu, khanh vi quá khách, đường Hồng Trần xa xôi, người thân quen cũng là lữ khách qua đường. Phong Phi Vân không lại nhìn nữ tử trong băng quan nữa, đem nắp quan che lại, nhẹ nhàng phất tay, liền có người hầu đem Lưu Tô Hồng mang xuống. Con đường tu đạo cũng không phải là con đường trường sinh, coi như là thánh linh oai phong một cõi cũng có thời điểm vẫn lạc dưới bùn đất. Cho dù là yêu tộc hoàng giả xương hùng một tộc cũng có lúc hóa thành xương khô, người cũng không cần quá để ở trong lòng. Lưu Tô Tử nói. Phong Phi Vân hơi hơi gật đầu. Ống tay áo của Hồng chú nhân tước ra cuốn một cái, một phiến quang hoa sáng lạng từ trong tay áo của hắn bay ra, mấy ngàn cỗ thạch nhân khôi lỗi từ trong quan hoa hiện ra, hải thần vệ cùng địa ngục Diêm La đều ở trong đó. Sau khi những khôi lỗi này nhìn thấy Phong Phi Vân cũng tự động vây tới, đem hắn thủ hộ ở chính giữa. Những khôi lỗi này đều được Hồng chú nhân tước mang đến Trung Đình Tinh, sau khi trải qua nghiên cứu, những khôi lỗi này mang đến chấn động khổng lồ cho Hồng chú nhân tước. Đặc biệt là địa ngục Diêm La, quả thực khiến cho người ta rung động, hắn bước đầu dự đoán nếu như có thể cung cấp đủ nhiều tư nguyên, địa ngục Diêm La có khả năng trưởng thành đến bán thánh, đây là suy đoán bảo thủ. Cái kết quả này để cho những lão tổ kia của Lưu Ly gia tộc đều khiếp sợ, phải lần nữa đánh giá lại giá trị vốn có của Phong Phi Vân. Thành tựu của ngươi ở trên khôi lỗi thuật quả thực rất cao, nghe nói ngay cả ma đầu vạn năm đồ thương tử cùng cổ chát tây đều chết trong tay ngươi, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Lưu Ly gia tộc chúng ta cần nhân tài như ngươi a. Hồng chú nhân tước ra mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng mà bất luận kẻ nào cũng nghe ra được hân thưởng của hắn đối với Phong Phi Vân, muốn đem Phong Phi Vân thu vào Lưu Ly gia tộc. Phong Phi Vân cũng không lập tức đồng ý, mà là lộ ra thần sắc trầm tư. Không khí trong cả cung điện trở nên rất khẩn trương, Lưu Tô Tử sợ Phong Phi Vân sẽ cự tuyệt Hồng chú nhân tước ra cho nên không ngừng nháy mắt với hắn. Hồng chú nhân tước ra cười cười, lại nói. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ mơ ước tới đại khôi lỗi thuật của ngươi, khôi lỗi sư cường đại cũng cần thiên phú trời cho, nếu như ta cướp lại đại khôi lỗi thuật của ngươi nhưng mà lại không tìm được người có thể tu luyện nó tới đỉnh phong, ngược lại đó là một cái tổn thất của Lưu Ly gia tộc chúng ta. Tứ Tổ nói. Đại quận chúa bị tà nhân sát hại, nhưng mà dù sao nàng cũng chính là thê tử trên danh nghĩa của ngươi, kỳ thật thì Phi Vân cũng đã sớm trở thành một thành viên của Lưu Ly gia tộc chúng ta, lão phu từ trước đến giờ không xem hắn là ngoại nhân. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ nguyên nhân bọn họ cực lực lôi kéo chính mình, bọn họ nhất định là biết được tiềm lực của địa ngục Diêm La mà cũng không phải là bởi vì bán yêu như hắn. Sau khi Phong Phi Vân trầm ngâm hồi lâu, mới nói. Hôm nay Thánh Đình đang gặp phải công phạt của âm gian giới, ta cảm thấy hiện tại quan trọng nhất là chúng ta nên làm như thế nào để phá vỡ tình thế nguy hiểm, về phần chuyện khác vẫn là sau này lại nói đi. Hồng chú nhân tước ra cười mà lắc đầu nói. Trung Đình Tinh có thiên đấu vô cực đại trận thủ hộ, coi như là thập đại vương giả của âm gian giới đều đến cũng chưa hẳn có thể phá vỡ nó, chỉ cần đại quân của âm gian giới ở trong 3 ngày không cách nào phá được Trung Đình Tinh. Như vậy tước gia của các đại cảnh đều sẽ chạy đến cứu viện, đến lúc đó đại quân của âm gian giới tự nhiên sẽ rút đi, cho nên chuyện này ngươi không cần lo ngại.
Trong lòng Phong Phi Vân thầm than một tiếng, xem ra hôm nay chính mình nếu như không cho thấy thái độ, chỉ sợ ngay cả một tòa cung điện này cũng khó đi ra ngoài. Đây chính là thái độ của nhất phương bá chủ, nếu không thể vì ta sử dụng, như vậy phải mạt sát trong trứng nước. Không khí trở nên càng lúc càng khẩn trương, thần sắc của mỗi người đều trở nên rất mất tự nhiên. Bẩm báo cảnh chủ, Lâm Các lão đăng môn bái phỏng. Phía ngoài cung điện truyền đến thanh âm của một lão bộc. Không khí trong cung điện lúc này mới hòa hoãn lại một chút, hồng chú nhân tước ra như cũ mang theo vài phần mỉm cười, nói. Tổ tử, mang Phong Phi Vân cùng bằng hữu của hắn đi nghỉ ngơi đi, bọn họ vừa mới đi tới Trung Đình Tinh chỉ sợ đều mệt mỏi rồi, chuyện này vài ngày sau chúng ta lại bàn lại. Lưu tổ tử mang theo Phong Phi Vân cùng nữ ma rời đi tòa cung điện này, đi an trí chỗ ở của bọn hắn. Cho đến sau khi đi xa, sắc mặt của nàng mới trầm xuống, nói. Bán yêu chết tiệt, ngươi có biết mới vừa rồi ngươi đã dạo một vòng quỷ môn quan rồi không? Lưu tổ tử đứng ở đối diện Phong Phi Vân, búi tóc thắt lên, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt có chút lạnh lùng, rất bất mãn thái độ mới vừa rồi của Phong Phi Vân. Đó cũng không nhất định chính là quỷ môn quan. Phong Phi Vân cười nói. Chẳng lẽ ngươi cho là chính mình có lực lượng chống lại cảnh chủ? Lưu tổ tử khuyên giải nói. Cảnh chủ cũng không có ác ý. Chẳng qua là hân thưởng thiên phú cùng tài hoa của ngươi, muốn lôi kéo ngươi tiến vào Lưu Ly gia tộc. Phong Phi Vân nói. Thất quận chúa, không cần nói nữa, chuyện này ta sẽ suy nghĩ kỹ càng, sau khi có quyết định tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Không nghe khuyên bảo liền coi như xong. Lưu Tô Tử cũng có chút tức giận, xoay người rời đi, bán yêu này thật sự là rất cố chấp, quả thực là một cái dễ cây, ngu ngốc, ngu ngốc. Ngón tay của nữ ma nhẹ nhàng lay động sợi tóc. Đối với chuyện riêng của Phong Phi Vân thì một chút hứng thú cũng không có, nói. Khi nào chúng ta đi Thánh Đình bảo khố? Bây giờ còn chưa phải lúc, còn phải đi tìm hai trợ thủ. Phong Phi Vân đem một phong thư khác ở trên Ngọc Phù, sau đó đem Ngọc Phù đánh ra ngoài, bay vào thiên khung. Muốn đi địa phương như Thánh Đình bảo khố để trộm đồ, tự nhiên phải tìm hành ra làm chuyện này, tất chữ suốt cùng tất mỗ ra hai tổ tông này nếu như ra tay, tỷ lệ thành công khẳng định tăng nhiều. Khoảng thời gian chờ đợi tất chữ xuất cùng tất mỗ ra đi đến, Phong Phi Vân tính toán tế luyện ra tôn khôi lỗi thứ hai. Phong Phi Vân đầu tiên bố trí một tòa trận pháp ngăn cách không gian chung quanh, sau đó đem tam vị chân hỏa lô lấy ra, tiếp theo đem hải thần vệ triệu hoán ra. Hải thần vệ chính là nhất nguyên sinh mệnh thể, có năng lực trưởng thành không ngừng, nhưng mà nó dù sao là khôi lỗi do nhân thể nhục thai hóa thành, độ cao có thể đạt tới cũng có hạn. Mà Phong Phi Vân hiện tại liền muốn đem cỗ khôi lỗi này tế luyện lần nữa, khiến cho nó cường đại giống như địa ngục Diêm La. Phong Phi Vân đem tinh hồn chuyển luân vương cùng huyết khí của huyết kỳ bán thánh từ trong quỷ bình đổ ra, sau đó đánh vào tam vị chân hỏa lô. Bổn vương tinh hồn bất diệt, bán yêu tiểu nhi, ngươi không luyện được ta. Chuyển luân vương ở trong tam vị chân hỏa lô gầm thét, chấn đến hỏa diễm không ngừng dâng cao, sóng lửa trở nên sôi trào. Phong Phi Vân cũng không để ý tới tiếng gầm gừ của chuyển luân vương, thúc giục kiếp diệt vạn đạo pháp đem từng đạo tử kiếp lực phách vào trong tam vị chân hỏa lô, chuyển luân vương ở trong đó liền kêu lên thảm thiết. Mỗi một đạo lực lượng tử kiếp rơi xuống liền sẽ khiến cho tinh hồn của hắn suy yếu một phần, cuối cùng ngay cả lực lượng kêu thảm cũng không có nữa, biến thành một đoàn tử sắc phụ khí. Huyết khí của huyết kỳ bán thánh cũng hóa giải ra, biến thành một đoàn huyết hồng sắc hỏa diễm. Huyết hồng sắc hỏa diễm cùng tử sắc phụ khí đang không ngừng dung hợp, cuối cùng dung hòa thành một thể, biến thành một phiến hỗn độn hỏa vụ mờ mịt. Hải thần vệ, bây giờ là thời điểm để ngươi trưởng thành rồi, một khi ngươi hấp thu tinh hồn của chuyển luân vương cùng huyết khí của huyết kỳ bán thánh sẽ trở nên càng cường đại hơn, không gian trưởng thành sau này sẽ không thể hạn lượng. Hải thần vệ tựa hồ như nghe hiểu lời nói của Phong Phi Vân, gào to một tiếng, sau đó tung người nhảy vào trong tam vị chân hỏa lô. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ở bên cạnh tam vị chân hỏa lô, hai mắt khép hờ, tiếp đó hắn đã không cần phải làm gì nữa, cỗ khôi lỗi này có thể đạt tới một bước kia không đều muốn xem vào vận mệnh của nó, nói không chừng lại là một tôn yêu nghiệt xuất thế, nói không chừng sẽ không chịu nổi lực lượng của hai vị bá chủ như chuyển luân vương cùng huyết kỳ bán thánh mà bạo liệt ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút. Sau một ngày một đêm, tam vị chân hỏa lô bắt đầu kịch liệt chấn động. Bên trong thỉnh thoảng bắn ra tử quang, thỉnh thoảng bắn ra tà máu, hỏa diễm đang kích động từng đợt. Oanh!
Một đạo hà khí chói mắt từ bên trong bay lên, phát ra thanh âm kỳ lân gào thét, tựa như thiên lôi từ trường không cuồn cuộn quét qua, chấn đến mảng nhĩ người ta đau rát. Giao! Kỳ lân gầm thét. Một cái khôi lỗi mặc đạo bào mọc ra đầu hình kỳ lân đứng ở trên mặt đất, cả người đều là hỏa diễm, toàn thân bị lân phiến bao trùm, một đôi ánh mắt đỏ ngầu lớn chừng quyền đầu, chừng mắt một cái liền phát ra hai đạo hỏa diễm thần mang. Đây là hải thần vệ sau khi hấp thu tinh hồn của chuyển luân vương cùng huyết khí của huyết kỳ bán thánh. Xác thực mà nói, tỷ trọng của thần hải vệ ở trong cơ thể nó đã tương đối ít, ngược lại là tinh khí của chuyển luân vương cùng huyết khí của huyết kỳ bán thánh chiếm đa phần. Ngươi đã lựa chọn lấy đầu kỳ lân làm chủ, như vậy sau này gọi ngươi là huyết kỳ vương đi. Phong Phi Vân lại cấp cho khôi lỗi này một cái tên. Sau khi đem huyết kỳ vương thu hồi lại, Phong Phi Vân triệt tiêu trận pháp, đi ra khỏi địa phương bế quan này. Tất Chữ Xuất cùng Tất Mỗ ra nhận được ngọc phi phù của Phong Phi Vân liền chạy tới, thật sớm đã chờ ở bên ngoài rồi. Ngươi ở trên thư nói lần này cần làm một chuyện lớn, ta đem ra hỏa đều chuẩn bị tốt rồi, không biết lần này cần động đến chỗ nào. Tất Chữ Xuất lộ ra vẻ rất hưng phấn, một thời gian ngắn gần đây đều bị Tà Hồng Liên chăm sóc, lần này thật vất vả mới chuồn ra được, nhất định phải đại triển quyền cước. Tất Mỗ ra liền lộ ra vẻ rất khí định thần nhàn, mặc y phục tràn đầy vết vá, đeo một thanh mộc côn, ngồi ở trên thềm hút thuốc. Buổi chiều tiếp đó, Phong Phi Vân, Tất Chữ Xuất, Tất Mỗ ra, Ma Ô Quy mật mưu lại với nhau, làm thành một cái vòng tròn nhỏ trên mặt đất không ngừng khắc, tựa hồ đang vẽ lộ tuyến đồ gì đó. Nữ ma thì đứng ở nơi xa, lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, trong ngón tay trắng như ngọc nắm một khối thánh linh phượng hoàng huyết tinh, bắt đầu hấp thu huyết khí ở bên trong, cảm ngộ thánh linh đạo ít ỏi ở trong đó. Cho đến thời điểm mặt trời lặn về phía tây, đám người Phong Phi Vân cuối cùng đã đem chọn cái kế hoạch xác định xong. Thống lĩnh thánh vệ quân đánh một trận với Bình Đẳng Vương, bị trọng thương, hiện tại thánh vệ quân đã bị Bổ Thiên Các cùng thánh đình nhất phẩm thiên nắm trong tay, người nắm giữ một tấm lệnh bài của Bổ Thiên Các đủ để cho chúng ta ở rất nhiều trạm kiểm soát không có trở ngại. Tất Mỗ ra vuốt vuốt tròm râu, ánh mắt híp lại thành một đạo khe hở. Sắc mặt của Phong Phi Vân nghiêm nghị, nói. Ta cảm thấy hiện tại động thủ cũng không phải là thời cơ tốt nhất, đại quân âm gian giới còn đang công kích Trung Đình Tinh, hiện tại nhất định là thời điểm thánh đình bảo khố phòng ngự nghiêm mật nhất, nhưng mà đại quân của âm gian giới đã liên tục công kích hai ngày một đêm, nếu như tối nay còn không công được Trung Đình Tinh, đến lúc đó tước ra khắp nơi nhất định sẽ dẫn đại quân đến cứu viện thánh đình. Cho nên căn cứ vào tính toán của ta chậm nhất là sáng sớm mai âm gian giới sẽ lui quân, sau khi âm gian giới lui quân, phòng thủ của thánh đình ngược lại sẽ giảm xuống, đến lúc đó chính là thời điểm chúng ta động thủ. Tất Chữ Xuất cùng Ma Ô Quy đều phát ra tiếng cười cạc cạc, đồng thời nói. Đến lúc đó đem thánh đình bảo khố tận diệt. Thánh đình bảo khố nhưng là chỗ giàu có nhất của đệ lục trung ương vương triều, tụ tập linh bảo thiên hạ vào một chỗ, tích lũy trăm vạn năm của đệ lục trung ương vương triều đều ở trong đó, bất kỳ một kiện bảo vật nào lấy ra ngoài đều là thần bảo có giá trên trời. Từ trước tới nay không có người nào có thể trộm được một tòa tiên gia trọng địa này, đạo vương vương giả của trộm của mỗi thời đại đều khát vọng mở ra cảnh phủ thần bí, tượng trưng cho vinh dự cao nhất của giới thâu đạo. Tất Mỗ ra dị thường hưng phấn, hắn đã sớm đánh chủ ý tới thánh đình bảo khố, nhưng mà bởi vì thánh đình bảo khố phòng thủ thật sự quá nghiêm mật, một mực không kiếm được lỗ hổng, bất quá cũng lần mò ra không ít môn đạo, hiện tại có Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, nữ ma trợ giúp. Rốt cuộc đền bù được thiếu sót của hắn, có thể đi tung hoành pháo đài bảo khố kiên cố nhất thiên hạ. Ha ha, ngày mai sẽ là ngày lão tử danh chấn thiên hạ, ta muốn đem tiêu ký hoa mai của thần thâu môn khắc lên trên thần trụ của thánh đình bảo khố. Lúc Tất Mỗ ra cao hứng nhất thời lỡ miệng nói ra, đem một chút lời không nên nói ra ngoài. Phong Phi Vân tự nhiên không biết thần thâu môn ở nhân loại quốc độ đại biểu cho ý nghĩa gì, nhưng mà Mao Ô Quy này lại hết sức rõ ràng. Đây chính là tồn tại được cùng liệt vào thiên toán môn, được xưng là kỳ thuật bát môn. Thần thâu môn mặc dù xếp hạng cuối cùng của kỳ thuật bát môn, môn nhân thưa thớt, nhưng mà như cũ không thể coi thường, những kỳ thuật thần thông kia khiến người ta khó lòng phòng bị. Ở lúc thần thâu môn cường thịnh nhất từng xuất hiện qua một vị đạo thánh, là thánh linh chân chính, đem thánh linh khí mãnh tổ long châu của long tộc đều trộm đi, ở trên tổ long thần điện của long tộc khắc xuống mai hoa ấn ký, sau đó long tộc phái cường giả đuổi giết. Nhưng mà lại không tìm được vị đạo thánh này. Long tộc tự nhiên không có ý tứ đem chuyện mất mặt như vậy cũng nói ra,
mà vị đạo thánh kia của thần thâu môn cũng sẽ không nói, cuối cùng chuyện này là một kiện huyền án không được giải quyết. Ánh mắt của Mao Ô Quy nhìn Tất Chữ Xuất cùng Tất Mỗ ra chợt có chút trở nên khác thường, truyền nhân của thần thâu môn từ trước đến giờ đều thưa thớt, hai tổ tông người này không phải là truyền nhân của thần thâu môn đi. Hiện tại Phong Phi Vân chỉ một lòng muốn lấy được phượng cốt, trùng kích Niết Bàn đệ cửu trọng, cũng không quá quan tâm cái gì là thần thâu môn, nói. Lúc bình minh ngày mai sẽ động thủ, hiện tại tất cả mọi người đi chuẩn bị đi, chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, chúng ta nói không chừng ngay cả cơ hội chạy trốn giữ mạng đều không có. Sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc, cướp lấy thánh đình bảo khố, đây tuyệt đối là một cái ý nghĩ điên cuồng chí cực, người bình thường căn bản không dám làm như vậy, nhưng mà đám người Phong Phi Vân lại không phải là người bình thường, đều không sợ hãi cái gì. Tất Chữ Xuất cùng Tất Mỗ ra vội vàng rời đi, nói là đi chuẩn bị một chút công cụ, trước bình minh nhất định sẽ quay về. Nữ ma mọi sự đều không nhiễu tâm, nhàn tĩnh như thục nữ, như cũ lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi xa, hấp thu huyết khí trong phượng hoàng huyết tinh, gia tăng tu vi của mình. Một đống tảng đá dưới chân Phong Phi Vân đột nhiên giật giật, một cái trái cây đen thui từ trong bùn đất hiện ra mấy phần, đại khái chỉ lớn như đầu ngón tay, nếu không chú ý nhìn tới còn tưởng rằng là một quả mận sắt. Gì? Mao Ô Quy cắm đầu cắm cổ đi tới, kéo dài cái cổ, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào trái cây nhỏ này. Ra ra, là ta. Thánh thực quả nhỏ giọng truyền âm, ngay cả khí tức trên thân cũng thay đổi, khó trách Mao Ô Quy lúc đầu nhìn thấy cũng không nhận ra nó. Bá! Mao Ô Quy vươn ra một cái móng vuốt, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem thánh thực quả nhặt lên, khẽ liếc nữ ma một cái, phát hiện không kinh động đến nàng. Lúc này mới lại lập tức đem thánh thực quả ném vào trong mai rùa. Một màn này tự nhiên rơi vào trong mắt của Phong Phi Vân, nhưng mà lại cũng chỉ khẽ cười, tiếp theo đó liền bắt đầu thôi diễn quá trình cướp lấy thánh đỉnh bảo khố, chuyện này rất trọng yếu, không thể có nửa điểm qua loa. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Phong Phi Vân, âm gian giới tiến công cả đêm, công kích càng lúc càng hung mãnh, nhưng mà lại không thể phá vỡ thiên đấu vô cực đại trận của Trung Đình Tinh. Cuối cùng ở trước lúc bình minh bắt đầu rút lui, bởi vì tu sĩ của âm gian giới đã phát hiện có tước gia đi đến cứu viện thánh đình, nếu như lại không lui quân nhất định sẽ bị các lộ tước gia bao vây, đến lúc đó xui xẻo chính là bọn họ. Mà lúc này đây, Tất Chữ Xuất cùng Tất Mỗ gia đều đã trở về rồi. Trên người của bọn họ mặc hai kiện bảo y do tơ vàng bện thành, phía trên khắc xuống vô số văn tự kỳ dị, giống như là giáp cốt văn của viễn cổ tiên dân. Nhìn như đơn giản bình thường nhưng mà người có một chút tu vi liền sẽ phát hiện văn tự trên bảo y rất cổ quái, hàm chứa một loại đạo lý kỳ dị, tựa như nhật nguyệt tinh thần vây quanh ở trong vũ trụ. Mẹ nó, các ngươi lại mặc đạo thánh văn y. Mao Ô Quy càng thêm tin tưởng hai tổ tông này khẳng định là truyền nhân của thần thâu môn, nếu không thì không thể nào có đạo thánh văn y. Đồn rằng đạo thánh văn y chính là do đích thân đạo thánh tế luyện, tài liệu dùng đến chính là ẩn tàm thi cùng tiên động kim cực kỳ hy hữu. Phía trên có khắc thánh linh văn tự, có thể xuyên qua trận pháp, ẩn giấu thân hình, thu liếm khí tức, chính là vô thượng côi bảo của thần thâu môn. Quả nhiên là vô thượng bảo y. Nữ ma hóa thành một đạo thanh phong, trực tiếp đứng ở bên cạnh Tất Mỗ gia, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng chạm tới bảo y, trên bảo y chợt lưu động từng đạo kim mang đem ngón tay của nàng truy si di tiếp xẹt qua trong thân thể của Tất Mỗ gia. Dĩ nhiên đây không phải là chân chính xẹt qua trong thân thể của Tất Mỗ gia. Ở thời điểm ngón tay của nàng va chạm vào bảo y tự động sinh ra một cỗ lực lượng đem hư không phá thành một đạo lỗ hổng nhỏ, ngón tay của nàng liền lướt qua trong hư không, căn bản là không chạm vào thân thể của Tất Mỗ gia. Đây cũng là một loại diệu dụng của đạo thánh văn y, coi như là có người đụng vào thân thể của hắn cũng sẽ tự động cắt vào trong hư không, tựa như đụng vào không khí. Ta cảm thấy bảo y này có duyên với ta có thể cảm nhận được linh tinh của nó ở bên trong. Ánh mắt của nữ ma xanh biếc, thánh khiết đoan trang, gợn sóng không ngừng mà nói. Thân thể của Tất lão ẩu hơi hơi run lên, có duyên, mẹ nó, đây không phải là rõ ràng muốn cướp chứ. Khụ khụ, đó cũng không phải là đạo thánh văn y chân chính, chẳng qua là hai kiện phỏng chế phẩm, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 1/10 công hiệu của đạo thánh văn y chân chính. Tất Mỗ ra sợ nữ ma động thủ đoạt lấy, vội vàng lui về phía sau hai bước. Mao Ô Quy nói. Ta đã nói rồi, đạo thánh văn y trong truyền thuyết chỉ có một kiện, làm sao có thể đột nhiên liền biến thành hai kiện. Nữ ma khẽ cau lại lông mày, thu tay trở về,
đối với bảo y trên người Tất Mỗ Gia giảm đi hứng thú, bởi vì nàng phát hiện bảo y này đúng là tồn tại sơ hở rất lớn, đối với tu vi hiện tại của nàng mà nói đã rất không cần thiết lắm. Âm gian giới lui quân, tu sĩ quân đội trong thánh đình bắt đầu phản kích, có không ít cường giả lao ra thiên đấu vô cực đại trận, đi tới đánh chết tu sĩ của âm gian giới. Hai ngày này khí thế lớn lối của âm gian giới để cho rất nhiều người cảm giác phẫn uất, lúc này đều đã bạo phát ra, muốn đi rửa sạch sỉ nhục trước đó, giết cho thống khoái. Mà lúc này đây, Phong Phi Vân, Nữ Ma, Mao Ô Quy, Tất Chữ Xuất, Tất Mỗ ra đến một phiến hoang sơn của Trung Đình Tinh. Một mảnh hoang sơn này ở Trung Đình Tinh có chút danh tiếng, bị liệt thành cấm khu, thường có hung thú lui tới, cũng có một số vũ hóa hiền giả cường đại táng thân ở trên sơn lĩnh, đem một ít dòng suối sơn giã đều nhuộm thành đỏ như máu, người bình thường không dám đi tới gần. Thánh đình bảo khố lại ở chỗ này. Nữ ma đi ở phía đầu tiên, tóc dài bồng bềnh, bạch y phấp phới, trong tay nâng lên nửa tòa tiểu tháp tinh xảo, phàm là có hung thú đi đến cản đường đều bị nàng trước tiên thanh trừ. Trên mặt đất chỉ có một mảnh hài cốt. Tất Mỗ Gia coi như là chân chính nhìn thấy sự lợi hại của nữ ma đầu này, sát tính quá nặng, ma khí quá liệt, thật đúng là có chút không dám đắc tội nàng, vội vàng nói. Cửa vào thánh đình bảo khố phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, có một chút lão gia hỏa không hỏi sự đời trấn giữ nơi này, ta từng đi qua đây một vòng thiếu chút nữa đã bị đuổi giết, cho nên ta liền lui lại mà cầu lần sau, tìm kiếm một cái cửa vào khác, công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc để cho ta tìm được chỗ yếu nhất của thánh đình bảo khố. Tất Chữ Xuất theo sát ở phía sau Tất Mỗ Gia, trên tay nâng lên một cái bạch sắc la bàn, phía trên tản ra từng đạo tinh mang, tựa như là một cái la bàn bình thường, đang tìm kiếm cái gì đó. Nghi tâm của Tất Mỗ Gia sinh ra một cái quang nhãn, bên trong bắn ra một đạo quang hoa chói mắt, bắn thẳng xuống dưới đất, phảng phất có thể xuyên thấu địa tâm, đột nhiên trên mặt hắn vui mừng, dừng bước lại, nói. Chính là chỗ này, ta từng ở chỗ này chôn xuống tọa độ. Bàn tay của hắn vươn ra, một quả quang cầu ở dưới đất bay lên. Ta đến mở đường. Phong Phi Vân đem địa ngục Diêm La cùng Kỳ Lân Vương triệu hồi ra, khu xử bọn hắn mở đường đi xuống. Địa ngục Diêm La cùng Kỳ Lân Vương đều có lực lớn vô cùng, rất nhanh đã ở trên nham thạch cứng rắn đập mở ra, đánh ra một cái lối đi sâu hơn 10 dặm, phía dưới trở nên càng lúc càng cứng rắn. Quả thực có thể so với một chút linh thiết luyện khí. Dừng một chút, ngón tay của Tất Mỗ Gia hướng về vách đá phía dưới sờ soạng, trên vách đá chợt xuất hiện vô số quang vựng, hiện ra sơn hải đồ văn, chỉ cần là trọng lực oanh kích ở phía trên đều sẽ bị bắn ngược trở về. Căn cứ vào suy đoán của ta, đây chính là tầng phòng ngự thứ nhất sơn hải nham bích của Thánh Đình Bảo Khố, trên cổ thư có ghi lại, ở lúc kiến tạo Thánh Đình Bảo Khố mời đến một vị tầm bảo sư khó lường. Ở mỗi một khối thạch bích đều bày ra sơn hải bất phá thuật. Tất Mỗ Gia nhíu mày, đã sớm ngờ tới thánh đình bảo khố nhất định không gì phá nổi, nhưng mà không nghĩ đến tầng phòng ngự thứ nhất này lại biến thái như vậy. Chẳng lẽ ngay cả bảo y trên người chúng ta cũng không thể xuyên vào sơn hải nham bích? Tất Chữ Xuất nói. Tất Mỗ Gia lắc đầu, nói. Vị tầm bảo sư kia bố trí sơn hải bất phá thuật không phải là chuyện đùa, là một trong mấy người lợi hại nhất lúc ấy. Tầm bảo thuật vừa ra, quỷ thần đều sợ, bảo y trên người chúng ta có chỗ sơ hở, một khi mạnh mẽ xông vào nói không chừng sẽ chết ở bên trong thạch bích, trừ phi là đạo thánh văn y chân chính mới có thể xuyên qua. Vậy phải như thế nào mới có thể phá vỡ thạch bích? Nữ ma có chút không nhịn được, tính toán cường công, nhưng đây là hạ hạ sách, bởi vì một khi cường công nhất định sẽ kinh động tới người thủ hộ thánh đình bảo khố, chỉ có thời điểm vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng cái biện pháp này. Tất Mỗ Gia hết sức cẩn thận nói. Chúng ta còn là trước tiên lui về đi, đợi làm tốt chuẩn bị chu toàn rồi lại tới. Ta đến thử một chút. Phong Phi Vân hết sức khẩn cấp muốn lấy được phượng cốt, không muốn chờ đợi thêm nữa, bàn tay đặt ở trên vách đá, đem đại diễn thuật thi triển ra, đồ văn sơn cùng hải trên vách đá nhất thời bắt đầu hướng bốn phía di chuyển, giống như là một ít sơn cùng hải chân thật bị đại thần thông rời đi. Đại diễn thuật chính là một trong thái cổ bát thuật. Càng là tổng cương thuật pháp trên mạc phủ tầm bảo lục, đối với thủ đoạn của tầm bảo sư có một chút năng lực khắc chế. Lão phu đến giúp ngươi một tay. Trên người Mao Ô Quy toát ra bạch quang, đem một cái móng vuốt đặt ở trên vách đá. Một phiến bạch sắc quang hoa từ trên móng vuốt của nó trùng kích ra, đem những sơn cùng hải còn lại đều đánh vỡ. Lão vương bát này chiếm được linh bảo quyển của mộ phủ tầm bảo lục kỳ ra, tu luyện ra một ít thần thông tầm bảo hết sức khó lường.
đem thủ đoạn của Tầm Bảo Sư cũng hiểu rõ đến có chút thấu triệt, có thủ đoạn khắc chế. Oanh! Sơn Hải Thạch Bích rốt cuộc sụp đổ một góc, lộ ra một cái lỗ thủng cao 3 thước, nữ ma, Tất Mỗ ra, Tất Chữ xuất nhanh chóng đi vào, tiếp theo Phong Phi Vân cùng Mao Ô Quy cũng đi vào. Bọn họ vừa mới đi vào Sơn Hải Thạch Bích vốn là sụp xuống một cái lỗ thủng chợt liền khép kín lại. Đây là tầm bảo thuật trên vách đá có lực lượng tái sinh, không cần quản đến nó. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đều đi vô cùng cẩn thận. Tất Mỗ ra cùng Tất Chữ xuất đem bảo y mặc vào, thân thể hóa thành hai luồng kim sắc quang mang dần dần trở nên nhạt, cuối cùng biến thành trong suốt, giống như biến mất trong hư không. Bảo y trên người bọn họ mặc dù chỉ là phỏng chế phẩm của đạo thánh văn y, nhưng mà tài liệu sử dụng như cũ không tầm thường, có thể đạt tới 1-2 tầng công hiệu của đạo thánh văn y. Phong Phi Vân đem Mao Ô Quy để vào trong túi áo, đem Long Lân Phượng Bì y mặc vào chính là một mặt khác, đan sen ẩn tàm ti, thân thể cũng ẩn giấu lại, biến mất không thấy gì nữa. Nữ ma triệu hồi ra tinh hồng quỷ thuyền, thân thể bị một đoàn huyết thủy bao trùm, cuối cùng biến thành một giọt nước thật nhỏ giấu ở trong tay áo của Phong Phi Vân. Bọn họ đi qua một phiến lôi điện đại dương, lôi điện nơi này đều vô cùng kinh khủng, cho dù là nhân vật cấp bậc vũ hóa hiền giả bị điên quang đánh chúng cũng sẽ hôi phi yên diệt. Có hành gia như Tất Mỗ ra mở đường ở phía trước, đây tự nhiên đều có phương pháp phá giải. Hắn tế ra một kiện thần châm, định ở trên lôi hải. Những lôi điện kia toàn bộ đều bổ về phía thần châm, liền mượn một cái thời gian ngắn ngủi như vậy, đoàn người Phong Phi Vân nhanh chóng xuyên qua lôi hải. Liền ở một sát na kia xuyên qua lôi hải, thần châm bị phách thành nước thép, những lôi điện kia lại oanh kích xung quanh, càng thêm kinh khủng. Nguy hiểm thật. Tất Chữ xuất lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác lòng bàn chân tràn đầy khí lạnh. Nhìn một kiện thần châm kia hào tan, Tất Mỗ ra có chút đau lòng, nhưng vẫn là cắn răng nói. Đi thôi, chúng ta là phá vỡ cực bích của Thánh Đình Bảo Khố mà tiến vào, thuộc về hành động nghịch thiên. Đây đã là một điểm có lực lượng yếu kém nhất của cực bích rồi, phía trước hẳn là còn có vài tầng hiểm cảnh, một tầng còn hung hiểm hơn một tầng, mọi người cẩn thận một chút. Nơi này chính là Thánh Đình Bảo Khố, là nơi bảo tồn linh bảo của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, nếu như dễ dàng bị công phá như vậy, ở trong lịch sử đã không biết bị cướp qua bao nhiêu lần rồi, nhớ kỹ chúng ta là người muốn sáng tạo lịch sử. Còn có Ô Quy, Mao Ô Quy nói, đoạn đường này cực kỳ hung hiểm. Trừ Sơn Hải Thạch Bích, Trảm Thần Lôi Hải, đoàn người bọn họ lại gặp được không gian phong bạo, chân hỏa sát phong. Thời điểm trải qua không gian phong bạo, chính là nữ ma tế ra tinh hồng quỷ thuyền chở mọi người đi qua. Chân hỏa sát phong liền là đi qua dị thường khó khăn, tam vị chân hỏa cùng ngũ sát phong cùng tồn tại, quả thực như là nhân gian luyện ngục, đây thuộc về một phiến vành đai cách ly, căn bản không phải sức người có thể vượt qua. Cho dù Tất Chữ xuất mặc bảo y, như cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong, may mà Phong Phi Vân kịp thời phát hiện triển khai luân hồi tật tốc mang hắn xuyên qua một phiến sát phong kia. Gì, đây là Mã Phong linh thạch bài danh thứ 11. Tất Mỗ ra nhặt được một khối hạt sắc linh thạch to bằng đầu người, hình dáng như Mã Phong ong vỏ vẽ phía trên lưu động từng đạo kinh lạc, linh khí bên trong cực kỳ nồng đậm. Một khối Mã Phong linh thạch có thể đổi được 100.000 khối chân diệu linh thạch. Đã thuộc về loại linh thạch hy hữu. Tất Mỗ ra nhặt được khối Mã Phong linh thạch này là một khối dị thường lớn, ít nhất có thể cắt ra thành 50 khối linh thạch, coi như là một khoản tài phú khổng lồ rồi. Tất Mỗ ra lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem khối Mã Phong linh thạch này cất vào, ánh mắt trở nên nóng rực, có chút kích động nói. Mã Phong linh thạch khẳng định được tồn trữ trong Thánh Đình Bảo Khố bị sát phong thổi tới nơi này, ta cảm thấy chúng ta rất nhanh liền sắp đi vào Thánh Đình Bảo Khố rồi. Tất cả mọi người đều trở nên kích động, đây nhưng là đang sáng tạo lịch sử, nếu như bọn họ thật sự đem Thánh Đình Bảo Khố vét thành trống rỗng, nhất định sẽ chấn động thiên hạ. Mọi người không nên cao hứng quá sớm, Thánh Đình Bảo Khố dị thường khổng lồ, bảo vật bên trong nhất định đều được phân loại trông coi, bố trí cấm chế sát trận, chỉ hơi đụng vào khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa mỗi một khu vực khẳng định còn có cao thủ đặc biệt thủ hộ trọng bảo. Nếu như bị những cao thủ này phát hiện chúng ta xông vào Thánh Đình Bảo Khố, đem tất cả cấm chế sát trận của Bảo Khố đều mở ra, đến lúc đó coi như là bán thánh đến sợ rằng cũng là một cái tử lộ. Tất Mỗ ra chính là gia hỏa giàu hoạt, xông qua rất nhiều cấm địa Bảo Khố, kinh nghiệm hết sức phong phú. Đoàn người lần nữa ẩn giấu thân hình,
hướng bên trong thánh đỉnh bảo khố đi đến. Không lâu sau, phía trước xuất hiện em tô tòa bảo cung do tử tinh lưu ly tạo hình mà thành, cao 380 trượng, khí thế rộng rãi, huyền phù ở trên một cái linh hà dài mấy trăm dặm, bên trong toàn bộ đều là linh thạch, phẩm cấp thấp nhất cũng là giới linh thạch, thậm chí còn có chút ít long linh thạch, vẫn thiên linh thạch. Bọn họ từ trước đến giờ còn chưa nhìn thấy nhiều linh thạch như thế, đều là nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Phong Phi Vân cũng là rất sợ hãi mà than, số lượng linh thạch nơi này quá kinh khủng, khó có thể tính toán được số lượng. Đầy đủ linh thạch để mua thái cổ ma thổ. Ánh mắt nữ ma trong suốt, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoay động hai cái, đã bắt đầu muốn động thủ. Ai nha mẹ ơi, đây là muốn phát tài rồi. Tất chữ suốt cũng xoa xoa tay vào nhau. Đông, tất mỗ ra cũng phải thật lâu mới phản ứng lại, mím môi, sau đó ở trên đầu của tất chữ suốt gõ một cái, nói. Đồ không có tiền đồ, những linh thạch kia cũng không phải là thứ quý trọng nhất nơi này, thứ quý trọng nhất nơi này là trong một tòa cung điện kia. Không sai, những linh thạch này cũng vẻn vẹn chỉ là vật dẫn để nâng cung điện lên, giống như là từng khối gạch cao cấp, nhưng mà cũng thuộc về hàng cấp thấp. Bảo vật chân chính đều ở trong một tòa cung điện rộng lớn đại khí kia, bảo quang bên trong rạng rỡ, sáng lạng chói mắt. Mọi người cẩn thận, bên ngoài cung điện tổng cộng có hơn 800 tòa sát phạt cấm chế, chỉ cần hơi đi nhầm sẽ vạn kiếp bất phục. Tất lão ẩu đem một cái bạch ngọc la bàn nâng lên trong tay, chậm rãi hướng bên trên con sông linh thạch tiêu sái mà đi. Nào có phiền phức như vậy? Nữ ma đem nửa tòa thiên tôn vô lượng tháp tế ra, đem một mảng lớn cấm chế sát phạt đánh vỡ, thiên tôn vô lượng tháp biến thành chừng mấy trăm trượng cao, biến thành một tòa vân tháp khổng lồ. Cửa tháp mở ra giống như là biến thành hắc động, không ngừng đem linh thạch thu vào trong tháp. Nữ ma xuất thủ thật sự quá bạo lực, đem vô số cấm chế sát phạt đều động đến, vô số điện quang cùng hỏa cầu oanh xuống, tạo thành một bộ cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Mẹ nó, trước lúc xuất thủ cũng không thông báo một tiếng, sẽ hại chết người a. Tất mỗ ra liền lăn một vòng chạy trở về, nếu không phải mặc trên người kim sắc bảo y chặn lại phần lớn lực lượng, khẳng định đã bị phách thành mảnh vụn. Nữ ma đứng ở trên thiên tôn vô lượng tháp, những cấm chế sát phạt kia đều không chạm được vào trong thân thể nàng, ánh mắt lạnh như băng không mang theo nửa điểm tâm tình, đem tiếng chửi bậy của tất mỗ ra làm thành gió bên tai, chỉ là thúc giục thiên tôn vô lượng tháp nhanh chóng thu lấy linh thạch. Người phương nào đang thu linh thạch, có biết nơi này chính là linh lung cung của thánh đỉnh bảo khố hay không? Một tiếng quát chói tai từ trong cung điện truyền ra, thanh âm có chút giả nua. Nguy rồi! Bên trong tòa cung điện này có người thủ hộ, bị phát hiện rồi. Tất mỗ ra nói. Phong Phi Vân lập tức khởi động đại diễn vực bao trùm không gian chung quanh, đem thanh âm của vị thủ hộ này ngăn cách lại, không truyền ra bên ngoài, nếu không sẽ kinh động cả thánh đỉnh bảo khố. Ánh mắt của nữ ma lạnh lại, cánh tay mảnh khánh hướng về phía tòa cung điện kia ấn xuống, thủ ấn khổng lồ hạ xuống đem chọn cái cung điện bắn thành chia năm xẻ bảy, bảo vật bên trong đều thoát khỏi cấm chế bay lên. Đầy trời đều là bảo quang. Người tự tiện xông vào thánh đỉnh bảo khố, chết. Một lão giả mặc thanh sắc đạo bào từ trong bảo quang đi ra, gương mặt gầy gò, tóc trắng bồng bềnh, nhưng mà trong thân thể lão ẩn chứa khí tức kinh khủng tuyệt luân, hai tay khép mở, ngưng tụ ra một cái thanh sắc phiên bản khổng lồ hướng nữ ma đánh tới. Tốc độ của nữ ma nhanh vô cùng, một khắc trước còn đứng ở trên thiên tôn vô lượng tháp, một khắc sau đã đứng ở trước mặt thanh y lão đạo kia. Lão đạo cũng là dùng mình trong lòng, không kìm lòng được mà lùi lại một bước, ma khí thật cường đại. Phốc, nữ ma phách một cái đem đầu lâu của lão đánh bay ra ngoài, chỉ còn một cỗ tử thi không đầu là đang còn đứng ở nơi đó. Máu trên tay nàng chảy đầm đìa, ánh mắt rất lạnh lùng, giống như là đang làm một chuyện cực kỳ bình thường, phất phất ống tay áo liền xoay người rời đi, tiếp tục đi thu lấy linh thạch. Quá tàn bạo rồi, tất chữ suất đánh một cái run run. Mà lúc này Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, tất mỗ ra đã vọt vào trong bảo cung tàn phá, đi thu liễm những bảo vật bay múa xung quanh kia. Cổ tủy đan thập tam phẩm, đây nhưng là bảo bối a. Tất mỗ ra kích động đến run rẩy, liền bỏ vào trong hộp ngọc, nhanh chóng cất lại. Bội kiếm lúc còn trẻ của Thánh Đình Chúa Tể đời thứ 6, Thiên Long Kiếm, đây nhưng là thần thánh chi vật. Mao Ô Quy đem một thanh long đầu chiến kiếm thu lấy, cười đến mặt cũng méo đi. Bảo vật bình thường đối với Phong Phi Vân mà nói đã không có sức hấp dẫn quá lớn, mục đích lớn nhất mà Phong Phi Vân đi tới Thánh Đỉnh Bảo Khố chính là vì tìm kiếm Phượng Cốt.
hắn triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn tìm kiếm Phượng Cốt, nhưng mà lại cũng không tìm được bất kỳ khí tức Phượng Hoàng nào ở chỗ này. Thánh Đình bảo khố lớn như vậy, bảo vật chứa đựng nơi này nói không chừng ngay cả một phần ngàn của Thánh Đình bảo khố cũng không đến, Phượng Cốt hẳn là ở chỗ khác. Một tòa bảo cung này đã bị phá hư, cho dù có đại diễn vực che giấu cũng khẳng định không giấu giếm được bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Phong Phi Vân tùy tiện thu lấy vài món bảo vật chân quý, sau đó lìa rời đi tòa bảo cung này, đi tới nơi khác tìm kiếm Phượng Cốt. Linh giác của Phong Phi Vân cường đại, ở trong Thánh Đình bảo khố cảm ứng được khí tức của Phượng Hoàng, lập tức theo phương hướng mà linh giác của mình chỉ dẫn bay qua. Đứng lại, ngươi là ai, có biết nơi này chính là trọng địa hay không, chỉ có người cầm thánh lệnh của Chúa Tể Đại Nhân mới có thể tiến nhập. Đây là một nơi thần bí, có vài tòa hỏa diễm sơn khâu lơ lửng. Có bốn tòa điện vũ đem mấy tòa hỏa diễm sơn khâu này thủ hộ vào chính giữa, trong mỗi một tòa điện vũ đều có khí tức kinh khủng truyền ra, người bình thường đứng ở chỗ này sẽ không kìm lòng được mà phát run. Phong Phi Vân căn cứ vào chỉ dẫn của linh giác mà đi đến đây, liền lập tức bị người thủ hộ phát hiện. Một nữ tử toàn thân đều là bạch sắc khôi giáp đối diện với hắn, trên người đeo chiến kiếm to lớn, lộ ra vẻ có chút trẻ tuổi, nhưng mà khí tức trên người lại cực kỳ cường đại. Tuyệt đối là một vị tồn tại tu luyện trên ngàn năm. Phong Phi Vân lộ ra vẻ bình tĩnh, đem lệnh bài của Bổ Thiên Các lấy ra, nói. Ta chính là người của thần thiên tước gia. Bá! Nữ tử mặc bạch sắc khôi giáp kia rút chiến kiếm ra, kiếm khí như xương lạnh, lạnh lùng nói. Hộ thánh nhất tộc chúng ta chỉ nghe mệnh lệnh của Chúa Tể, thần thiên tước gia bất quá chỉ là một tước gia thì có tư cách gì phái người tiến vào Thánh Đình bảo khố, người rốt cuộc là ai, nói ra lời thực. Nếu không giết không tha. Phong Phi Vân hơi hơi kinh ngạc, vốn cho là hiện tại Thánh Đình suy nhược lâu ngày, thần thiên tước gia kiêu ngạo, địa phương như Thánh Đình bảo khố khẳng định đã bị thần thiên tước gia khống chế, nhưng mà giờ phút này hắn mới phát hiện sự thật tựa hồ cũng không phải là như vậy. Nữ tử mặc bạch sắc khôi giáp kia thấy Phong Phi Vân không nói lời nào liền không lại có bất cứ do dự gì nữa, phung chiến kiếm lên, một phiến kiếm quang hướng Phong Phi Vân chém qua. Tu vi của nữ tử này không tầm thường, đã bước vào vũ hóa cảnh, hơn nữa tuyệt đối không phải là tồn tại từ Niết Bàn đệ tứ trọng đã đột phá vũ hóa cảnh, tu vi rất cường đại, kiếm khí quét tứ phương. Phong Phi Vân tế ra tam vị chân hỏa lô đem nữ tử này thu vào trong bảo lô, thúc giục tam vị chân hỏa trong lô đốt luyện vũ hóa chân thân của nàng. Một đạo kiếm khí từ trong tam vị chân hỏa lô lao ra đâm thẳng vào trái tim của Phong Phi Vân. Thình thịch. Phong Phi Vân đem một kiện đạo ấn tế ra, xoay tròn ở trước bộ ngực, phát ra hắc bạch quang hoa đem kiếm khí ngăn cản. Đây là chiến binh bát quái đạo ấn danh chấn thiên hạ của Chuyển Luân Vương, là thập ngũ phẩm linh khí. Phong Phi Vân mới vừa rồi vẻn vẹn chỉ là đem một luồng khí tức của bát quái đạo ấn kích hoạt, cũng không phải là sử dụng lực lượng chân chính của nó, chỉ có vũ hóa tiên khí mới có thể đem lực lượng chân chính của bát quái đạo ấn kích phát ra. Uy lực có thể so với chấn tộc thần binh Kim Ô Bảo Luân của Diệp Hồng Cảnh cảnh chủ phủ. Nữ tử kia cuối cùng bị tam vị chân hỏa lô luyện hóa, biến thành một viên vũ hóa huyết đan rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Tự tiện xông vào Thánh Đình bảo khố, giết không tha. Lại là một câu này. Một tòa tử mộc cung điện bay lên, ở đỉnh cung điện có một vị lão nhân đang đứng, tinh mãnh uy vũ, ánh mắt như điện, giống như là một vị vương giả bá tuyệt tứ phương. Trong miệng vị lão nhân này thở ra một hơi, một cách tự nhiên mà hình thành một đám mây. Một đạo ý niệm của lão chém xuống làm cho người ta có một loại cảm giác trời rung đất chuyển. Trên đầu Phong Phi Vân có tam vị chân hỏa lô lơ lửng, đánh thẳng đi về phía trước, tà áo tung bay, khí vũ hiên ngang, phía sau hiện ra cảnh tượng vạn thú bôn đằng, một quyền oanh tới xé rách ý niệm của lão nhân, trực tiếp xông tới. Trên lưng Phong Phi Vân sinh ra một đôi phượng hoàng vũ rực. Vũ rực được hỏa diễm bao phủ hỏa ra một đạo quang mang sáng chói, bay vào trong hỏa diễm sơn lâm được bốn tòa điện vũ thủ hộ. Di, tuổi còn trẻ thật không ngờ lợi hại như vậy, lại có thể phá vỡ một đạo ý niệm của lão phu, có thể xông vào Thánh Đình bảo khố, quả nhiên không phải là người bình thường. Ánh mắt của vị lão nhân đứng ở đỉnh cung điện kia phát ra tinh quang mãnh liệt, mang theo sát khí càng lúc càng thịnh, cả người đều phồng to lên, nhấc tay, vươn ra xa hơn 10 dặm. Một trưởng hướng Phong Phi Vân đang trong phi hành đánh tới. Một trưởng này là lão xuất thủ chân chính, lực lượng vô cùng bá đạo. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Phong Phi Vân cũng oanh ra một trưởng, một cỗ đại lực khổng lồ từ trên cánh tay truyền đến, giống như là thần tượng voi thần đụng vào thân thể,
lục phủ ngũ tạng đều đau đớn mãnh liệt. So sánh với những cường giả chân chính của thế hệ trước quả nhiên còn là có chênh lệch. Phong Phi Vân cũng không ham chiến, thân thể nhanh chóng bay ra ngoài, trong giây lát liền xông vào trong một tòa hỏa diễm sơn nhạc kia. Hào tiểu tử, lại có thể tiếp được một chưởng của ta mà không chết. Vị lão nhân này vẫn là rất khiếp sợ, dù sao lão chính là tồn tại tu luyện trên vạn năm, ở trong thánh đình bảo khố lại có rất nhiều kỳ công diệu pháp đứng đầu có thể tu luyện, người như lão căn bản đều khinh thường xuất thủ với một hậu bối. Nhưng mà mới vừa rồi hậu bối trẻ tuổi này rõ ràng không cao hơn trăm tuổi nhưng mà lại hai lần chạy trốn trong tay lão, đây quả thực là quá trái với lẽ thường. Tuyệt đối không thể để cho hắn xông vào trong cấm địa kia đem kiện đồ vật đó lấy đi. Vị lão nhân này tính toán đuổi theo, toàn lực chấn sát người vừa mới xông vào kia, đúng lúc này trên thương khung, một tòa tàn tháp cổ pháp hướng lão chân áp xuống, mang theo một cỗ thánh linh khí có lực lượng tịch quyển tinh hà. Lại còn có kẻ xông vào, đây là, khí tức của thánh linh khí mãnh thiên tôn vô lượng tháp trong truyền thuyết. Vị lão nhân này cảm nhận được lực lượng kinh khủng từ trên tàn tháp kia truyền đến, là thánh linh khí mãnh. Lão vội vàng trốn vào trong cung điện, khởi động thủ hộ chi quang, muốn chống lại lực lượng của tàn tháp. Nhưng mà lực lượng của thánh linh khí mãnh há lại dễ dàng ngăn cản như thế, mặc dù chỉ là nửa kiện thánh linh khí mãnh thì như cũ vẫn hết sức nghịch thiên. Một đạo thánh linh sát quang hạ xuống, trong nháy mắt liền đem thủ hộ chi quang bắn phá, cung điện nổ tan ra. A! Trong cung điện truyền đến một tiếng hét thảm. Vị lão nhân cường đại kia bị lực lượng của thiên tôn vô lượng tháp chấn sát, biến thành kiếp hôi. Oanh! Tàn tháp rơi xuống đất, thân cao chín thước chìm xuống dưới đất chấn đến mặt đất đung đưa. Nữ ma đứng ở trên đỉnh tháp bế nghĩa tứ phương, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, trầm giọng nói. Đem hết thảy linh thạch giao ra đây, nếu không giết không tha. Có không ít tu sĩ hộ thánh nhất tộc đều nghe được thanh âm của nàng, cảm thấy kẻ xông vào đây quả thực quá kiêu ngạo rồi, giết không tha lời như vậy vốn là bọn họ nên nói nhưng mà bây giờ lại trở thành khẩu hiệu của kẻ xông vào. Oanh long long, lại có ba tòa cung điện từ mặt đất mọc lên, đều được thần quang bao phủ, có nhân vật tu vi cường đại chấn giữ, đồng thời đánh ra thần thông hủy diệt hướng nữ ma đuổi giết tới. Nữ ma không sợ chút nào, ma khí trên người dũng động, giống như là một tôn ma đầu cái thế đem từng tòa cung điện xé nát, đánh cho đổ nát thê lương. Ai nha mẹ ơi, quá vọng động rồi, vọng động là ma quỷ a, nếu cứ náo động như vậy, không muốn đem một số lão quái vật kia của hộ thánh nhất tộc kéo ra cũng không thể. Tất mỗ gia rất muốn xông tới ngăn cản nữ ma, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn sợ sau khi chính mình xông lên liền không trở về được nữa. Mang cái nữ ma đầu này tiến vào thánh đình bảo khố thật là thiên đại thất sách, gây ra nhiễu loạn quá lớn. Hộ thánh nhất tộc khẳng định vô cùng cường đại, chính là tộc quần đời đời kiếp kiếp trấn thủ thánh đình bảo khố, từ đời này đến đời khác đều sẽ không đi ra thánh đình bảo khố, ngay cả thần thiên tước gia cũng không dám đem tay vươn vào nơi này cũng có thể thấy được nơi này nhất định là có thứ khiến cho thần thiên tước gia kiêng kỵ. Hiện tại đã náo lớn, cường giả của hộ thánh nhất tộc sẽ liên tục chạy đến. Phải mau sớm tìm được phượng cốt. Phong Phi Vân bằng vào năng lực cảm ứng trời sinh của mình đối với phượng cốt, xông đến trung tâm của hỏa diệm sơn nhạc, nhiệt độ nơi này vô cùng đáng sợ, màu sắc đỏ ngầu như máu, có thể so với tam vị chân hỏa. Địa phương thật cổ quái, nơi này có rãnh trời do bán thánh bày ra. Chân của Phong Phi Vân vừa mới giơ lên lập tức thu trở về, hỏa diễm phía trước trở nên càng thêm kinh khủng, hơn nữa trong hỏa diễm còn trộn lẫn lực lượng của bán thánh. Hơi chút không chú ý đều sẽ bị cỗ lực lượng kia chém vỡ thân thể. Đây là một tử địa tuyệt đối, trừ phi bán thánh đến mới có thể vượt qua. Rãnh trời do bán thánh bày ra cũng không phải nhất định là sẽ hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có một tia sơ hở. Phong Phi Vân cố gắng khiến cho tâm của mình bình tĩnh lại, ngồi xuống dưới đất, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn cùng đại diễn thuật quan sát cùng suy tính bán thánh rãnh trời trước mắt. Tiểu tử! Ngươi cho rằng trốn vào hỏa diệm sơn nhạc rồi là có thể đánh cắp côi bảo nơi này, ngươi quả thực là quá ngây thơ rồi. Một vị cường giả của hộ thánh nhất tộc đuổi vào trong hỏa diệm sơn nhạc, đi lại ở giữa sườn núi, từng bước đến gần Phong Phi Vân. Vị cường giả này hiển nhiên đối với tòa hỏa diệm sơn nhạc kia có chút cố kỵ, biết rõ trong hỏa diệm sơn nhạc có rất nhiều thủ đoạn sát phạt, hơi không chú ý sẽ khiến người hôi phi yên diệt. Hắn đi mặc dù rất chậm nhưng mà lại đang từng bước tới gần. Phong Phi Vân nhíu mày, lại nhanh như vậy đã đuổi đến rồi.
hướng một phương hướng khác nhìn lại, lại thấy một vị cường giả của hộ thánh nhất tộc chậm rãi đi đến, tay cầm trường thương, ánh mắt lạnh lùng. Tổng cộng ba phương hướng có ba vị cường giả đuổi đến, đều là người có tu vi cường đại, thực lực của ba người đều ở trên nữ tử đã bị Phong Phi Vân luyện hóa. Phong Phi Vân thật cũng không sợ, ngược lại khóe miệng còn lộ ra một tia độ cong, ngón tay hướng một vị cường giả trong đó của hộ thánh nhất tộc chỉ tới, thân thể của vị cường giả kia không kìm lòng được mà co quắp lại một chút, liền giống như bị trọng quyền oanh ở trên bộ ngực, tuổi thọ giảm bớt mấy trăm năm. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Vị cường giả kia của hộ thánh nhất tộc cho rằng Phong Phi Vân tinh thông tà thuật nào đó, vội vàng dán lên trên người một tấm phù lục, thân thể được một tầng bạch sắc hư quang thủ hộ lại. Lực lượng của kiếp không thể tránh né, không có chỗ nào là không nhập. Phong Phi Vân lại điểm ra một chỉ, lại chém mất mấy trăm năm tuổi thọ của vị cường giả hộ thánh nhất tộc này. Qua! Vị cường giả này của hộ thánh nhất tộc bị biến mất gần ngàn năm tuổi thọ, gặp phải trọng thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đầy sợ hãi, quái khiếu một tiếng, sau đó liền nhanh chóng xoay người chạy trốn. Hai vị cường giả khác của hộ thánh nhất tộc cảm giác có chút không giải thích được. Đoán không ra đồng bạn của mình gặp phải chuyện đáng sợ gì, nhưng mà ý chí của bọn họ đều rất kiên định, cũng không bị thủ đoạn quỷ dị của Phong Phi Vân dọa lùi, một người trong đó chạy tới chỗ cách Phong Phi Vân không xa. Đi chết đi! Vị cường giả này của hộ thánh nhất tộc xuất thủ giống như lôi đình, đồng thời tế ra ba thanh linh khí, chính là ba tòa thanh đồng đỉnh, một tòa toát ra điện quang, một tòa toát ra ánh lửa, một tòa toát ra kim mang. Ba kiện đều là thập phẩm linh khí. Không hổ là thủ hộ giả của Thánh Đình Bảo Khố, loại hàng khan hiếm như thập phẩm linh khí cũng có thể một lần lấy ra ba kiện. Phong Phi Vân đứng ở trên Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực, chung quanh thân thể xuất hiện tám đầu hỏa diễm Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Liệt Thiên, thủ trưởng của Phong Phi Vân biến đổi thành giống như Phượng Hoàng Thần Chảo, trực tiếp đỡ lấy thập phẩm linh khí, một chảo đi qua phát ra thanh âm kim thiết đụng vào nhau len keng, sau một trận lôi minh thiểm điện, ba kiện linh khí đều bị hắn thu lấy. Phong Phi Vân đem thiên tủy binh mật triệu hoán ra, phát ra bạch sắc quang mang chói mắt, bên trong phát ra thanh âm bùm bùm cách cách, ba kiện thập phẩm linh khí bị thiên tủy binh mật luyện hóa, từ bên trong binh mật rơi xuống một đống vụn sắt. Thiên tủy binh mật hấp thu binh hồn của ba kiện thập phẩm linh khí trở nên càng thêm sáng ngời, sắc bén vô cùng, giống như là một vầng trăng tròn huyền phù ở trên đỉnh đầu của Phong Phi Vân. Chạm! Thiên tủy binh mật hóa thành một đạo bạch quang, trùng kích ra. Đem một vị cường giả kia của hộ thánh nhất tộc đánh chết, thân thể bị hỏa diễm đốt thành cho bụi. Phong Phi Vân lần nữa đem thiên tủy binh mật nắm vào trong tay, nhắm vào một vị cường giả cuối cùng của hộ thánh nhất tộc, lạnh lùng nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, muốn mạng sống thì tự mình rút đi. Hộ thánh nhất tộc là kiêu ngạo nhất, nào có đạo lý lui bước. Trong thân thể của vị cường giả hộ thánh nhất tộc kia hiện ra một tòa vực. Quyền đầu biến thành kim sắc giống như là do kim đồng chú luyện mà thành. Một quyền này của hắn cũng không oanh hướng Phong Phi Vân mà là oanh kích lên trên mặt đất. Bùn đất trên mặt đất bị nứt ra, trong khe nứt có rất nhiều thần văn đan xen, vài tòa sát phạt cấm chế trong hỏa diệm sơn nhạc cũng bị kích phát, trong nháy mắt đã đem vị cường giả của hộ thánh nhất tộc đánh chết, biến thành bột máu. Đồng thời Phong Phi Vân cũng lâm vào đại nguy cơ. Tốt cho thủ đoạn một chiêu đồng quy vu tận, thấy chết không sờn. Đây mới thực sự là thiết huyết nam nhi. 3. Oanh. Vô số lực lượng diệt sát đều hướng Phong Phi Vân oanh kích đến, ngay cả một đạo rãnh trời do bán thánh biến thành kia cũng sống lại, ngừng tụ thành một tôn hư ảnh chiến hồn. Đây là một đạo ý niệm của vị bán thánh kia lưu lại, có thể so với ý chỉ của bán thánh. Hư ảnh chiến hồn thân cao 3 trượng, mặc hoàng kim khôi giáp, cầm trong tay phích lịch chiến phủ, khí thế lăng nhân, mang theo một vẻ mặt nhìn xuống chúng sinh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một đạo hư ảnh nhưng mà như cũng tương đối kinh khủng. Oanh! Chiến phủ oanh kích xuống, đem một tòa hỏa diễm sơn mạch đều bổ ra, vô số hỏa diễm đều bị tách ra, phát sinh một tiếng nổ rung trời. Ở một sát na kia khi ý niệm bán thánh ngưng tụ thành công, Phong Phi Vân liền vội nhanh chóng lui về phía sau, nhưng mà như cũng bị lực lượng phủ đầu kia giết đến một tia, bộ ngực gặp phải va chạm mãnh liệt, xương sườn đều giống như bị đứt gãy vài cái. Nếu không phải đã mặc long lân phượng bì y, sợ rằng Phong Phi Vân đã bị một tia lực lượng trên đầu phủ kia chém thành hai khúc rồi. Đây là uy nghiêm của bán thánh, cho dù chỉ là một luồng khí của bán thánh cũng không thể coi thường. 3. Phong Phi Vân vận chuyển kim tàm kinh,
xương bị gãy trên người nhanh chóng nối lại, rất nhanh tránh xa đạo hư ảnh bán thánh kia. Tốc độ của đạo hư ảnh bán thánh kia nhanh vô cùng, vượt qua luân hồi tật tốc của Phong Phi Vân, trong nháy mắt đã đuổi kịp hắn, hoàng kim phủ đầu khổng lồ hướng Phong Phi Vân oanh kích xuống. Sắc mặt của Phong Phi Vân cuồng biến, liền tranh thủ khởi động cả năm tòa vực, sau đó nhanh chóng đánh ra thần thông đạo pháp. Càn khôn trưởng ấn thiên địa, phượng hoàng liệt thiên, vạn thú chi lực. Phong Phi Vân một bên chạy trốn, một bên đánh ra 13 loại thần thông, nhưng mà như cũng không ngăn cản được một phủ của hư ảnh bán thánh. Chênh lệch thật sự quá lớn. Tất cả thần thông đều bị một phủ phá vỡ, phủ đầu oanh kích ở phía sau Phong Phi Vân, đem mặt đất xé rách, một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn trùng kích vào lưng của Phong Phi Vân, để cho hô hấp của hắn đều hơi bị dừng lại. Thánh linh chi khí. Phong Phi Vân ngưng tụ tất cả thánh linh chi khí trong thân thể, giống như là từng sợi tơ nhện hướng về phía thanh phủ đầu kia oanh kích qua. Thình thịch, thánh linh chi khí dù sao cũng quá mỏng manh, bị cự phủ chém phá. Thân thể của Phong Phi Vân lần nữa bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì bị ngăn cản hai lần trước đó cho nên lực lượng của cự phủ đã bị suy yếu đi rất nhiều, một phủ này cũng không mang đến thương tổn có tính hủy diệt cho hắn, rất nhanh hắn liền ổn định lại thương thế. Triển khai Phượng Hoàng Vũ Dực từ tòa hỏa diệm sơn mạch này bay đến một tòa hỏa diệm sơn mạch khác. Nhanh, nhanh, nhanh. Tốc độ của hư ảnh bán thánh thật sự quá nhanh, vượt xa luân hồi tật tốc, lần nữa đuổi theo Phong Phi Vân. Hoàng Kim cự phủ lần nữa đánh xuống, quang hoa cực thịnh, nhuệ khí bắn ra bốn phía, mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt chấn động cả thánh đình bảo khố, quả thực là muốn hủy diệt một phiến thế giới. Đây chính là lực lượng của bán thánh sao? Cho dù chỉ là một luồng khí do bán thánh lưu lại trong này cũng đã kinh khủng đến trình độ như vậy. Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng, thân thể biến thành một con phượng hoàng vô cùng khổng lồ, che khuất bầu trời, hướng phương hướng ngược lại bay đi, xông thẳng tới hoàng kim cự phủ kia. Lúc này lựa chọn chạy trốn chỉ có một con đường chết, nếu như là phượng cốt vào tay ngược lại còn có cơ hội còn mạng. Phốc! Hoàng kim cự phủ oanh kích ở trên người phượng hoàng khổng lồ. Phủ đầu cùng long lân ở trên người Phượng Hoàng va chạm nhau, đánh ra từng đạo hỏa tinh, cuối cùng cũng không chém phá được long lân. Tất cả lực lượng đều quán trú vào trong thân thể của Phong Phi Vân, đánh sâu vào huyết mạch, kinh lạc, xương cốt của hắn. Qua! Phong Phi Vân biến thành hình người, trong miệng lần nữa hộc máu, hết sức chật vật. Mặc dù long lân Phượng bị y chặn lại tuyệt đại đa số lực lượng nhưng mà hoàng kim cự phủ kia đã ở trong thân thể hắn tạo thành vết thương khổng lồ. Huyết mạch cùng kinh lạc cơ hồ toàn bộ đều bị chấn nát, trừ 80 khối phượng cốt trong thân thể, những khối xương khác cơ hồ đều biến thành mảnh vụn. Không thể ngã xuống liền thật sự chết chắc. Sông đều sông qua rồi, có thể nào ngã xuống vào lúc này. Trong thân thể của Phong Phi Vân chỉ còn lại một cỗ ý niệm bất khuất, hướng về phía tòa hỏa diệm sơn nhạc bị chém thành hai khúc kia bay đi, ở trên đỉnh núi có đặt một khối xương cốt màu xích hồng, lớn chừng cái thớt. Giống như một khối ngọc thạch không tỉ vết, phát ra quang mang cực nóng mà chói mắt. Hư ảnh bán thánh lại đuổi theo đến, liên tiếp 3 lần đều không đem được tu sĩ nhỏ yếu hèn mọn trước mắt chém giết, khiến nó cảm thấy rất tức giận. Kim mang trên người nó càng tăng lên, giống như là một vầng mặt trời, cường thịnh đến làm cho người ta không mở mắt ra được. Oanh! Oanh! Cước bộ của nó chấn động hư không? Thân thể của Phong Phi Vân cũng đã tan nát. Máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, cuối cùng đã đi tới trước khối phượng cốt kia. Khối phượng cốt này so sánh với thân thể của hắn thì cao hơn một chút, phía trên có văn lộ, đây không phải là văn lộ do người khác lên mà là văn lộ trời sinh trưởng thành, chỉ có phượng hoàng có tu vi cao thâm mới có thể ở trên phượng cốt sinh trưởng văn lộ như vậy. Chỉ là văn lộ trên khối phượng cốt này còn tương đối mơ hồ chưa thành hình, nói rõ chủ nhân của khối phượng cốt này cũng chưa bước vào cảnh giới thánh linh. Lên cho ta. Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, đem khối phượng cốt này thu vào trong tam vị chân hỏa lô, sau đó chính mình cũng nhảy vào trong đó. Oanh! Sau một sát na khi Phong Phi Vân nhảy vào trong tam vị chân hỏa lô, hoàng kim cự phủ liền oanh xuống, oanh kích lên trên tam vị chân hỏa lô, phát ra một tiếng cự thanh của cương thiết va chạm vào nhau. Tam vị chân hỏa lô trực tiếp bị oanh vào lòng đất. Nguy rồi, đã đến muộn một bước, Phong Phi Vân bị đánh thành cho tàn. Lông cũng không còn dư lại một cọng. Mao Ô Quy chạy nhanh đến, đứng ở trên một tòa cung điện rách nát, xa xa nhìn tới mấy tòa hỏa diệm sơn nhạc,
bị một tôn hư ảnh bán thánh đứng trên đỉnh núi kia khiến cho kinh sợ. Liền ở một sát na kia Mao Ô Quy nhìn qua, hư ảnh bán thánh nơi xa cảm nhận được cái gì đó, xoay người lại, hướng nớ trợn mắt nhìn tới. Bị phát hiện rồi. Toàn thân của Mao Ô Quy lạnh như băng, bị dọa sợ đến vội vàng chạy trốn. Oanh! Một thanh hoàng kim cự phủ oanh kích ở trên mai rùa của nó, trực tiếp đem nó bắn vào trong lòng đất, trên mặt đất tràn đầy khe hở, lưu lại rất nhiều khe rãnh. Nhưng mà mai rùa của con ô quy này cứng rắn đến kỳ lạ, hư ảnh của bán thánh cũng không diệt được nó, rất nhanh nó liền từ dưới đất bò ra, đầu từ trong mai rùa lặng lẽ vươn ra, sau đó hướng bốn phía ngắm nhìn. Lúc này nữ ma đã chiến đấu với hư ảnh tôn bán thánh kia rồi. Nàng tế ra thiên tôn vô lượng tháp đem đạo hư ảnh bán thánh kia thu vào trong tháp, thiên tôn vô lượng tháp chấn động mãnh liệt, hư ảnh bán thánh ở bên trong gầm thét. Một luồng khí mà thôi, còn muốn chạy trốn ra khỏi thiên tôn vô lượng tháp sao, chấn áp cho ta. Trên người nữ ma ma khí lẫm liệt, hai mắt biến thành màu đen như mực, da thịt càng thêm trong suốt, đứng ở trên đỉnh thiên tôn vô lượng tháp đem hư ảnh của bán thánh gắt gao chấn áp ở bên trong. Tất mỗ ra cùng tất chữ xuất đeo bao lớn bao nhỏ từ trong thi sơn bò ra, nhìn chung quanh đều là tử thi chi chít, trong lòng đều có chút phát run. Khóe miệng của tất mỗ ra co quắp một cái, nói. Chúng ta nhanh rút lui một chút, nữ ma đầu này thật sự quá hiếu sát, đem cường giả của hộ thánh nhất tộc đều giết đi 1/3, nhất định sẽ đem một số lão quái vật kia của hộ thánh nhất tộc đi ra, đến lúc đó liền không người nào có thể rời đi. Vậy Phong Phi Vân thì làm như thế nào? Tất chữ xuất nói. Tất mỗ ra nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy lúc ở Cửu Uyên Tiên Thành, nói. Hắn không phải là người bạc mệnh, sau lưng có đại nhân vật hộ đạo cho hắn, không cần phải lo lắng cho tính mạng của hắn. Mao Ô Quy chạy nhanh đến, nói. Nữ ma đầu này đã giết đến nổi lên hưng phấn, ta cũng không muốn làm bạn với nàng, Mao lão thực, nhanh đi phía trước mở đường. Một đạo hắc sắc tinh quang bay đi, biến thành một trái cây màu đen. Tất mỗ ra, Mao Ô Quy, tất chữ xuất đều ngồi ở trên trái cây kia, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra bên ngoài, trên đường có người chặn giết bọn hắn nhưng mà lại đều bị thánh thực quả bỏ qua, cuối cùng không ai đuổi kịp bọn họ. Sau khi nữ ma thu hồi hư ảnh bán thánh cũng không lại tạo thêm giết chóc, ở trong thánh đình bảo khố tìm kiếm Phong Phi Vân một lần, cũng không tìm được hắn. Lúc này trong thánh đình bảo khố truyền đến một tiếng giống giận mênh mông cuồn cuộn, một cỗ khí tức đang thức tỉnh. Nữ ma cũng không lưu lại lâu, triệu hồi ra tinh hồng quỷ thuyền, liền chui ra khỏi thánh đình bảo khố. Đi ra thánh đình bảo khố so sánh với đi vào thánh đình bảo khố phải dễ dàng hơn nhiều, rất nhiều cấm chế cùng sát phạt ở một số nơi kỳ thật đều là đơn hướng, cũng không khủng bố như thời điểm đi vào. Thánh đình bảo khố nhưng thật ra là thành lập ở trong một tòa không gian độc lập, chỉ là không gian này cùng với không gian chân thật tương liên với nhau. Ở dưới đáy của thánh đình bảo khố là một phiến không gian phong bạo không bao giờ ngừng, coi như là vũ hóa hiền giả xông vào nơi này cũng sẽ bị không gian phong bạo xé rách. Mà hiện tại trong biến không gian phong bạo này lại có một tòa hỏa lô hừng hực thiêu đốt, xa xa nhìn lại kỳ thật giống như một đoàn hỏa diễm nho nhỏ đang treo ở trong hư không, hỏa lô theo phong bạo mà trôi đi. Mà lúc này trong hỏa lô kia đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai loại lực lượng tử vong cùng sinh mệnh đang đan xen ở bên trong. Hai loại lực lượng cực hạn đối lập, giờ phút này đang chậm rãi tan thành một thể. Tin tức âm gian giới công kích thánh đình ở trong thời gian cực ngắn truyền khắp thiên hạ, chấn động cả đệ lục trung ương vương triều, làm cho người ta không khỏi nghĩ đến lần sỉ nhục ở 1 vạn năm trước kia. Đây quả thực là quá điên cuồng, đệ lục trung ương vương triều nhưng là đại biểu cho nhân loại nhất tộc. Nơi thống trị cao nhất của một tộc thế nhưng thiếu chút nữa bị công hãm, bị một đám tà nhân chiếm lĩnh. Đây quả thực là chuyện cười chí cực. Lòng nhiệt huyết của từng thiếu niên trong đệ lục trung ương vương triều đều bị kích phát ra, phẫn uất không dứt. Nhất định phải để cho âm gian giới một cái giáo huấn, nếu không không thể lập được uy nghiêm của đệ lục trung ương vương triều. Cùng một ngày cũng có cao nhân thế hệ trước tỏ thái độ. Đệ lục trung ương vương triều nhân tài đông đúc, ngọa hổ tàng long, há có thể bị một đám tà nhân khi nhục, một chiến nhất định liền chiến, công phá quỷ môn quan. San bằng âm gian giới. Từng cái thanh âm cường thế ở trên một phiến đại địa này vang lên, đều là muốn cầu thánh đình hạ thánh chiến lệnh, triệt để chu diệt âm gian giới. Một ngày kia, thánh đình có tin tức truyền ra. Thần thiên tước gia ở ngoại giới bế quan tu hành đã trở về.
tin tức kia vừa mới truyền ra liền nhấc lên gợn sóng khổng lồ. Đồn rằng ở trăm năm trước, thần thiên tước đã đi ngoại giới tu hành, trong thánh đình chỉ có một cỗ phân thân của hắn chấn giữ, chấn áp tứ phương. Thần thiên tước ra là nhân vật bậc nào, tuyệt đối là đệ nhất bá chủ của đệ lục trung ương vương triều, tồn tại như kiêu hùng, từng mang binh tiến vào âm gian giới, đem thánh đình chúa tể cứu về ngay lúc đó, có thể nói là thần dũng vô địch. Vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân liền có thể chấn giữ một cái trung ương vương triều, để cho mọi người sợ hãi, hôm nay bản tôn của hắn trở về lại sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào. Thần thiên tước ra cũng không phải là hạng người mềm yếu vô năng như thánh đình chúa tể, chờ xem đi, nếu bản tôn của hắn đã trở về, khẳng định sẽ có một màn đại động tác. Có người thì đang suy đoán thần thiên tước ra hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào, dù sao trước khi hắn đi ngoại giới tu hành thì đã đạt đến một cái cảnh giới cực kỳ khủng bố, hiện tại tu hành đã trở về nói không chừng tu vi đã viên mãn rồi. Ngay trong ngày thần thiên tước ra trở về liền đi thánh đình chúa tể cung cầu kiến thánh đình chúa tể, xế chiều hôm đó thánh đình chúa tể liền hạ thánh lệnh. Triệu cảnh chủ của 148 cảnh ở đệ lục trung ương vương triều, trong 10 ngày đến ra mắt thánh đình chúa tể. Cùng lúc đó một phong mật chiếu bay ra thánh đình chúa tể cung, liên tục truyền đến trong tay các đại cảnh chủ. Diệp Hồng cảnh chủ đem mật chiếu chậm rãi khép lại, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cảnh chủ, thần thiên tước gia vừa có động tác gì vậy? Lưu Tô Tử mặc dù cực kỳ thông minh nhưng mà lại đoán không ra ý nghĩ của những nhân vật có cấp như thần thiên tước gia. Phong mật chiếu này nhìn như chính là thánh đình chúa tể truyền xuống, kỳ thật phía trên đó đều là ý tứ của thần thiên tước gia, thánh đình chúa tể bất quá chỉ là một khôi lỗi. Diệp Hồng cảnh chủ nhìn lên bầu trời bao la, cười nói. Sắp phát sinh đại địa chấn rồi, đi giúp ta truyền lệnh cho vực chủ của 8654 vực Diệp Hồng cảnh, hạn bọn họ ở trong 5 ngày chỉnh hợp cho ta một chi tu sĩ tuyệt đối tinh nhuệ số lượng 100 vạn, từng người đều phải đạt tới niết bàn cảnh trở lên. Một tòa vực 100 vạn vị tinh nhuệ, đều phải đạt tới niết bàn cảnh trở lên, khó khăn này thật sự quá lớn, nhất định là có vực nào đó không tìm được nhiều cường giả như vậy, trong lòng Lưu Tô Tử rất là chấn động. Diệp Hồng cảnh chủ gật đầu, ánh mắt trở nên lăng lệ, nói. Những vực chủ kia luôn luôn là có biện pháp, nếu người nào không kiếm đủ cường giả như vậy thì hắn có thể không cần làm vực chủ nữa rồi. Một tòa vực điều động 100 vạn đại quân. Quân đội của một cảnh sẽ là bao nhiêu người? Điều động như vậy từ xưa tới nay cũng không được mấy lần, xem ra lần này là muốn động thật rồi. Đây là một tràng phong ba bão táp, tịch quyển cả đệ lục trung ương vương triều, mỗi một cảnh, mỗi một vực đều sôi trào lên. Mọi người đều biết hành động lần này của âm gian giới chân chính khơi dậy lửa giận của thánh đình rồi. Sắp phát sinh chiến đấu giữa giới và giới. Không gian phong bạo tàn phá xung quanh. Đây không phải là gió chân chính, mà là lực lượng do không gian bất đồng ma sát lẫn nhau sản sinh ra. Tam vị chân hỏa lô đang trầm phù ở trong không gian phong bạo. Trong tam vị chân hỏa có khối phượng cốt thứ 81 đang huyền phù tạo thành một cái bóng người nhàn nhạt, có rất nhiều hỏa diễm xuyên qua trong bóng người, dần dần bóng người trở nên càng lúc càng chân thật. Ý thức của Phong Phi Vân lần nữa hồi phục, đây là một cảm giác hoàn toàn mới, thật giống như cảm giác sau khi chết được sống lại. Suy nghĩ của Phong Phi Vân trở nên càng lúc càng sáng sủa, từng cái vấn đề trước kia tưởng như nghĩ không ra hiện tại đều giống như tìm được tinh túy, liên tục nghĩ ra rõ ràng. Giống như là được thoát thai hoán cốt, cả người trở nên hoàn toàn không giống với trước đó. Từ xưa tới nay chỉ có một số ít người đạt đến cảnh giới Niết Bàn Đệ Cửu Trọng, là mấy người vĩ đại nhất trên lịch sử, chẳng lẽ đây chính là cảnh giới mà bọn họ đạt tới lúc ấy? Phong Phi Vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vô số đạo lý cùng quy tắc đều rõ ràng vô cùng, từng luồng hỏa diễm từ chung quanh thân thể lướt qua, đều có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng cường độ của bọn chúng, thậm chí có thể cảm thụ được sinh mệnh của bọn chúng. Vạn sự vạn vật đều có sinh mệnh, hỏa diễm cũng không ngoại lệ. Tam vị chân hỏa lô cũng có sinh mệnh, không gian cũng có sinh mệnh, bụi trên mặt đất cũng có sinh mệnh. Niết bàn đệ cửu trọng là cực hạn của tử vong. Mà hiện tại ta lại cảm giác được những thứ trước kia đều cho là vật chết lại có sinh mệnh, chẳng lẽ đây chính là ý tứ tử cực phi sinh? Suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân lần nữa bình thường trở lại, 81 khối phượng cốt trong thân thể đang thiêu đốt, có năng lượng vĩnh viễn dùng vô tận, những phượng cốt này đều được bố trí ở các nơi trên thân thể Phong Phi Vân, đản sinh ra vô tận sinh cơ. Phong Phi Vân cũng không biết mình rốt cuộc đạt đến một cái cảnh giới như thế nào, chỉ biết sinh mệnh lực của mình đang không ngừng tăng lên.
tuổi thọ đạt đến một cái trình độ cực kỳ kinh khủng. Phong Phi Vân đem ba viên vũ hóa huyết đan ăn vào, cố hết khả an nung làm tăng lên huyết khí cùng lực lượng của chính mình. Oanh! Không biết bao lâu sau Phong Phi Vân từ trong tam vị chân hỏa lô lao ra, sau đó lập tức triệu hồi ra thanh đồng cổ thuyền xông vào trong không gian phong bạo, lần nữa xuất hiện ở trong thánh đỉnh bảo khố. Một cỗ lực lượng cực nóng ở trong thân thể hắn bộc phát ra, đem mặt đất hòa tan thành nham tương, đem vài tòa bảo cung ở chung quanh đều hỏa táng. Lại có người xông vào thánh đỉnh bảo khố, toàn lực giết chết. Chỗ xa xa bay đến hai đạo hoa quang, là hai kiện linh khí oanh áp đến. Phong Phi Vân đứng ở trên hư không, trên lưng tự động hiện lên một đôi hỏa diễm vũ rực, hai mắt bế nghế, thần thức kéo dài ra, lẩm bẩm nói. Bọn họ cư nhiên đều rời đi thánh đỉnh bảo khố, xem ra ta ở trong tam vị chân hỏa lô đã vài ngày rồi. Vũ rực trên lưng Phong Phi Vân vỗ một cái, trực tiếp đem hai kiện linh khí kia đánh bay ra ngoài, hai kiện linh khí đều đang bốc lên hỏa diễm, cuối cùng bị tam vị chân hỏa hỏa táng. Xem ra bọn họ lấy đi bảo vật ở trong thánh đỉnh bảo khố cũng không ít, nếu không cũng không khiến cho người của hộ thánh nhất tộc tức giận như vậy. Phong Phi Vân tiến vào thánh đỉnh bảo khố chính là vì lấy phượng cốt, trùng kích vào niết bàn đệ cửu trọng, hôm nay đã đạt tới cảnh giới này coi như là trời cao mặc cho chim bay rồi, tự nhiên không dừng lại ở đây nữa, triển khai vũ rực trên lưng liền hướng đại môn của thánh đỉnh bảo khố bay ra ngoài. Trấn áp cho ta. Lại có hai vị lão giả lăng không giết ra. Riêng mình tế ra một tòa tháp, đều là thập nhất phẩm linh khí, uy lực hết sức kinh người, biến thành một tòa băng sơn cùng một cái biển lửa. Phong Phi Vân nâng tam vị chân hỏa lô lên, đem hai tòa tháp có cấp bậc thập nhất phẩm linh khí bắn mở ra, đem hai vị lão giả có tu vi cường đại đánh lui, sau đó bay đi, cười dài nói. Không tiễn. Trên mặt hai vị lão giả kia tràn đầy hoảng sợ, một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy bọn họ về phía sau. Bọn họ thế nhưng không có chút năng lực ngăn cản nào. Một bàn tay to đem hai lão giả này tiếp lấy, để cho bọn họ vững vàng trở lại. Chủ nhân của hai áp nép tay to này là một vị tộc lão của hộ thánh nhất tộc, nhưng mà lộ ra vẻ cũng không già yếu, ngược lại còn có chút trẻ tuổi, mặc một bộ đồ tuyết trắng, tay cầm một thanh trường mâu, mi tâm có một cái ngũ tinh ấn ký. Tộc lão, hai vị lão giả đều hướng người trẻ tuổi này quỳ xuống. Ánh mắt của người trẻ tuổi kia lãnh lệ, nói. Đứng lên đi, hắn đi không được. Kể từ sau khi tất mỗ ra, tất chữ xuất, Mao ô quy, nữ ma mấy người từ trong thánh đỉnh bảo khố trốn đi, hộ thánh nhất tộc cũng trọng tu lại thiếu sót của thánh đỉnh bảo khố, hiện tại muốn từ trong thánh đỉnh bảo khố xông ra quả thực là khó hơn lên trời. Phong Phi Vân thử mấy lần đều thất bại, bị sát phong trên cực bích bảo khố cuốn về. Đây mới là lực lượng phòng ngự thật sự của thánh đỉnh bảo khố. Coi như là bán thánh đều chưa hẳn có thể đem nó công phá, hiện tại cũng chỉ có thể đi cửa chính của thánh đỉnh bảo khố rồi, từ cửa chính giết ra ngoài. Phía sau truyền đến một cỗ huy hoàng chi khí, để cho lưng của Phong Phi Vân hơi run lên, biết hộ thánh nhất tộc có cường giả xuất thủ. Kẻ xông vào, ta biết ngươi chính là người lúc trước, lúc ấy hư ảnh bán thánh cũng không giết được ngươi, mạng của ngươi thật lớn. Vị tộc lão này của hộ thánh nhất tộc nhìn qua hết sức trẻ tuổi, khoảng 27. 28, nhưng mà niên kỷ chân thật nói ra sẽ hù dọa một số người. Tay hắn cầm trường mâu, uy phong lẫm liệt, mi tâm có một cái ngũ tinh ấn ký đang lóe lên. Phong Phi Vân triệu hồi ra bát quái đạo ấn, ở trước người ngưng tụ ra một cái hắc bạch bát quái ấn khổng lồ, tạo thành một cái hắc bạch tuyền qua đem trường mâu trong tay đối phương ngăn lại. Hộ thánh nhất tộc các ngươi cũng có mấy người là hán tử chân chính, ta đối với hán tử luôn luôn đều rất bội phục, ngươi đừng ép ta ra tay giết ngươi. Phong Phi Vân lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, thân thể đang không ngừng lùi về phía sau, bát quái đạo ấn trong tay hiện ra khí lưu chuyển luân, đem trường mâu của vị tộc lão hộ thánh nhất tộc kia dẫn rời đi. Hừ, xông vào thánh đình bảo khố lìa phải chết, đây là chức trách của hộ thánh nhất tộc chúng ta. Vị tộc lão kia theo sát không buông, trên trường mâu có mang theo tiếng hống của man thú, phát ra thanh âm xé gió. Phong Phi Vân vỗ phượng hoàng vũ rực ở trên lưng, vừa đánh vừa lui, cười nói. Chức trách của hộ thánh nhất tộc các ngươi là thủ hộ thánh đình, mà không chỉ là thủ hộ thánh đình bảo khố, các ngươi cho là thủ hộ ở thánh đình bảo khố liền là thủ hộ được cả thánh đình sao? Ngươi có ý gì? Vị tộc lão kia của hộ thánh nhất tộc dừng lại, ánh mắt bước tới Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dĩ nhiên không sợ hãi, đối thị với ánh mắt của hắn, cười nói.
hộ thánh nhất tộc các ngươi đã bao lâu chưa rời đi thánh đỉnh bảo khố rồi, xem ra hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài là như thế nào. Tộc lão của hộ thánh nhất tộc lạnh băng mà nói. 3 vạn năm trước, hộ thánh nhất tộc chúng ta cần tuân chúa tể pháp chỉ, trấn thủ thánh đỉnh bảo khố, không thể tự ý rời đi một bước. Ha ha, khó trách, khó trách. Phong Phi Vân cười dài. Ngươi đang cười cái gì? Vị tộc lão kia của hộ thánh nhất tộc trầm giọng nói. Phong Phi Vân nói. Khó trách các ngươi không biết hiện tại thánh đỉnh suy yếu lâu ngày, chúa tể vô năng, cả đệ lục trung ương vương triều đều bị thần thiên tước ra nắm trong tay, kẹp thiên tử lệnh chư hầu, thánh đỉnh chúa tể hiện tại đừng nói là nhìn thấy thần thiên tước ra, chính là nhìn thấy tước ra của những đại cảnh kia đều phải sợ hãi rụt rè, cung kính có thừa. Nói nhảm, thánh đỉnh chúa tể chính là tồn tại uy nghiêm vô thượng, là chúa tể đích thực của cả đệ lục trung ương vương triều, am sao có thể bị một tên thần thiên tước ra nắm trong tay. Vị tộc lão kia của hộ thánh nhất tộc lần nữa hướng Phong Phi Vân đuổi giết qua, giận đến đầu tóc cũng dựng lên, cảm thấy Phong Phi Vân là đang vũ nhục thánh đỉnh chúa tể, đây là tử tội. Đồng thời càng có nhiều cường giả của hộ thánh nhất tộc đuổi đến, chấn giữ bốn phương. Từng người đều là khí tức cuộn trào giống như vô số ngôi sao huyền phù ở thiên khung, bọn họ đều nghe được Phong Phi Vân nói bừa, đằng đằng sát khí, muốn đem người làm nhục thánh uy mạt sát. Thật sự là quá lớn mật, lại dám bất kính như thế với chúa tể, nhất định là phải nghiền xương thành cho. Coi rẻ vương pháp, khinh thị chúa tể, nghiền xương thành cho đều là tiện nghi cho hắn rồi. Rất nhiều cường giả của hộ thánh nhất tộc đều rất giận dữ, cảm thấy lời của Phong Phi Vân đều là vô sỉ. Vị tộc lão kia của hộ thánh nhất tộc tự nhiên rất cường đại, đã ở vũ hóa cảnh đi tới độ cao nhất định, Phong Phi Vân vừa lùi vừa chiến, cười dài nói. Một đám người bị che mắt, hôm nay thánh đỉnh chúa tể bị kẻ xấu khống chế, ngay cả phi tử được yêu mến cũng bị thế tử của tước phủ vũ nhục, còn không dám ho he nửa lời, thánh đỉnh không thánh, chúa tể như cẩu, đây đều là bị tộc nhân của hộ thánh nhất tộc các ngươi làm hại. Ở thời điểm thánh đỉnh chúa tể chịu nhục thì các ngươi ở đâu? Lúc thánh phi chịu nhục, các ngươi lại ở nơi nào? Còn dám tự xưng là hộ thánh nhất tộc, ta xem ra các ngươi nên đổi tên thành hồ đồ nhất tộc mới đúng. Thanh âm cười dài của Phong Phi Vân truyền khắp cả thánh đỉnh bảo khố, thanh âm dao động khắp nơi, bị tất cả tộc nhân của hộ thánh nhất tộc nghe được. Nói nhảm, thánh đỉnh chúa tể công đức vô lượng, không người nào có thể khống chế ngài. Không người nào có thể vũ nhục chúa tể, đó chỉ sẽ là chết không có chỗ chôn. Người của hộ thánh nhất tộc đều nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Phong Phi Vân là đang vũ nhục thánh đỉnh chúa tể, đồng thời có một số người trong đó lộ ra vẻ suy nghĩ. Phong Phi Vân cười nói. 1 vạn năm trước thánh đỉnh gặp phải sỉ nhục lớn nhất, bao gồm thánh đỉnh chúa tể, phi tử, thánh công chúa, thánh hoàng tử đều bị tam đại vương giả của âm gian giới bắt cóc đến âm gian giới, bị nhục nhã, sau đó thánh đỉnh chúa tể được thần thiên tước gia cứu về, từ đó thánh đỉnh chúa tể liền trở thành khôi lỗi của thần thiên tước gia. Ngươi muốn chết, lại dám làm nhục thánh đỉnh chúa tể, không có người nào có thể cứu được ngươi nữa rồi. Rất nhiều tu sĩ của hộ thánh nhất tộc đều phát ra công kích với Phong Phi Vân, thần thông đạo pháp đều oanh tới. Phong Phi Vân như cũ lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, cười nói. Chúng ta bất quá là đánh cắp vài món bảo vật trong thánh đỉnh bảo khố mà thôi, nhưng mà thần thiên tước ra đánh cắp lại là cả thánh đỉnh, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng được, đây chính là sự thật. Sau này lịch sử truy cứu lại, hộ thánh nhất tộc các ngươi phải gánh tội danh lớn nhất. Thanh âm của Phong Phi Vân thực sự rất có trọng lượng, không hề giống như là đang nói dối, hộ thánh nhất tộc không thiếu người thông tuệ, tự nhiên có thể phán định thật giả trong lời của hắn. Tất cả tu sĩ của hộ thánh nhất tộc trong lúc nhất thời đều không biết có nên xuất thủ hay không, cánh tay của rất nhiều người đều đang run rẩy. Lúc này, trong hư không xa xôi truyền đến một tiếng thở dài giàn nua. 3 vạn năm trước chúa tể hạ lệnh, lệnh cho hộ thánh nhất tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp thủ hộ thánh đỉnh bảo khố, không thể bước ra thánh đỉnh bảo khố nửa bước, 3 vạn năm này chúng ta đều cần tuân thánh lệnh của chúa tể, chưa bao giờ đi ra thánh đỉnh bảo khố, 3 vạn năm, chúng ta ngăn cách với ngoại giới quá lâu rồi, thời gian lâu như vậy, phía ngoài rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Trong thánh đỉnh bảo khố, tất cả tu sĩ của hộ thánh nhất tộc đều quỳ rạp xuống đất, hết sức chỉnh tề. Phong Phi Vân tự nhiên cũng nghe được cái thanh âm già nua này, nhưng mà hắn muốn tìm ngọn nguồn của thanh âm kia lại căn bản không tìm được, giống như là thanh âm kia từ trên trời mà đến, từ 4 phương 8 hướng mà đến, giống như là thanh âm của một vị thần.
đây là vô thượng cường giả, tu vi cực kỳ dọa người. Phong Phi Vân biết đối phương cũng không có ý tứ giết hắn, nếu không một cái ý niệm của đối phương là có thể lấy được tính mạng của hắn rồi. Khó trách thần thiên tước gia cùng những nhân vật kiêu hùng kia đều không dám đánh chủ ý tới thánh đỉnh bảo khố, nguyên lai nơi này thậm chí có một tồn tại kinh khủng như thế. Hộ thánh nhất tộc chúng ta được thành lập từ trung cổ tới nay, thủ hộ thánh đỉnh, vì chúa tể mà chinh chiến thiên hạ, chỉ cần chúng ta ở đây, thánh đỉnh bất diệt, nhưng mà 3 vạn năm này chúng ta lại cũng không ở bên người chúa tể, tựa hồ thật sự rời đi rất lâu rồi. Một đoàn kim hoàng sắc quang hoa từ trong hư vô bay ra, trong quang hoa bao phủ một bóng người thân cao 3 trượng, mặc hoàng kim khôi giáp, cầm trong tay phích lịch chiến phủ, mặc dù nhìn qua đã có chút già nua nhưng mà lại như cũ làm cho người ta có một loại cảm giác đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trên người của hắn có một cỗ vĩ lực huy hoàng, lộ ra một loại kinh lực cổ xưa, giống như là người nào đó ở trong thư sách lịch sử nhảy ra, giống như là một tôn thần linh chân chính, làm cho người ta phải thần phục. Phong Phi Vân cũng là hít vào một hơi lãnh khí, cái bóng người này cùng với hư ảnh bán thánh trước đó giống như như đúc. Chẳng lẽ đây chính là bổn tôn của hắn? Đây là một vị bán thánh. Bái kiến hộ thánh chiến thần. Những tu sĩ kia của hộ thánh nhất tộc đều quỳ trên mặt đất, đối với cự hán thân mặc kim giáp này hết sức tôn kính. Hộ thánh chiến thần từ từ đi tới trước mặt Phong Phi Vân, thanh âm hùng hậu nói. Ta nhận ra ngươi. Ngươi là người đem ta từ trong ngủ say tỉnh lại, ta liền ngủ say dưới lòng rất, ngươi xúc động đến một luồng khí mà ta lưu lại, để cho ta cảm ứng được thánh đỉnh bảo khố nguy hiểm cho nên mới tỉnh dậy. Trên người hộ thánh chiến thần lộ ra một cỗ bá uy, giống như là chiến thần lâm thế, nếu như người khác ở trước mặt hắn khẳng định không cách nào đứng thẳng, sẽ bị cỗ khí tức kia ở trên người của hắn áp đến quỳ trên mặt đất. Thân thể của Phong Phi Vân đứng thẳng như một thanh trường thương, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ngươi đã đạt đến cảnh giới bán thánh rồi. Hộ thánh chiến thần lại không trả lời đúng hay sai, nói. Trong thân thể của ngươi có 81 khối phượng cốt, ngươi tu luyện chính là vô thượng công pháp bất tử phượng hoàng thân của phượng hoàng yêu tộc, ngươi cướp đi một khối phượng cốt kia chính là vì đem bất tử phượng hoàng thân tu luyện tới một cái đại chu thiên, nhưng mà ngươi cũng biết ý nghĩ của khối phượng cốt kia đối với thánh đình, đó đại biểu cho một vị yêu hậu của phượng hoàng yêu tộc thiếu thánh đình một cái nhân tình. Phong Phi Vân nói. Phượng Hoàng yêu tộc hết sức kiêu ngạo, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho dù không có phượng cốt, nếu như thánh đình muốn lấy lại nhân tình, các nàng nhất định sẽ trả lại. Nhưng mà ngươi cuối cùng là đã luyện hóa được phượng cốt rồi, người nào cũng không cải biến được sự thật này, ta chính là chiến thần của hộ thánh nhất tộc, có lý do tuyệt đối để đánh chết ngươi. Hộ thánh chiến thần lạnh lùng nói. Phong Phi Vân cười nói. Nếu như ngươi muốn giết ta thì đã sớm xuất thủ. Cần gì nói nhảm nhiều như vậy với ta đoán. Ngươi là đang có chuyện cầu ta. Lớn mật, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Một vị tộc lão của hộ thánh nhất tộc nghiêm nghị quát lên. Hộ thánh chiến thần nhìn chằm chằm vào tộc lão kia một cái, vị tộc lão kia chợt lui xuống. Hộ thánh chiến thần nói. Ngươi nói thánh đình suy yếu lâu ngày, chúa tể bị thần thiên tước ra nắm trong tay, thân vùi trong vũng bùn, cái này. Ta tin ngươi. Phong Phi Vân cười nói. Vì sao ngươi tin ta, ngươi không sợ đây chỉ là kế thoát thân của ta thôi sao? Ta ngay cả trong thân thể ngươi có mấy khối phượng cốt đều có thể nhìn rõ, ngươi cảm thấy ta không thể phân biệt nổi lời nói thật cùng nói dối hay sao? Hộ thánh chiến thần đúng là lợi hại, tu vi cường đại đến dọa người, Phong Phi Vân cũng đã sử dụng đại diễn thuật che giấu thiên cơ trên người, bóp méo thể chất, nhưng mà lại vẫn bị một ánh mắt của hắn nhìn thấu. Xem ra ta không đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thật sự là một quyết định chính xác, tu vi của Thủy Nguyệt Đình khẳng định còn ở trên hộ thánh chiến thần, nếu như gặp nàng nhất định sẽ bị nàng nhìn ra hư thật của ta. Thần sắc của hộ thánh chiến thần trở nên có chút sầu khổ, thở dài thật sâu, nhưng mà vẻ mặt như vậy cũng chỉ thoáng qua một cái liền biến mất, rất nhanh ánh mắt của hắn lại trở nên cương mãnh khiếp người, nói. Chúa tể đại nhân gặp phải vũ nhục như vậy, hộ thánh nhất tộc chúng ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm a. Phong Phi Vân cười nói, nếu cảm thấy chính mình có trách nhiệm, vậy thì giết ra thánh đình bảo khố, đi đánh một trận cao thấp với thần thiên tước gia, chỉ cần chém chết thần thiên tước gia, như vậy tự nhiên cũng liền tính là công thần của thánh đình rồi. Hộ thánh chiến thần lắc đầu, nói, chúng ta chính là nhận được mệnh lệnh của chúa tể trấn thủ thánh đình bảo khố, không thể rời đi nửa bước, ở trước lúc tiến vào thánh đình bảo khố,
tất cả tộc nhân của hộ thánh nhất tộc chúng ta đều đã phát thệ qua, lời thề không thể làm trái. Nga, các ngươi đã có nguyên tắc như vậy, đó là không còn biện pháp nào rồi, các ngươi ở chỗ này thủ hộ cả đời đi. Phong Phi Vân cười nói. Hộ thánh chiến thần nói. Không, chỉ cần chúng ta có thể có được thánh lệnh của thánh đình chúa tể hiện tại, triệu hồi chúng ta ra ngoài, như vậy chúng ta liền không tính là làm trái với lời thề. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Có hai điểm các ngươi cần phải hiểu rõ. Thứ nhất, thần thiên tước gia nếu như khống chế thánh đình chúa tể, như vậy liền chắc chắn sẽ không để cho hắn tiếp xúc với thánh đình bảo khố, cho dù thánh đình chúa tể hạ thánh lệnh cũng tuyệt đối không cách nào đưa đến trong tay của các ngươi. Thứ hai, các ngươi cũng đã thề không thể đi ra thánh đình bảo khố, như vậy lại như thế nào đi cầu thánh đình chúa tể ban thánh lệnh cho các ngươi. Phong Phi Vân vừa dứt lời liền cảm giác không khí có cái gì không đúng, phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang nhìn hắn. Các ngươi đây là làm gì, ta nhưng là nói trước, tu vi của thần thiên tước gia rất đáng sợ, ta cũng không muốn đắc tội với một tôn đại địch này. Phong Phi Vân nói. Hộ thánh chiến thần nói. Ngươi không có lựa chọn, ngươi đã luyện hóa được phượng cốt, liền là tử tội, ngươi chỉ có đi lấy được chúa tể thánh lệnh đến đây cho chúng ta mới có thể chuộc tội, nếu không hiện tại ta liền chấn giết ngươi. Phong Phi Vân nói. Ta cùng thần thiên tước gia không thù không oán, vì sao ta phải giúp các ngươi đối phó với hắn, loại chuyện mất lòng hết sức này ta tại sao lại muốn làm, nếu như ngươi muốn giết vậy thì giết đi. Lúc này đàm phán đã bắt đầu rồi. Phong Phi Vân đoán hộ thánh chiến thần sẽ không giết hắn, cho nên vừa bắt đầu liền ra vẻ một bộ lợn chết không sợ nước sôi, đem quyền chủ động vững vàng nắm vào trong tay mình, như vậy khi đàm phán mới có thể vì mình mà tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Tất cả mọi người biết Phong Phi Vân đang tranh luận, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp ép hắn. Hộ thánh chiến thần lộ ra vẻ rất bình tĩnh, kim sắc quang hoa trên người chậm chậm thu về thể nội, hoàng kim chiến giáp cùng pháp tướng cũng thu lại, biến thành một lão nhân thân mặc áo bào. Người trẻ tuổi, người rất thông minh, rất hiểu được nên bảo vệ mình như thế nào, nhưng mà ngươi cũng cần hiểu được, nếu như ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, có thể cả đời ngươi đều sẽ bị vây ở trong thánh đình bảo khố. Phong Phi Vân tự nhiên là biết tình cảnh hiện tại của mình, cười nói. Ta không vội, cho dù qua mấy trăm năm nữa không đi ra ngoài cũng không sao, nhưng mà qua mấy trăm năm nữa thánh đình có còn tồn tại hay không thì thật khó nói. Ngươi, một vị tộc lão của hộ thánh nhất tộc muốn xuất thủ dạy dỗ Phong Phi Vân, cảm thấy hắn quá cả gan làm loạn, nhưng mà vị tộc lão này lại bị hộ thánh chiến thần trừng mắt mà lui về. Hộ thánh chiến thần hơi làm ra nhượng bộ nói. Được rồi. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể lấy được thánh lệnh của chúa tể đến cho chúng ta, ngươi cùng bằng hữu của ngươi ở thánh đình bảo khố đánh cắp bảo vật, chúng ta có thể không truy cứu, đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà ta có thể làm được, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi trấn áp, trọn đời không thể siêu sinh. Trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ, không hổ là lão gia hỏa sống vô tận năm tháng, muốn từ trên người của lão chiếm được tiện nghi còn thật là khó khăn. Cho dù ta đáp ứng đi ra ngoài giúp ngươi lấy được thánh lệnh của thánh đình chúa tể, các ngươi làm thế nào bảo đảm ta còn sẽ quay về? Phong Phi Vân cười cười, lại nói. Còn có, nếu như thánh đình chúa tể sợ hãi thần thiên tước gia như vậy, bây giờ ta lại đột nhiên nói cho hắn biết, để cho hắn hạ một đạo thánh lệnh cho các ngươi đi ra ngoài tru diệt thần thiên tước gia, ta thật hoài nghi hắn có dám hạ mệnh lệnh này hay không, một cái không tốt nói không chừng hắn còn có thể đem ta bán đi. Hộ thánh chiến thần đắn do trong chốc lát, lấy ra một tấm lệnh phù nói. Tấm lệnh phù này chính là do đạo của ta ngưng luyện mà thành, bên trong có một luồng phân thân của ta, chỉ cần có đủ nhiều linh thạch cung cấp linh khí, có thể ở trong thời gian ngắn phát huy ra lực lượng của cấp bậc bán thánh, ngươi mang tấm lệnh phù này đi ra ngoài, ở lúc ngươi thân hãm hiểm cảnh nhất định có thể giúp ngươi thoát thân. Ồ, quả nhiên là một tôn bán thánh. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào lão nhân mặc áo bào vải trước mắt này một cái, đem lệnh phù lấy tới, nếu như một tấm lệnh phù này quả thực có thể ở trong thời gian ngắn phát huy ra lực lượng của bán thánh, như vậy sau này còn cần phải sợ người nào, trực tiếp đem lệnh phù lộ ra, bán thánh đạo văn phía trên đoán chừng có thể hù dọa được một đám người. Phong Phi Vân rất thận trọng, nói, nếu như ta không trở về, sợ rằng phân thân trong lệnh phù này cũng sẽ đem ta mạt sát đi. Không sai. Nếu như trong 3 ngày ngươi không lấy được thánh lệnh của chúa tể vào tay, phân thân trong lệnh phù liền sẽ tự động đem ngươi chấn sát. Hộ thánh chiến thần rất là nghiêm túc nói.
Bất quá nếu như ngươi có thể giúp được chúng ta lấy được thánh lệnh của chúa tể, như vậy tấm lệnh phù này về sau sẽ thuộc về ngươi. Tốt, cứ định như vậy đi. Phong Phi Vân đem lệnh phù này cất vào, khoản mua bán này đáng giá làm, một khi có thể có được một tấm lệnh phù như vậy, sau này trời đất bao la có nơi nào là không thể đi được. Dĩ nhiên trước lúc rời đi thánh đình bảo khố, Phong Phi Vân lại mang đi đại lượng linh thạch, hơn nữa lấy đến lý lẽ hùng hồn, nói giỡn, một tấm lệnh phù này mặc dù lợi hại nhưng mà phải tiêu hao cực lớn linh thạch để làm năng lượng, cấp bậc bán thánh chính là lực lượng nhì như rất khả quan nhưng mà linh khí tiêu hao cũng là một con số thiên văn. Linh thạch trong thánh đình bảo khố nhiều như vậy, ngu sao lại không cầm. Thay các ngươi làm việc, cầm một chút linh thạch của các ngươi còn có ý kiến sao? Phong Phi Vân cũng không biết đem bao nhiêu khối giới linh thạch đều chứa đầy, chỉ là những giới linh thạch kia được chứa đầy linh thạch, hắn liễn cõng một bao lớn mà đi, thấy đến những tu sĩ kia của hộ thánh nhất tộc đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đều đang mắng Phong Phi Vân thật sự quá tham lam rồi. Hộ thánh chiến thần nói, những năm này hàng năm đều có bảo vật được đưa tới thánh đình bảo khố, có khi cũng sẽ có người cầm thánh lệnh đi tới thánh đình bảo khố lấy ra bảo vật. Nhưng mà người đi tới lại đều là đối với thế cục trong thánh đình một chữ cũng không nói. Điều này nói rõ thần thiên tước gia khẳng định đã đem người ở phía ngoài thánh đình bảo khố khống chế rồi. Cho nên lần này ngươi đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên bị người của thần thiên tước phủ thấy được, tránh đả thảo kinh xà. Yên tâm, thu tiền tài của người thì thay người tiêu trừ tai họa, chuyện này khẳng định phải làm ổn thỏa. Phong Phi Vân đem bao linh thạch cầm trong tay lắc lắc, sau đó cất vào. Tiếp theo liền đem Long Lân Phượng bị y mặc vào, thân thể chợt liền biến mất từ trong hư không. Bảo y cho ẩn tàm ti kết thành, cái này ta yên tâm. Hộ thánh chiến thần gật đầu, sau đó đem Phong Phi Vân mang đến đại môn của thánh đình bảo khố, để Phong Phi Vân bí mật đi ra ngoài. Lúc này đã vào đêm, cả thiên khung đều tối sầm lại, chung quanh có rất nhiều linh thảo, cổ mọc. Các đó không xa có một đội quân sĩ cưỡi xích hồng cự hổ đang tuần tra. Tu vi của đám quân sĩ này đều rất cường đại, trên người mang theo thiết huyết chiến khí. Phía ngoài thánh đình bảo khố cũng có cường giả chấn giữ, trong một phiến đại doanh ở nơi xa có khí tức nguy nga bàng bạc mơ hồ truyền đến, làm cho người ta cảm giác giống như là một tôn cự thú nằm ở trong này. Đều là người của thần thiên tước phủ, thần thiên tước gia đối với thánh đình bảo khố còn thật không phải là coi trọng bình thường. Phong Phi Vân mặc Long Lân Phượng bì y, như cũ cẩn thận ẩn giấu thân hình của mình. Nơi này đều là người của thần thiên tước phủ, một khi để cho bọn họ biết có người từ trong thánh đình bảo khố đi ra, cho dù hắn lộ ra lệnh bài của bổ thiên các nói không chừng cũng sẽ bị chấn sát. Nơi này khẳng định đều đã bị liệt thành cấm địa rồi. May mắn là mấy người Phong Phi Vân, Tất Mỗ gia, nữ ma từ chỗ khác xông vào thánh đình bảo khố, bong khong chút ít cường giả kia của hộ thánh nhất tộc đoán chừng cả đời cũng không hay biết gì. Phong Phi Vân đem một quân sĩ tuần tra đi lạc nhóm giết chết. Dùng hỏa diễm đem thân thể của hắn đốt thành cho bụi, sau đó mặc khôi giáp của hắn vào, biến thành hình dạng của hắn, ngông nghênh đi tới trong đội ngũ tuần tra. Tước gia của các đại cảnh đều đã đi tới thánh đình, ngày mai sẽ ở trong thánh đình chúa tể cung cử hành tuyên thệ trước kia xuất quân, đến lúc đó khẳng định lại là một tràng phong vân tế hội. Phong Phi Vân nghe được giọng nói của một vị quân sĩ tuần tra, trong lòng không khỏi vừa động, tước gia của các đại cảnh thế nhưng đều đã đến thánh đình rồi. Đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Cho nên hắn đi tới, cười nói. Mấy vị huynh đệ các ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà quốc yến tuyên thệ trước khi xuất quân, ta làm sao còn chưa nghe nói qua? Ha ha, tiểu tử ngươi quá cô lậu quả văn rồi. Lần này đệ lục trung ương vương triều là muốn triệt để tiêu diệt âm gian giới. Tước gia của các đại cảnh đều đã xuất lĩnh đại quân đi đến thánh đình. Hiện tại quân đội của các đại cảnh đều đóng ở thánh cảnh đấu vực. Chỉ chờ thần thiên tước gia ra lệnh một tiếng. Trực tiếp giết thẳng tới âm gian giới, đây nhưng là thịnh sự ngàn năm có một. Ngày mai thánh đình chúa tể sẽ ở trong cung mở ra thệ sư quốc yến, đến lúc đó không chỉ là tước gia của các đại cảnh tất cả sẽ có mặt, thiên tài tuấn kiệt của các đại cảnh đều sẽ tề tụ lại, cùng bàn đại kế chinh phạt âm gian giới. Ta nghe nói không chỉ là tu sĩ của đệ lục trung ương vương triều, còn có tài tuấn cùng bá chủ của các trung ương vương triều khác cũng sẽ tới. Yêu tộc cũng sẽ có cường giả tới làm khách. Phong Phi Vân nhíu mày thật sâu, cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, kể từ sau khi thánh đình suy yếu lâu ngày, tước gia của các đại cảnh đều sẽ không đồng thời tụ tập lại chung một chỗ, lần này quốc yến tuyên thệ trước khi xuất quân tuyệt đối là lần đầu tiên trong 3 vạn năm nay. Có vấn đề, có đại vấn đề.
Phong Phi Vân lặng lẽ rút đi, rời đi doanh địa đóng quân của Thánh Đình Bảo Khố. Phong Phi Vân đến một tòa tiên thành của Trung Đình Tinh, nơi này cách Thánh Đình Chúa Tể Cung rất gần, tương đối phồn hoa, người đi tấp nập, xe cộ như nước. Có lẽ là bởi vì tước gia của các đại cảnh đều đi đến Thánh Đình, tòa tiên thành này so sánh với thường ngày lộ ra vẻ càng thêm phồn thịnh. Không bao nhiêu lâu Mao Ô Quy liền tìm tới Phong Phi Vân. Đều nói thiên niên Ô Quy, vạn niên Ô Quy, mạng của Ô Quy cứng nhất, mẹ kiếp, mạng của gia hỏa ngươi quả thực so với Ô Quy còn phải cứng hơn. Mao Ô Quy bò lên trên bàn, không khách khí chút nào, liền tự rót cho mình một chén rượu. Phong Phi Vân ngồi ở trên lầu ba của một tòa tửu lâu, dựa vào cửa sổ, trên bàn bày biện mấy món ăn nổi tiếng quý hiếm, điểm một bình linh tửu thượng hạng. Nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy cảnh vật bên ngoài đường đi, có tu sĩ cường đại cưỡi linh thú đi trên đường, cũng có một số lão đạo sĩ buôn bán linh khí, bảo dược. Trong tiên cung nơi xa truyền tới tiếng ca mỹ diệu, có từng tuấn nam mỹ nữ đi lên tiên cung, có tài tuấn đang ngâm thi tác phú, có huyết khí phương cương vì gia nhân mà mình coi trọng tỷ đấu với một vị thiếu niên tài tuấn khác, linh khí quang mang xuyên qua trường không, chiến thanh không dứt. Rất nhiều cố sự đều ở trong đêm bình tĩnh truyền đi. Có lẽ sáng mai lại có một vị thiên kiêu cường thế quật khởi, nhất chiến thành danh thiên hạ đều biết, sau đó cùng một vị mỹ nhân để lại một đoạn giai thoại phong lưu. Ngươi như thế nào mà tìm được ta? Phong Phi Vân ngồi ở trước cửa sổ, nhẹ nhàng uống một hớp rượu, mang theo vài phần tò mò. Hắc hắc, lại không phải là ta tìm được ngươi, mà là tôn tử của ta biết ngươi từ trong Thánh Đình Bảo Khố đi ra, mang ta đến tìm ngươi. Thánh thực quả từ trong mai rùa của Mao Ô Quy bay ra, hướng về phía Phong Phi Vân cung kính kêu lên. Ra mắt nhị gia gia. Phong Phi Vân nói. Làm sao chỉ còn lại hai tổ tông các ngươi, hai người tất mỗ gia, còn có nữ ma đại nhân đi đâu rồi? Lần này chúng ta ở trong Thánh Đình Bảo Khố phát đại tài, nhưng mà bởi vì chia của không đều, náo loạn ra một chút mâu thuẫn nhỏ, hai tên tiểu thâu kia cùng nữ ma đại nhân gây hấn nhau, song phương đều rất đỏ mắt. May mắn hai người chúng ta chạy mau, nếu không khẳng định đều sẽ bị cuốn vào. Cái trán của Phong Phi Vân hiện lên hắc tuyến, nói. Tất mỗ gia cùng tất chữ xuất dám gây hấn với nữ ma đầu, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị nữ ma đầu cướp sạch đến một viên linh thạch cũng không chừa. Mao Ô Quy nói. Cũng không nhất định, bọn họ một phương là ăn trộm, một phương là ăn cướp, đều là người tài ba ở phương diện này, tất mỗ gia nói nữ ma đầu không có kỹ thuật. Hẳn là đem linh thạch mà nàng thu lấy đưa ra để phân chia với mọi người. Nữ ma đầu nói tất mỗ gia cùng tất chữ xuất làm việc không đủ quang minh lỗi lạc, không xứng làm chủ nhân của bảo vật, nên bảo bọn họ đem bảo vật đều lấy ra, giao cho nàng tạm thời bảo quản, cứ như vậy hai phe liền gây hấn với nhau. Phong Phi Vân điên cuồng đổ mồ hôi nói. Cướp sạch Thánh Đình Bảo Khố, lời này cùng quang minh lỗi lạc cũng hoàn toàn không dính dáng đến nhau đi. Ai nói là không phải? Nữ ma đầu dưới cơn nóng giận đem tất mỗ ra đánh một cái gần chết, ngay cả tất chữ xuất đứng ở một bên không nói chuyện cũng bị điên cuồng đánh một trận, đánh cho thất khiếu chảy máu, bất quá hai ông cháu nhà này không hổ là truyền nhân của thần thâu môn, công phu chạy trối chết nhất lưu, cuối cùng chạy trốn ở trong tay nữ ma đầu, sau đó nữ ma đầu liền đuổi theo, cũng không biết là có đuổi được không. Cái cố sự ở phía sau này đúng là ngoài dữ liệu của Phong Phi Vân. Đồng thời cũng vì tất mỗ ra cùng tất chữ xuất mà mặc niệm nửa phút. Mao Ô Quy suy nghĩ một chút, nói. Sau này có chuyện phát tài nhất định không thể mang theo nữ ma đầu, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện xấu. Bây giờ Phong Phi Vân là rất đồng ý với những lời này. Một tòa tiên thành này hỏa đăng sáng rực rỡ, tu sĩ qua lại không dứt, phồn hoa cường thịnh, không phân ra ngày đêm, ngược lại buổi tối so sánh với ban ngày càng thêm náo nhiệt hơn. Trong một tòa tử lâu này tự nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ tụ tập, trên một tòa cao thai ở nơi xa còn có mấy vị văn sĩ đang giảng sách, nói một chút chuyện đại sự phát sinh gần đây, tỉ như Thủy Nguyệt Thánh Nữ giết Bát Thế Tử, âm gian giới vây công Thánh Đình, ẩn thế cao nhân mỗi một cảnh lại xuất sơn chỉ thế, vân vân. Người tu tiên cũng không thiếu người thích buôn dưa lê, đối với mấy chuyện này đều cảm thấy rất hứng thú. Thanh âm của Mao Ô Quy trở nên trầm thấp, ánh mắt xoay tròn, truyền âm nói. Ngươi cũng đã biết hiện tại 148 vị cảnh chủ của đệ lục trung ương vương triều đều đã đến Thánh Đình, ngày mai sẽ ở Thánh Đình Chúa Tể Cung triệu khai tuyên thệ quốc hiến trước khi xuất quân, thương thảo đại kế chinh phạt âm gian giới. Phong Phi Vân gật đầu. Chuyện này ta đã nghe nói qua,
xem ra Thánh Đỉnh Chúa Tể Cung vào ngày mai sẽ rất náo nhiệt. Há lại chỉ là náo nhiệt, có thể nói là một lần phong vân tế hội, nghe nói ngay cả một số vương giả của yêu tộc cũng sẽ đến, động tác lần này của thần thiên tước gia không nhỏ, khẳng định không chỉ đơn giản là một tràng quốc hiến tuyên thệ trước khi xuất quân như vậy đâu. Mao Ô Quy nói, ánh mắt của Phong Phi Vân híp lại, nói, chẳng lẽ, vốn đã nói đến khóe miệng nhưng mà bởi vì lời này quá nhạy cảm, Phong Phi Vân lại đem nó nuốt trở về. Mao Ô Quy nói, còn có một chuyện hết sức bí ẩn mà Lão Phu phải nói cho ngươi biết, trước đó không lâu ta ở Trung Đình Tinh phát hiện một tòa thần miếu. Một tòa thần miếu thì có gì cần phải quá ngạc nhiên. Phong Phi Vân nói, ngươi theo ta đến đây. Mao Ô Quy cùng Thánh Thực Quả hóa thành hai đạo quang mang một trắng một đen bay ra cửa sổ, Phong Phi Vân trầm tư trong chốc lát, đem một khối linh thạch nhỏ cỡ nắm tay để lên trên bàn, sau đó cũng bay ra cửa sổ đuổi theo. Ở trong một tòa tiên thành này có một tòa miếu thờ cao 9 tầng tọa lạc, có không ít tu sĩ ở trong miếu thờ ra ra vào vào, hương khói rất cường thịnh. Thái Vi Nữ Thần Miếu. Phong Phi Vân đứng ở phía dưới thần miếu, trước mắt là một phiến cầu thang bằng bạch ngọc nối thẳng lên đại môn của thần miếu. Trong thần miếu có một chiếc thần đang huyền phù, quang huy rực rỡ, tản mát ra từng tia linh khí. Lão Phu đã nghe ngóng, Thái Vi Nữ Thần chính là tân thần đản sinh mấy năm gần đây. Nhưng mà thần miếu hiện tại đã trải rộng cả thánh cảnh, vẻn vẹn chỉ là trên ngũ đại trụ tinh của thánh đình thì đã có 38 tòa Thái Vi Nữ Thần Miếu, mà ở cả thánh cảnh lại càng đạt hơn mấy chục vạn tòa nữ thần miếu. Lúc này mới chỉ là thời gian mấy năm a, lại đã phát triển đến trình độ như vậy, ta dám đánh cuộc nàng nhất định là lấy được tín nhiệm của một thế lực lớn nào đó, chiếm được ủng hộ to lớn của đối phương, nếu không không thể nào ở trong thời gian ngắn ngủi mấy năm có được hương khói cường thịnh như thế. Phong Phi Vân chậm rãi đi lên bậc thang bạch ngọc, sau đó đi vào thần miếu, nhìn vào một tòa nữ thần tượng mỹ lệ khổng lồ ở bên trong, thật lâu sau nói. Quả nhiên là nàng, có thể ở Thánh Đình thành lập mấy chục tòa nữ thần miếu, điều này cần khả năng thật sự quá lớn, chỉ có mấy người ít ỏi mới có thể giúp nàng làm được, bất quá lấy trí tuệ của nàng, muốn đạt được tín nhiệm của những đại nhân vật này kỳ thật cũng không phải là chuyện quá khó khăn, chỉ là nàng rốt cuộc mượn tới lực lượng của người nào. Phong Phi Vân nhắm hai mắt lại, vận chuyển đại diễn thuật, vô số quy tắc thiên đạo vận chuyển xung quanh thân thể, nhưng mà ở trong tối tăm lại có một cái lực lượng khác đang ngăn cản hắn suy tính. Tu vi của nàng ở trên một đường chí sư quả nhiên lợi hại, chặt đứt thiên cơ, đại diễn thuật cũng không suy tính ra tung tích của nàng. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu chính là Phong Phi Vân cũng không quá để ý đi nghiên cứu đại diễn thuật, nếu không ở trên lĩnh vực này chắc chắn cũng không yếu hơn so với Thái Vi. Chuyện này muốn tra thật ra cũng không khó, chỉ là tối nay ta còn có một chuyện khác muốn làm, chỉ có thể đợi hôm khác lại đi thu thập nàng. Ngày mai sẽ là quốc yến tuyên thệ trước khi xuất quân, dã tâm của thần thiên tước gia thật lớn, nếu bổn tôn đã từ ngoại giới quay về, như vậy tu vi nhất định là nâng cao một bước rồi, tu vi trở nên mạnh mẽ, như vậy dã tâm tự nhiên cũng là lớn hơn. Phong Phi Vân cảm thấy ngày mai đoán chừng không chỉ là chuyện đơn giản như tuyên thệ trước khi xuất quân. Nói không chừng ngày mai thần thiên tước gia liền muốn trở thành một đời thánh đỉnh chúa tể mới. Cho nên khuya hôm nay nhất định phải đi vào thánh đỉnh chúa tể cung. Thủ vệ của thánh đỉnh chúa tể cung tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với thánh đỉnh bảo khố, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, người bình thường muốn lén tiến vào thánh đỉnh chúa tể cung quả thực khó như lên trời. Đây là một phiến cung điện to lớn đại khí, huyền phù trên thương khung, tùy thời đều có thánh vệ cưỡi giao long phi thiên mà qua. Người nào? Nơi này chính là Thánh Đỉnh Chúa Tể Cung, người không có phận sự nhất luật tránh lui. Trước Thánh Đỉnh Chúa Tể Cung, một nam tử mặc ngân bào kim giáp lớn tiếng quát với Phong Phi Vân. Tu vi của nam tử trông giữ đại môn Chúa Tể Cung này cực cao, nhìn qua chừng 30 tuổi, hai mắt lấp lánh hữu thần, khí thế bức nhân. Hừ, bổn tọa chính là người của Bổ Thiên Các, ngươi chỉ là một tên coi cửa cũng dám cản ta. Phong Phi Vân đem Bổ Thiên Các lệnh cầm trong tay lấy ra. Nhất thời khiến cho những tu sĩ trông coi Thánh Đỉnh Chúa Tể Cung sợ đến đều quỳ trên mặt đất. Phong Phi Vân hiện tại coi như là đại khái hiểu được Bổ Thiên Các là tồn tại dạng gì, hẳn là không chênh lệch nhiều với hộ thánh nhất tộc. Chỉ bất quá người thủ hộ Bổ Thiên Các chính là thần thiên tước gia, người thủ hộ Thánh Đỉnh Chúa Tể chính là hộ thánh nhất tộc. Thành thật mà nói, Phong Phi Vân đối với Thánh Đỉnh Chúa Tể hèn yếu kia cũng không có quá nhiều hảo cảm, ngược lại cảm thấy kiêu hùng như thần thiên tước gia càng giống như một hán tử. Nếu như muốn Phong Phi Vân lựa chọn một phương đến đầu nhập vào,
Phong Phi Vân nhất định sẽ lựa chọn thần thiên tước ra, như vậy tiền đồ mới có thể sáng lạng. Nhưng mà Phong Phi Vân không thể đầu nhập vào, bởi vì trên đời này căn bản không có ai có thể ước thúc hắn, hắn muốn làm gì cũng chỉ bằng yêu thích của mình. Nếu như có được lựa chọn, hắn căn bản là không muốn xen vào vũng nước đục lần này của đệ lục trung ương vương triều. Đem thánh lệnh của thánh đình chúa tể lấy tới tay, sau khi đưa đến cho hộ thánh chiến thần, Phong Phi Vân liền sẽ rời đi đệ lục trung ương vương triều, toàn lực đi trùng kích vũ hóa cảnh. Người nào nên làm chủ thánh đình liền sẽ để cho người đó, cho dù những người này đánh sống đánh chết lại cùng hắn có liên quan gì. Phong Phi Vân đem lệnh bài bổ thiên các thu hồi lại, hừ lạnh một tiếng nói. Ta đến tra xem tình huống bố trí thệ sư quốc yến ngày mai, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì sơ suất mới phải. Hừ hừ, bố trí thệ sư quốc yến thái tước gia đã sớm toàn quyền giao cho thánh đình nhất phẩm thiên chúng ta, liên quan gì đến bổ thiên các ngươi, bàn tay của bổ thiên các ngươi cũng vươn ra quá dài. Vốn Phong Phi Vân đều đã sắp tiến vào trong thánh đình chúa tể cung, bên trong lại đi ra một nam tử thân mặc quan bào, dứt khoát ngăn lại ở phía trước Phong Phi Vân, có chút hùng hổ dọa người. Nam tử này nhìn qua cũng là bộ dạng 20 tuổi, trên đầu mang theo cái mũ lục sắc, ngang hông có một khối thiết lệnh cỡ bàn tay, phía trên khắc chữ thánh đình nhất phẩm thiên. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thanh âm có chút âm dương quái khí. Sau khi hộ thánh nhất tộc bị điều vào thánh đình bảo khố, người thủ hộ của thánh đình chúa tể cung liền đổi một lớp mới, đám người này từng người có tổ chức thống nhất, được gọi là thánh đình nhất phẩm thiên. Bên ngoài thủ hộ hoàng quyền, ủng hộ chúa tể, giám thị thiên hạ, giữ trong tay đại quyền sát phạt, nhưng trên thực tế đám người này bất quá chỉ là thần thiên tước gia phái đi trông chừng thánh đình chúa tể mà thôi. Một khi thánh đình chúa tể có dị tâm, như vậy người của thánh đình nhất phẩm thiên sẽ vô tình mà mạt sát thánh đình chúa tể, sau đó đến hỗ trợ một vị chúa tể mới đăng vị. Phong Phi Vân đứng nghiêm, cười lạnh nói. Các chủ chúng ta là sợ nhân thủ của thánh đình nhất phẩm thiên các ngươi không đủ dùng, đặc biệt phái ta đến trợ giúp các ngươi một tay. Người đây là đang nói thánh đình nhất phẩm thiên không có người rồi, còn thật không phải là lớn lối bình thường, hôm nay liền để cho ngươi nhìn một chút lợi hại của thánh đình nhất phẩm thiên chúng ta. Trên người nam tử mặc quan bào xanh biếc kia xông ra vô tận hà khí, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, thân thể trong nháy mắt liền bay đến trước mặt Phong Phi Vân, một kiếm chém về phía cổ của hắn. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thật đúng là không thể nói lý, một lời không hợp liền ra tay. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà người người đều e ngại thánh đình nhất phẩm thiên. Phàm là tu sĩ có thể tiến vào thánh đình nhất phẩm thiên hoặc là bổ thiên các đều là thiên kiêu có tiềm lực vô cùng khổng lồ, chính là tâm phúc tuyệt đối của thần thiên tước gia, để cho những thế tử cùng quận chúa không có thực quyền kia đều rất là kiêng kỵ. Hai vị đại nhân đừng đánh nhau, nơi này là thánh đình chúa tể cung. Vị tu sĩ thủ cung môn kia cả người đều đang đổ mồ hôi lạnh, tu vi của hắn không thấp. Tự nhiên biết bổ thiên các cùng thánh đình nhất phẩm thiên bất hòa từ trước đến nay, tranh đấu lẫn nhau là chuyện thường xảy ra, nhưng mà ngày mai là thệ sư quốc yến, nếu để cho hai vị tổ tông này đem cửa cung của thánh đình chúa tể cung đều đánh hủy, sợ rằng người đầu tiên mất đầu chính là hắn. Nhưng mà hắn lại cũng không dám quản, nếu như chọc giận bất kỳ một vị nào trong hai vị tổ tông này, như vậy hắn khẳng định cũng là chịu không nổi. Nam tử này của thánh đình nhất phẩm thiên có tu vi đúng là cao đến không hợp lẽ thường. Thậm chí có chiến lực ngang với Phong Phi Vân, hai người liên tiếp giao thủ mấy trăm chiêu cũng không phân ra thắng bại. Thần thiên tước gia thật đúng là lung lạc được không ít cao thủ, thiên phú cùng chiến lực của nam tử này cũng tương đối khó lường. Trong lòng Phong Phi Vân vẫn là có chút chấn động, đối với thế lực của thần thiên tước gia có hiểu biết mới, trong lòng rất hoài nghi coi như là hộ thánh nhất tộc từ trong thánh đình bảo khố đi ra chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của thần thiên tước gia. Nam tử này giao thủ với Phong Phi Vân có tên là Bạch Duyệt, tu luyện hơn 1.000 năm, thiên phú cực cao, ở lúc Niết Bàn cũng đạt đến Niết Bàn đệ thất trọng. Chính là bởi vì thiên phú nghịch thiên như thế của hắn mới được chọn vào Thánh Đình Nhất Phẩm Thiên, mặc dù hiện tại mới là vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh cao nhưng mà ở trong Thánh Đình Nhất Phẩm Thiên đã coi như là người nổi bật, vững vàng đứng ở bảo tọa đệ nhất thiên tài của Thánh Đình Nhất Phẩm Thiên. Bạch Duyệt càng đánh càng kinh ngạc, thiếu niên trước mắt này so với hắn còn trẻ hơn. Nhưng mà chiến lực lại còn muốn áp chế hắn, chẳng lẽ bổ thiên các cũng có một vị thiên chi kiêu tử đạt tới niết bàn đệ thất trọng. Khó trách Lâm các lão sẽ phái hắn đến nhúng tay vào thệ sư quốc yến, chiến lực cư nhiên mạnh như vậy. Bạch Duyệt cũng là một người có tâm tư thành thục, biết thệ sư quốc yến ngày mai cực kỳ trọng yếu,
nếu như lại tái chiến với Phong Phi Vân nhất định sẽ không thu tay lại được, đến lúc đó nếu như tổn hại tới Thánh Đình Chúa Tể Cung rồi, như vậy hắn cùng Phong Phi Vân đều phải hỏng bét. Không nghĩ tới Bổ Thiên Các các ngươi ngược lại là xuất ra mấy nhân vật không tệ, trong Thệ Sư Quốc Yến ngày mai chúng ta lại phân cao thấp. Bạch Duyệt trầm giọng nói. Phong Phi Vân cười cười. Tùy thời phụng bồi. Hai người đưa thân rời đi, Bạch Duyệt rời đi Thánh Đình Chúa Tể Cung, mà Phong Phi Vân thì thong dong tiêu sái đi tới cửa cung, tiến vào địa phương uy nghiêm thần thánh nhất của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều. Nhóm thánh vệ thủ hộ Thánh Đình Chúa Tể Cung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai hoạt tổ tông này cuối cùng là rời đi nha. Một viên minh châu treo cao trên trường không, đem một phiến tiên cung này chiếu sáng, từng luồng hà quang hạ xuống khiến cho cung điện phủ thêm một tầng ngân xa. Thánh Đình Chúa Tể Cung. Trên một phiến quảng trường do Bạch Ngọc trải thành, có rất nhiều thị vệ cùng cung nữ đang bận rộn chuẩn bị một chút đồ dùng trước khi Thệ Sư Quốc Yến. Ở bốn góc quảng trường có bốn tòa tháp cao, có một đố lão giả mặc kim ti bảo đang bố trí trận văn, cũng có một ít lực sĩ đem một tôn tanh đồng đại đỉnh mang ra, đặt ở một cái phương vị đặc biệt. Phong Phi Vân uy phong lẫm liệt xuyên qua trong đó, có người đến đặt ra nghi vấn, hắn liền đem lệnh bài Bổ Thiên Các đưa ra, đối phương liền quỳ xuống thỉnh an. Thệ Sư Quốc Yến làm được thật là đủ long trọng, chỉ sợ coi như là muốn mời mấy vạn người cũng có thể chứa được. Phong Phi Vân ở trên Quốc Yến thấy một người quen, đây là một người trẻ tuổi lớn lên có chút thanh tú, mặc nhung trang giáp trụ, đứng ở trên một tòa đài cao, có mấy lão nhân vây quanh hắn đang thấp giọng nói gì đó. Người trẻ tuổi này chính là vị nhị thế tử kia mà Phong Phi Vân ở Lâm Các Lão phủ nhìn thấy, hắn tôn xưng Lâm Các Lão là lão sư, tên là Chữ Gia Lâm. Cũng không biết là nhị thế tử của cảnh nào. Hắn lại xuất hiện ở Thánh Đình Chúa Tể Cung, hơn nữa còn đang điều hành sắp xếp bố trí Thệ Sư Quốc Yến, xem ra trước kia là ta xem thường hắn rồi. Thân phận của Chữ Gia Lâm đã biết được rõ ràng, lúc này Phong Phi Vân không muốn đối mặt với hắn, cho nên ẩn tàng lại. Sau khi Chữ Gia Lâm nghe được lời nói của mấy vị lão nhân liền khe khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười, nho nhã lễ độ thi lễ với mấy vị lão nhân một cái, sau đó liền rời đi tòa quảng trường này, hướng bên trong Thánh Đình Chúa Tể Cung bước đi, dọc trên đường đi những cung nữ cùng thị vệ kia nhìn thấy hắn đều lập tức quỳ xuống hành lễ, đối với hắn cung kính chí cực. Phong Phi Vân đem Long Lân Phượng Bì y mặc vào, thân thể chợt biến mất, sau đó đi theo. Thánh Đình Chúa Tể Cung rất là khổng lồ, có cường giả trấn giữ trong cung, rất nhiều địa phương đều bố trí trận pháp cùng cấm chế, tu vi của Chữ Gia Lâm tinh thâm, ở trong cung quẹo trái ngoặt phải, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tu vi của hắn quả nhiên lợi hại. Phong Phi Vân đứng ở trong một phiến cung đình, nơi này giống như một chỗ linh hoa phố viên, linh thạch đắp thành giả sơn, tiên tuyền hóa thành dòng suối nhỏ, trên đường nhỏ bằng bạch ngọc thạch có rất nhiều cung nữ trẻ đẹp đi qua. Các đó không xa trồng một gốc hạnh hoa thụ cổ xưa, ít nhất cũng phải sống trên vạn năm, thân cây tráng kiện, lá cây rậm rạp, gió thổi qua liền có một phiến hoa vũ màu hồng bay xuống, có rơi trên mặt đất, có rơi vào trong tiên tuyền theo nước chảy đi. Một cỗ hương phong từ trong linh hoa phố viên truyền tới, thích thú nói không ra lời. Cước bộ của Phong Phi Vân nhẹ nhàng chậm chậm, dọc theo tiên tuyền thủy lưu đi vào, đứng ở trong một rừng cây rậm rạp, xuyên qua phiến lá thấy một phiến cảnh đẹp trong ao ở nơi xa. Hoa lạp lạp, tiếng nước vang lên. Trong tiên chỉ bạch vụ đằng đằng, có một nữ tử cơ thể tuyết trắng đang tắm rửa trong ao, tóc đen ướt át, có dính vào da, có rủ xuống trong nước. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, lông mi dài đẹp, gáy ngọc tuyết trắng, song phong ngạo nhân mà bạo mãn, thân thể ẩn dưới nước kia càng thần bí không lường được. Đây là cảnh đẹp làm cho huyết mạch người ta bành trướng, quả thực giống như tiên tử đang tắm. Có thiếu nữ thanh xuân 24-25 tuổi đang đứng cạnh bên ao, lẳng lặng đứng yên, tay nâng y quan, một đôi ánh mắt sáng người hâm mộ nhìn chằm chằm vào nữ nhan trong ao, loại ngọc thể hoàn mỹ này ngay cả nữ tử đều khó có thể kháng cự. Linh cô nương, nhị thế tử đi đến chỗ tuyết thần quý phi. Một cung nữ mặc nguyệt bạch sắc hà bí, như kiểu là áo có khăn quàng vai, đi tới bên cạnh ao, hướng về phái nữ tử đang tắm rửa trong ao chắp tay xá một cái. Trong mắt vị cung nữ này mang theo thần sắc kính sợ, biết vị linh cô nương này không chỉ xinh đẹp động lòng người, hơn nữa tâm trí tuyệt đỉnh, ngay cả tuyết thần quý phi cùng thánh đình chúa tể rất nhiều lúc nghe theo lời nói của nàng, đây cũng là một vị nhân vật khó lường, vạn vạn lần không thể đắc tội. Vị linh cô nương kia như cũ lẳng lặng nằm ở trong tiên trì, đem từng luồng tiên quang hà khí hấp thu vào trong thể nội,
những tiên tuyển chi thủy này đều là từ Thái Vi nữ thần miếu đưa tới, bên trong bao hàm tín ngưỡng lực. Sau khi tiên quang hà khí bị nàng hấp thu vào trong thể nội liền tự động chuyển thành lực lượng của nàng, khiến nàng càng lúc càng thánh khiết động lòng người, mỗi một sợi tóc đều tách ra quang hoa trắng nõn, giống như là hóa thân thành một vị thần thánh. Vị cung nữ kia cho là Linh cô nương không nghe được lời của nàng, cho nên lại nói. Linh cô nương, nhị thế tử vừa đi tới chỗ của tuyết thần quý phi, chúa tể đại nhân để cho ta đi qua hỏi ngươi sách lược ứng đối. Linh cô nương trong tiên chỉ cuối cùng là đem tín ngưỡng lực từ trong nước đều hấp thu hết, trên khuôn mặt trắng noãn thanh thấu hiện lên dạng mây đỏ nhàn nhạt, chậm rãi mở hai mắt ra, từ từ mà nói. Nhị thế tử của thần thiên tước phủ, đây cũng là một vị nhân vật, lòng dạ thâm sâu, ít người có thể so sánh với hắn, người này có tài năng tiếp thế cho thần thiên tước gia. Phong Phi Vân đứng ở cách đó không xa, sau khi nhìn chằm chằm vào một đạo bóng dáng xinh đẹp kia trong bạch sắc yên vụ mặc xa la bạch y, mấy lần muốn xuất thủ nhưng cuối cùng cũng là nhịn được. Long Khương Linh a, Long Khương Linh, ngươi lại trốn vào Thánh Đỉnh Chúa Tể Cung. Tu vi hiện tại của Long Khương Linh tiến nhanh, đã đạt đến Niết Bàn Đệ Thất Trọng, càng trọng yếu hơn là tín ngưỡng lực trong cơ thể nàng rất là khổng lồ, cũng không biết đã đạt đến tình trạng nào. Nàng có thể nói là nhân thần đồng tu, lại có thân thể của nhân thể, lại có thần nguyên của thần tà. Đây chính là chỗ lợi hại của đạo tâm trùng thần. Phong Phi Vân cũng không có nắm chắc một kích đem nàng đánh bại, một khi không thể dùng một kích chấn áp nàng, khẳng định sẽ đem cường giả trong Thánh Đỉnh Chúa Tể Cung hấp dẫn tới, đến lúc đó thì phiền toái. Chỉ có thể đợi cơ hội rồi. Phong Phi Vân biết Long Khương Linh ở trên con đường chí sư đi được rất xa, linh giác dị thường cường đại, cho nên chỉ có thể đi ở phía sau nàng rất xa, nhìn nàng rốt cuộc muốn đi đến chỗ nào. Long Khương Linh lấy lụa trắng che mặt, trên người có tiên hà lượn lờ, tay ôm cổ cầm, băng lụa tung bay, từ từ hướng Tuyết Thần Điện đi tới. Tuyết Thần Điện chính là tẩm cung của Tuyết Thần Quý Phi, nơi này chỉ có Thánh Đình Chúa Tể cùng cung nữ của Tuyết Thần Điện mới có thể tiến vào, nhưng mà giờ phút này chữ Gia Lâm đang ở trong Tuyết Thần Điện, ngồi ở trước một cái thanh ngọc án thai, tự mình uống rượu. Tuyết Thần Quý Phi vốn là cao quý mỹ lệ lại liên tục vâng dạ đứng ở một bên hầu hạ, đối với chữ Gia Lâm cực kỳ kính sợ. Chữ Gia Lâm nhẹ nhàng vỗ vào chén rượu, một tay vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh của Tuyết Thần Quý Phi, cười nói. Ngày mai Thánh Đình Chúa Tể Cung sẽ phải đổi họ. Thân thể mềm mại của Tuyết Thần Quý Phi nhẹ nhàng run rẩy một chút, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, nàng biết thần thiên tước gia muốn xưng chúa tể rồi, mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này nhưng mà khi một ngày này đến như cũ vẫn làm cho người ta cảm thấy rất không cam lòng. Ngồi xuống, chữ Gia Lâm mặc dù rất thanh tú nhưng mà trong thanh âm lại mang theo vài phần uy nghiêm. Tuyết Thần Quý Phi không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, trong lòng mang theo khuất nhục chậm rãi ngồi ở trong ngực của chữ Gia Lâm, thân thể mềm mại mà ấm áp dán ở trên người của hắn, trong đôi mắt chảy ra từng giọt thanh lệ. Chữ Gia Lâm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, chóp mũi ở trên mái tóc nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, cười nói. Nữ tử xinh đẹp như ngươi gả cho kẻ bất lực như Thánh Đình Chúa Tể thật đúng là đáng tiếc, sau này ngươi hãy đi cùng ta. Không. Thái độ của Tuyết Thần Quý Phi trở nên cường ngạnh, ở trong ngực chữ Gia Lâm cố gắng giãy giụa, nói. Ta chính là Quý Phi của Thánh Đình Chúa Tể, cả đời chỉ phụng dưỡng Chúa Tể Đại Nhân. 3. Chữ Gia Lâm tát tới một cái đem Tuyết Thần Quý Phi tát bay ra ngoài, ngã lăn trên đất. Người cái đồ đê tiện này, người đều đã sớm phụng dưỡng ta rồi, còn cả đời chỉ phụng dưỡng loại Chúa Tể nhu nhược kia, thật là quá tức cười. Ô ô, lần đó. Là ngươi dùng sức mạnh, ngươi không phải là người. Tuyết Thần Quý Phi che lại khuôn mặt bị sưng lên, ngồi dưới đất, hoa y trên người rách nát, chật vật vô cùng. Thế nhân đều cho là ở trong Thánh Đình Chúa Tể Cung lăng nhục Tuyết Thần Quý Phi là Bát Thế Tử, lại không biết Bát Thế Tử chỉ là người chịu oan ức cho Nhị Thế Tử, hơn nữa cái oan ức này hắn còn không dám không cõng lấy. Bởi vì trong chúng Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ thì Nhị Thế Tử kiệt xuất nhất, lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn. Người hiểu rõ hắn đều rất e ngại hắn, Bát Thế Tử cũng không ngoại lệ. Người cả đời chỉ phụng dưỡng loại chúa tể nhu nhược kia phải không? Ta đây hiện tại liền đưa ngươi đi doanh địa của Thánh Đình Bảo Khố, để ngươi phụng dưỡng tất cả quân sĩ trong doanh địa, bị ngàn người cưỡi vạn người gối lên, tin tưởng bọn họ sẽ rất thích, một cái hàng hóa bị rách nát mà thôi, còn dám giả bộ thanh cao với ta. Chữ Gia Lâm hừ lạnh một tiếng. Van cầu ngươi, không nên, van xin ngươi,
không cần làm như vậy, ta không dám, không dám nghịch ý ngươi, ta phụng dưỡng ngươi, ta là đầy tớ của ngươi. Tuyết thần quý phi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ôm chân của chữ Gia Lâm thật chặt. Hiện tại mới biết được ngươi là nữ nô của ta, ngươi hẳn là sớm một chút có cái giác ngộ này. Chữ Gia Lâm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tuyết thần quý phi, trong mắt mang theo nụ cười mỉa mai, ở trong mắt của hắn coi như là nữ nhân của chúa tể cũng bất cô ra chỉ là một kiện đồ chơi. Muốn nàng sống, nàng liền sống, muốn nàng chết, chết, muốn nàng thị tẩm, nàng sẽ phải biết điều mà thị tẩm. Quý phi thì như thế nào, không phải như cũ chỉ là nữ nô quỳ ở dưới chân của chính mình sao? Nơi này chính là hậu cung của thánh đình chúa tể, nhị thế tử không cảm thấy mình đi nhầm chỗ sao? Một cái thanh âm xinh đẹp động lòng người từ bên ngoài Tuyết thần điện truyền đến, tựa như là tiếng trời dễ nghe. Sau khi Tuyết thần quý phi nghe được thanh âm này, trong mắt nhất thời dâng lên quang mang mừng rỡ. Chân mày của chữ Gia Lâm nhíu lại, đứng ở trung ương Tuyết thần điện sửa sang lại y quan. Nhìn chằm chằm ngoài cửa, cười nói. Các hạ thật cho là nơi này vẫn là hậu cung trọng địa của 3 vạn năm trước, những năm này người xông vào hậu cung sợ là còn thật không ít, dân gian lưu truyền một câu nói, thanh lâu kỹ phường đều đã đến, thánh đình hậu cung là thiên đường, nhân gian thiên đường như vậy, chỉ cần là thiếu niên nam nhi tự nhiên muốn xông vào một lần. Có một số lúc xông được, có một số lúc không xông được. Thái vi ôm đàn cổ, từ từ đi tới Tuyết thần điện. Trên người mang theo hương phong nhàn nhạt, tóc dài phiêu giật, da ngọc phát quang, mỹ lệ nói không ra lời. Con người của chữ Gia Lâm co rụt lại, hắn tự hỏi gặp qua không ít mỹ nữ, trong đó cũng không thiếu thiên chi kiêu nữ thanh thuần thánh khiết, nhưng mà những thiên chi kiêu nữ kia so sánh với vị nữ tử ở trước mắt này lại chênh lệch quá nhiều, đây quả thực không giống như nữ tử ở nhân gian, giống như là tiên tử từ trên trời bay xuống. Ngươi là ai? Chữ Gia Lâm chính là một nam nhân còn trẻ tuổi. Chỉ cần là một nam tử trẻ tuổi thì năng lực miễn dịch đối với nữ sắc đều rất thấp, nhưng đồng thời hắn lại là một người khôn khéo, cũng sẽ không bởi vì sự xinh đẹp của đối phương liền đánh mất chính mình. Hắn ở trên người của đối phương cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm, nữ tử tay ôm cổ cầm này rất khó lường, ánh mắt sắc bén tựa như kiếm, tuyệt đối không phải là nữ nhân có thể tùy ý giày xéo như Tuyết thần quý phi. Trên người Thái vi thần thần hà bao phủ, bạch ngọc làm cốt, thu thủy làm cơ, chậm rãi ngồi xuống. Đem cổ cầm đặt ở trước tấm thanh ngọc án đài, dùng ngón tay lau dây đàn, mỗi một cái động tác đều lộ ra vẻ hết sức yêu nhã, như thơ như họa. Chữ Gia Lâm càng phát giác ra được nữ tử này cao thâm mặc chắc, càng thêm kiêng kỵ không thôi, song trưởng đặt ở sau lưng, lòng bàn tay hiện lên một thanh tiểu đao nắm ở 2 ngón tay. Trước kia chưa bao giờ ở thánh đình chúa tể cung gặp qua ngươi, xem ra ngươi cũng bất quá chỉ là một kẻ xông vào. Chữ Gia Lâm tay niết tiểu đao. Biểu hiện rất thong dong. Ánh mắt của Thái Vi ngưng tụ nhìn cổ cầm trên án thai, chậm rãi mà nói. Chủ nhân của Thánh Đình Chúa Tể Cung họ Long, mà không phải họ chữ, mà ta vừa vặn liền là họ Long, làm sao ta liền thành kẻ xông vào được. Ngươi là người của Thánh Đình Long Gia. Chữ Gia Lâm có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Long Gia phàm là xuất hiện đệ tử ưu tú đều sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước, dĩ nhiên cũng có một phần bị nắm ở trong tay. Căn bản không thể nào có cá lọt lưới. Lúc này ngay cả Tuyết thần quý phi cũng rất kinh ngạc, cũng không biết nữ tử tự xưng là Linh Nhi này thế nhưng cũng là họ Long. Thái vi lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, êm tai mà nói. Thế lực của thần thiên tước phủ tuy lớn, tai mắt tuy rộng nhưng mà đệ tử của Long gia dù sao cũng quá nhiều, trải rộng thiên nam địa bắc, mặc dù bị thần thiên tước phủ giết chết không ít nhân tài có tiềm lực nhưng dù sao vẫn là có người chạy được, có trốn đi trung ương vương triều khác. Có nấp ở sơn dã mãng lâm, có người nhận giặc làm cha nhưng trên thực tế là dấu tài, những người này trải rộng thiên hạ, trong đó tự nhiên không thiếu người thiên tư thông minh, trưởng thành trong cừu hận, cuối cùng trở thành cường giả khó lường. Chỉ đợi có người vung tay hô lên, những người này dĩ nhiên là sẽ từ trong bóng tối đi ra, xây dựng vương triều bất hủ. Chữ Gia Lâm lỗi lạc mà đứng, trên trán mang theo thần sắc suy nghĩ sâu xa, chợt cười lên. Nguyên lai người chính là một trong những người Long gia đang âm thầm ẩn nấp. Thái vi chạm rãi nói. Tổ tiên của ta từng là thân thúc thúc của Thánh Đình Chúa Tể, bị thần thiên tước phủ đuổi giết mấy ngàn năm, cuối cùng chạy trốn đến biên giới vắng vẻ của một vương triều, rời xa phạm vi thế lực của thần thiên tước phủ, nghỉ ngơi lấy sức, đào tạo tinh anh nhân tài, tính toán đến. Ta cũng được tính là hậu nhân đích hệ của Thánh Đình Hoàng tộc.
Lúc này Tuyết Thần Quý Phi mới chính thức hiểu được lai lịch của nữ tử tên là Linh Nhi này, thế nhưng cũng là người trong Thánh Đình Hoàng tộc. Chữ Gia Lâm cười nói. Ngươi thật sự được coi là một vị thiên chi kiêu nữ của Long Gia, nhưng mà ngươi cũng quá không ẩn giấu được, lông cánh của ngươi còn chưa đầy đủ liền dám bại lộ thân phận, người giống như ngươi sẽ chỉ rơi vào kết quả chết sớm. Nếu như ta nói cho ngươi biết những thứ này, như vậy cũng là ý nghĩa hôm nay ngươi đã không thể đi ra tòa điện vũ này rồi. Thanh âm của Thái Vi rất bình thản, nhưng mà trong mơ hồ lại mang theo một cỗ khí thế bá đạo, giống như là một vị vương giả ngồi ở đó. Ống tay áo của chữ Gia Lâm vung lên, trên cánh tay tràn ra một phiến bạch sắc quang hao, phi đao rời tay bay ra, hóa thành một đạo quang hồ xinh đẹp chém ra ngoài. Một thanh phi đao này cũng không phải là vật phẩm, đao khí hết sức sắc bén, hẳn là do thiên tủy binh đảm ngưng luyện mà thành, có thể nói không gì không phá. Đương! Ngón tay của Thái Vi đặt ở trên dây đàn, phát ra một tiếng cầm thanh chói tai, một phiến thanh sắc hà quang đem nàng bao phủ, chặn lại phi đao ở bên ngoài hà quang. Chữ Gia Lâm đem một đạo quang hào đánh vào trong phi đao, quang mang phi đao chợt trở nên càng thêm sáng chói, đao ảnh biến thành dài hơn 3 thước, giống như một thanh thiên nhận khai thiên chém xuống. Đinh đinh! Ngón tay của Thái Vi nhanh chóng gảy lên dây đàn, tiếng đàn hóa thành từng đạo thần binh chiến lô, hư ảnh của thiên binh thiên tướng giống như là một phiến cổ chiến trường, đầy trời đều là tiếng chém giết. Tu vi của chữ Gia Lâm cực kỳ cao, ngón trỏ cùng ngón giữa tạo thành ấn quyết, điều động phi đao hướng tứ phương chém giết, ngăn cản chiến binh do âm luật ngưng tụ thành. Nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện ra, mặc dù phi đao chặn lại được những âm luật chiến kia nhưng mà ma tính vốn có của bản thân tiếng đàn lại rất khó ngăn cản, đang không ngừng ảnh hưởng đến tâm thần của hắn, khiến cho động tác của hắn trở nên càng lúc càng chậm chạp. Chiến thần biến. Chữ Gia Lâm kêu to một tiếng, sau lưng hiện lên một tôn chiến thần hư ảnh cao gần 7 thước, hào hùng khí thế, quang hoa chiến giáp ở trên người bắn ra 4 phía. Đây là một trong những tuyệt học thần thông của thần thiên tước phủ. Chỉ có thần thiên tước gia của mỗi thời đại mới có thể tu luyện, nếu chữ Gia Lâm đã tu luyện môn thần thông này, như vậy nói rõ hắn đã được bổ nhiệm thành người thừa kế của thần thiên tước gia. Ánh mắt của Thái Vi ngưng tụ, mi tâm tự động bay ra một đoàn hỏa diễm nhàn nhạt, sau đó ngưng tụ ra một tôn thần tượng thanh lệ hiểu điệu. Đạo tâm chủng thần, thần chủng phệ tiên. Một tôn Thái Vi nữ thần tượng thánh thần ngạo nghễ, thần quang bắn ra 4 phía, chân đạp một phiến tường vân, trên đầu là một mảnh thanh thiên. Bàn tay áp xuống đem chiến thần hư ảnh băng diệt. Chữ Gia Lâm đột nhiên lui về phía sau, ôm lấy đau đớn muốn nứt nơi ngực, trong mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Ngươi là thần tà. Ngươi thì như thế nào, thần tà thì như thế nào, dù sao hôm nay cũng là ngày chết của ngươi. Thái Vi hết sức cường thế bá đạo, trên đầu ngón tay ngọc mảnh khảnh bay ra một cái long ảnh, phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp, dương nanh múa vuốt bay ra ngoài. Thật là chuyện cười. Bản thế tử chính là người thừa kế tương lai của thần thiên tước phủ, há lại ngươi có thể chu diệt. Vẻ mặt của chữ Gia Lâm nghiêm nghị, hai tay kết xuất một đạo ấn ký kỳ dị, trong đan điền bay ra một đạo khí lưu, tạo thành một phiến lốc xoáy. Một cỗ lực lượng khổng lồ đản sinh trong Tuyết Thần Điện, đem một đầu long khí kia đánh nát, hướng 4 phía lan tràn ra. Một cỗ lực lượng kia áp bách đến Tuyết Thần Quý Phi cùng Thái Vi không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt của hai người đều biến hóa kịch liệt. Thật sự là quá kinh khủng, cỗ lực lượng này căn bản là không thuộc về chữ Gia Lâm, mà là đến từ một vị tồn tại kinh khủng. Phong Phi Vân đứng ở trên đỉnh Tuyết Thần Điện cũng cảm giác được lực lượng cuồng bạo ở phía dưới phát ra, đây là một cỗ lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố, quả thực làm cho lòng người run rẩy. Thần Thiên Tước gia thật đúng là thương yêu chữ Gia Lâm, thế nhưng đem một luồng khí tức bán thánh của mình lưu ở trong cơ thể của chữ Gia Lâm. Đây là một luồng khí của bán thánh. Thuộc về thần thiên tước gia, cùng thần thiên tước gia đồng bổn đồng nguyên. Một luồng khí này ngưng tụ thành thân thể của thần thiên tước gia, biến thành một tôn hư ảnh uy nghiêm, thẳng tắp đứng ở trong Tuyết Thần Điện, ánh mắt bế nghễ, mắt nhìn xuống vạn vật thương sinh. Đây là uy thế của bán thánh, quả thực không cách nào ngăn cản, chữ Gia Lâm cùng Tuyết Thần Quý Phi căn bản không chịu nổi uy thế của cỗ khí tức bán thánh này, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, giống như là quỳ lạy thiên thần. Thái Vi cũng đã biến sắc. Nhưng mà trong cơ thể nàng tu luyện có Long Hoàng chi khí, tự nhiên có một cỗ ngạo khí khiến nàng sẽ không quỳ xuống trước bất cứ người nào, như cũng ngạo nghễ mà nói. Một luồng khí của thần thiên tước ra, bản thân ta là tính sai một lần này rồi.
Một đạo nhân ảnh này mặc dù vẻn vẹn chỉ là một luồng khí của thần thiên tước gia, nhưng mà lại cùng thần thiên tước gia hòa cùng một thể. Một đạo khí này cảm giác được thứ nào thì bản tôn thần thiên tước gia cũng có thể cảm giác được thứ đó. Nói cách khác, lúc này thần thiên tước gia đã biết đến tồn tại của Thái Vi, sắc mặt Thái Vi có thể nào không thay đổi. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, có một số lúc chính là như vậy, một khi đi sai một bước coi như là thua cả bàn cờ, sẽ bị đánh tới tình cảnh vạn kiếp bất phục. Người đã rất không sai rồi, có thể ở trong thánh đình chúa tể cung ấp nấp lâu như vậy cũng không bị người của thần thiên tước phủ phát hiện, đây không phải là bản lĩnh mà người bình thường có thể có được. Hư ảnh của thần thiên tước gia đang không ngừng trở nên chân thật, cuối cùng biến thành thật thể, quả thực không có chút khác với chân thân. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thái Vi nói, mặc dù thần thiên tước gia chỉ là một luồng khí nhưng mà như cũ lại khí phách vô song, vững vàng nằm trong tay cục thế cả tuyết thần cung, không ai có thể so được với hắn, đây là một loại uy nghiêm hàng năm thân ở địa vị cao mới có, người bình thường căn bản không học được. Thần thiên tước gia nói, cái này không thể trách ngươi quá yếu, chỉ có thể nói ta quá mạnh mẽ, ta không cho ngươi thời gian đi trưởng thành cùng bố cục, ngày mai ta liền muốn đăng lâm thánh đỉnh chúa tể cung trở thành chủ nhân mới của nơi này, mà ngươi chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm, ngươi muốn giết chết chữ Gia Lâm để rời đi lực chú ý của ta, khiến cho ta kéo dài thời gian trở thành chúa tể, do đó vì mình mà tranh thủ thời gian, đáng tiếc. Ngươi thất bại. Thần thiên tước gia liếc thấy suy nghĩ trong lòng của Thái Vi. Trong lời nói lộ ra một cỗ tự tin tuyệt đối, lời nói hùng hổ dọa người, người bình thường nghe được lời của hắn khẳng định đã tâm thần mất tự chủ, vạn niệm đều hóa thành cho tàn, căn bản không sinh ra lòng phản kháng. Giờ phút này Phong Phi Vân cũng trở nên khẩn trương, người nào cũng không ngờ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy, thần thiên tước gia thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, cái này nhưng làm sao bây giờ? Nếu như Thái Vi bị hắn chấn sát, như vậy chẳng phải cũng phá hủy thân thể của Hồng Nhân? Người bất quá chỉ là một luồng khí mà thôi, ta không tin ta ngay cả một luồng khí cũng không chém được. Thái Vi hết sức ngạo nghễ, mí mâu phát ra hàn quang, 10 ngón tay đặt ở trên dây đàn, trong thể thể lao ra hàng nghìn hàng vạn kim sắc long khí, cho dù đối mặt với bán thánh hư thân cũng không có chút úy kỵ nào. Thần thiên tước ra cười mỉa mai. Ta là vô địch, cho dù một luồng khí cũng có thể dễ dàng chém ngươi. Oanh! Thánh uy trên người thần thiên tước ra hiển hách. Ánh mắt sắc bén, bàn chân có nghìn vạn quy tắc ngưng tụ, một bước bước về phía trước nhất thời đem Thái Vi đứng ở hơn 10 trượng đẩy lui một bước. Hắn lại bước ra một bước, Thái Vi lần nữa lui về phía sau. Đây căn bản không phải là cùng một cái cấp bậc, cho dù trên người Thái Vi có hương hỏa chi lực cùng tín ngưỡng chi lực của chúng sinh nhưng mà như cũ không chịu nổi uy áp của bán thánh, thần nguyên đều nhanh chóng bị chấn diệt. Loại phản nghịch không biết tốt xấu. Đó đâu cần đến thần thiên tước gia lão nhân ra tự thân xuất thủ, bổ thiên các Phong Phi Vân đến chém nàng. Phong Phi Vân mang theo thiên tủy binh đảm từ bên ngoài tuyết thần điện bay vào, tốc độ nhanh như một đạo ánh sáng, thiên tủy binh đảm hóa thành một thanh bạch sắc trường thương, một thương hướng ngực của Thái Vi đâm tới. Thần thiên tước gia nhất thời dừng bước, lại không tiếp tục ra tay. Chữ Gia Lâm đối với Phong Phi Vân có chút ấn tượng, nói. Phong huynh, tu vi của nàng này không thấp. Ngươi cũng nên cẩn thận. Một tên phản nghịch mà thôi, không đủ gây sợ, bổ thiên các chúng ta vì thần thiên tước gia phân ưu, nếu ngay cả một tên phản nghịch cũng không giết được, vậy chúng ta còn dùng để làm gì? Ánh mắt của Phong Phi Vân rét lạnh, xuất thủ tàn nhẫn, trường thương giống như là biến thành tia chớp, có mấy lần đều thiếu chút nữa đem thân thể của Thái Vi đâm thủng. Thần thiên tước gia đứng ở trung ương tuyết thần điện. Mặc dù đó là từ một luồng khí tụ tập mà thành nhưng mà lại giống như chân thân đứng ở chỗ này, vẻ mặt mang theo mấy phần tán thưởng, cảm thấy tính tình của Phong Phi Vân rất phù hợp với yêu cầu của Bổ Thiên Các. Chính là phải bá đạo như vậy. Ta không được thì còn ai được. Động tĩnh của Tuyết Thần Điện đã sớm kinh động đến cả Thánh Đỉnh Chúa Tể Cung, ngoài điện truyền tới vô số tiếng xé gió, có rất nhiều thị vệ cùng khách khanh trưởng lão đuổi tới, có người xông vào hậu cung, tiến đến chân áp kẻ xông vào. Nhưng mà sau khi những người này thấy thần thiên tước gia ở trong điện, cả đám đều là sắc mặt đại biến, tự giác lui ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa, trong lòng âm thầm may mắn còn chưa trực tiếp xuất thủ, nếu như oanh ở trên người thần thiên tước gia vậy thì xong đời rồi. Oanh long long. Trong tuyết thần điện chiến ảnh xuyên qua, âm ba đan sen, trường thương phá không, đem vách tường của điện vũ đều bắn ra từng cái lỗ thủng khổng lồ. Phong Phi Vân tự nhiên không thật sự muốn giết Thái Vi. Đây chỉ là chuyện có chút bất đắc dĩ.
phải biết rằng một đạo hư ảnh của thần thiên tước gia đang đứng ở chỗ này, nếu như hắn không ra tay, như vậy Thái Vi nhất định sẽ bị hư ảnh của thần thiên tước gia đánh cho thần hình đều diệt, như vậy Phong Phi Vân muốn để cho Hồng Nhan trọng sinh liền là chuyện không thể. Dĩ nhiên Phong Phi Vân cũng có thể sử dụng bán thánh lệnh phù trên người đem đạo hư ảnh này của thần thiên tước gia đánh chết, đem Thái Vi trấn áp, sau đó đem nàng mang đi. Nhưng mà hắn thật có thể chạy ra thánh đình sao? Hiện tại bản tôn của thần thiên tước gia đang ở thánh đình, một đạo hư ảnh của hắn bị giết chết, trong nháy mắt liền có thể cảm giác được, lấy tu vi cấp bậc bán thánh của hắn muốn ở thánh đình giết chết Phong Phi Vân quả thực là dễ dàng như bóp chết một con kiến. Chuyện ngu xuẩn như thế Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không làm. Cho nên hắn liền chỉ có thể bí quá hóa liều, chủ động thỉnh chiến, tự mình ra tay, chung quy so sánh với thần thiên tước gia xuất thủ thì càng có chừng mực hơn. Phong Phi Vân, ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Mí mâu của Thái Vi lạnh lẽo, mũi quỳnh trong suốt, 10 ngón tay ở trên dây đàn nhanh chóng đánh ra, đầu ngón tay điểm ở trên dây đàn hóa thành một đạo lôi điện chém tới, có lôi điện biến thành chiến ảnh, tay cầm chiến thương, người mặc lôi giáp, dữ tợn mà lãnh lệ. Phong Phi Vân mang theo trường thương, ánh mắt kiên định, đem từng đạo lôi điện bổ ra, hướng Thái Vi giết tới, những âm ba lôi điện kia căn bản không ngăn được hắn. Ân oán giữa chúng ta sớm nên chấm dứt, hôm nay chính là thời điểm ngươi thân tử đạo tiêu. Vậy thì phải nhìn vào bản lĩnh của ngươi rồi. Phong Phi Vân cường thế vô cùng, giết đến phụ cận của Thái Vi, trường thương đem dây đàn đâm nứt, cổ cầm cũng bị chọc bay ra ngoài, chấn vỡ thành mảnh vụn, đầu thương ở trên tay ngọc của Thái Vi lướt qua lưu lại một đạo vết máu, xé rách một ống tay áo của nàng, giống như cánh bướm bay xuống mặt đất. Thật mạnh! Trong lòng Thái Vi ngẩn ra, vốn tưởng rằng đạt tới Niết Bàn đệ thất trọng, lại có tín ngưỡng chi lực gia thân đã có thể dễ dàng thắng được Phong Phi Vân, nhưng mà lại không nghĩ đến một tên bán yêu lại có thể tu luyện tới trình độ này, quả thực nghe rợn cả người. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến Niết Bàn đệ bát trọng trong truyền thuyết? Không, coi như là Niết Bàn đệ bát trọng cũng không mạnh như vậy. Đạo tâm trùng thần. Trái tim của Thái Vi lóe lên, trên ngực phát ra tiên mang mờ mịt. Một khỏa trái tim thần trùng từ trong thân thể nàng bay ra, mang theo hơn ngàn đạo kim sắc long khí hướng Phong Phi Vân oanh tới. Kim tàm Phật vực. Trong thân thể Phong Phi Vân lao ra Phật mang vạn trượng, vô số phạm âm ở trong thân thể hắn vang lên, có 10 vạn kim tàm vờn quanh thân thể của hắn, điên cuồng xoay tròn, hướng Thái Vi đụng tới. Oanh long long. Thần trùng cùng kim tàm va chạm, bạch sắc cùng kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, đem đỉnh của Tuyết Thần Điện đều đánh cho tung bay. Có quang hoa xông lên tận trời. Trung ương của Tuyết Thần Điện, trong miệng của thần thiên tước gia phát ra một tiếng kêu khẽ, khẽ hướng Phong Phi Vân liếc mắt một cái, tự nhủ. Kim tàm Phật khí. Chữ Gia Lâm chú ý tới vẻ mặt kinh dị của thần thiên tước gia, chuyện có thể khiến cho tước gia động dung tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, nhẹ giọng dò hỏi. Tước gia, chẳng lẽ kim tàm Phật khí có lai lịch lớn gì? Sắc mặt của thần thiên tước gia nghiêm nghị, gặp chuyện không sợ hãi. Trầm tư hồi lâu, gật đầu nói. Đích xác có quan hệ tới một vị cao nhân, lai lịch của người nọ thật lớn, người tốt nhất là không nên hỏi nhiều, đối với người không có chỗ tốt, người tựa hồ có quen biết với hắn, có biết hắn có lai lịch gì hay không? Sắc mặt của chữ Gia Lâm hơi biến đổi, ngay cả thần thiên tước gia cũng nói là một vị cao nhân, vậy là cao tới trình độ nào? Nhất định là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố, nhân vật bậc này còn không phải là hắn có thể tùy ý hỏi thăm. Ổn định lại tâm thần, chữ Gia Lâm mới nói. Ta từng ở các lão thiên cung gặp qua hắn một lần, chỉ bắt hắn là vị hôn phu của một vị quận chúa Diệp Hồng Cảnh, những chuyện khác ta cũng không phải rất rõ ràng, tước gia nếu như hoài nghi về thân phận hắn, ta sẽ đi tra xét ngay bây giờ. Không cần, Lâm các lão làm việc, bản tước rất yên tâm. Thần thiên tước gia không nói thêm gì nữa, tựa như một tôn thần tượng đứng ở chỗ này, hai tay chắp sau lưng giống như là đứng ở trên 9 tầng mây. Không nhúc nhích, tràn đầy thần thánh mà uy nghiêm. Oanh! Phong Phi Vân một trưởng đem một cây ngọc trụ bắn vỡ, từng khối ngọc văng ra xung quanh. Thái Vi đem thần hồn tế ra, tụ tập tín ngưỡng chi lực của chúng sinh, ngọc quyền cùng trưởng ấn của Phong Phi Vân đụng vào Na Hu, nhưng mà ở trên lực lượng lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Phong Phi Vân. Tu vi của Thái Vi mặc dù cường đại nhưng cuối cùng là không bằng Phong Phi Vân, bị Phong Phi Vân đánh ra bát quái đạo ấn chấn áp. Quang hoa của bát quái đạo ấn chói mắt, phía trên lưu động hai loại hắc bạch quang mang, tản mát ra lực lượng hào hùng, phân cách âm dương, đổi trắng thay đen,
đây là một kiện cổ chiến binh, từng giết qua vô số cường giả, có rất nhiều quỷ hồn ở trong hắc bạch song sắc quang mang kêu khóc. Thái Vi bị áp ở dưới bát quái đạo ấn tựa như có núi cao vạn trượng áp ở trên thân thể, như cũng bất khuất không thôi, cánh tay ngọc mảnh khảnh giống như là đạo ấn oanh kích, nhưng mà lại bị một đạo hắc bạch tinh mang phách trở lại, cuối cùng trấn áp đến không cách nào nhúc nhích. Mỹ mâu của nàng như có nước, trầm giọng nói. Phong Phi Vân, nếu ngươi dám giết ta, đứng trách ta cùng với thần nguyên của Thái Vi nữ thần cùng nhau hủy diệt. Phong Phi Vân căn bản là không để ý tới nàng, tay cầm trường thương, ánh mắt lạnh lùng, nói. Nếu như ngươi dám làm như thế, ta đảm bảo ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt của Phong Phi Vân vô cùng lạnh lẽo, nhìn đến tâm Thái Vi đều run lên. Phong Phi Vân thu hồi lại trường thương, hai tay ôm quyền, ánh mắt kiên nghị, hướng về hư ảnh của thần thiên tước ra xá một cái, nói. Thuộc hạ cùng phản nghịch này có thù không đội trời chung, thỉnh cầu tước ra đem nàng giao cho thuộc hạ xử trí. Lúc này rất nhiều thị vệ cùng khách khanh trưởng lão trấn giữ chúa tể cung đều đã tiến vào tuyết thần điện, cung kính quỳ sát ở trước người thần thiên tước ra, trong đó tự nhiên có cường giả của thánh đình nhất phẩm thiên, còn có một ít nhân vật cấp bậc binh trưởng. Rất nhiều người đều cảm thấy thiếu niên trước mắt này thật sự rất ngông cuồng kiêu ngạo, ở trước mặt thần thiên tước ra lại dám không quỳ xuống. Nhưng mà mọi người nhìn thấy thần thiên tước ra cũng không nói gì, tự nhiên bọn họ cũng không ai dám nói nhiều, dù sao không người nào muốn đắc tội với người của Bổ Thiên Các. Thần thiên tước ra giờ phút này đã ngồi ở trên một cái giường ngọc, uy vũ bất phàm, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vào bát quái đạo ấn huyền phù ở trên đỉnh đầu Thái Vi, nói. Đây là chiến binh bát quái đạo ấn của Chuyển Luân Vương, chính là một trong sát phạt chiến khí mà âm gian giới đều biết, là thập ngũ phẩm linh khí, ngươi như thế nào mà lấy được. Thập ngũ phẩm linh khí, đây cũng là vô thượng chiến binh, có thể trở thành trấn giáo thần binh của một phương động thiên, truyền thừa trăm vạn năm mà không hủy. Bảo vật cấp bậc bực này thế nhưng rơi vào trong tay một vị thiếu niên. Phong Phi Vân nói, 10 ngày trước, Chuyển Luân Vương xuất lĩnh tà nhân công kích thánh đình. Bị thuộc hạ chém giết, lấy đi chiến binh của hắn. Oanh! Lời nói của Phong Phi Vân đem tới đại oanh động. Trận chiến 10 ngày trước, ngũ đại vương giả của âm gian giới công kích thánh đình, thiếu chút nữa đã đem thánh đình công hãm, thánh đình chiến đấu hết sức biệt khuất, bị vây ở trung đình tinh, nhận hết sỉ nhục của tà nhân âm gian giới, nhưng mà ai cũng không ngờ tới ở trong trận chiến ấy một vị vương giả của âm gian giới bị đánh chết. Bị một thiếu niên chém giết. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, một khi truyền đi sẽ khiến sĩ khí đại tăng, đối với âm gian giới mà nói tuyệt đối là một cái đả kích hung hăng. Tốt, không hổ là nhân tài của Bổ Thiên Các chính là người mà bản tước tín nhiệm nhất, là kiếm trong tay của bản tước, là giáp trên người, người không để cho bản tước thất vọng. Thần thiên tước ra cao giọng cười to, trong mắt đều là thần sắc tán thưởng, nói. Thưởng cho ta, trọng trọng thưởng, người muốn ban thưởng cái gì thì cứ mở miệng. Hôm nay bản tước toàn bộ đều đáp ứng ngươi. Tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, người có thể được thần thiên tước ra thưởng thức như vậy còn không được mấy người, có thể tưởng tượng sau tối nay một viên tân tinh của đệ lục trung ương vương triều sắp sửa quật khởi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả mọi người tại chỗ đang suy tư tiếp theo nên nịnh bợ Phong Phi Vân như thế nào, đây nhưng là tân tú tương lai của đệ lục trung ương vương triều, tiền đồ không thể hạn lượng. Tuyết thần quý phi bị áp giải một bên lại là mặt đầy cho tàn, biết hết thảy giấy dụa đều là phí công, thần thiên tước ra quá cường đại, căn bản không người nào có thể là đối thủ của hắn, mặc dù chỉ là một gã chiến tướng ở dưới trướng của hắn cũng đã đáng sợ như thế, còn là địch của hắn như thế nào được. Phong Phi Vân ở trên người thần thiên tước ra cảm giác được một cỗ lực lượng áp bách, đây là lực lượng áp bách mà bán thánh ở trong lúc vô tình để lộ ra, có rất ít người có thể đối phó được. Nhưng mà hắn như cũ vẫn duy trì sắc mặt thong dong, nói. Thuộc hạ vì tước gia mà chiến, vì thánh đình mà chiến, không cần bất kỳ ban thưởng gì, thuộc hạ chỉ có một thỉnh cầu tước gia có thể đem nữ nhân phản tặc kia giao cho thuộc hạ xử trí. Lý do. Thần thiên tước gia thanh âm uy nghiêm. Phong Phi Vân nói. Nữ nhân phản nghịch kia đoạt xá thân thể nữ tử mà thuộc hạ thương yêu nhất, thuộc hạ muốn diệt sát linh hồn của nữ nhân phản nghịch này. Hồi sinh nữ tử yêu mến, thỉnh tước gia thành toàn. Lời nói của Phong Phi Vân không tính là thật, cũng không coi là giả, cho dù thần thiên tước gia là tồn tại cấp bậc bán thánh cũng khẳng định không cách nào phân biệt được thật giả trong lời nói của hắn. Nam nhi chí ở thiên hạ, nữ nhi tình trường chỉ khiến anh hùng thoái chí.
Thần Thiên Tước Gia nói. Giờ phút này chỉ cần là người sáng mắt cũng có thể thấy được Thần Thiên Tước Gia đối với nữ nhân phản nghịch này có ý quyết phải giết, nếu như Phong Phi Vân còn dám không biết tốt xấu đi làm chuyện trái với Thần Thiên Tước Gia, sợ rằng hôm nay cũng không có kết quả tốt. Lúc này ngay cả chữ Gia Lâm cũng không dám nhiều lời, biết được tính cách của Thần Thiên Tước Gia, một khi hắn đã quyết định một chuyện, như vậy liền tuyệt đối không người nào có thể thay đổi được. Dĩ nhiên cũng có một số người đang nhìn có chút hả hê, hy vọng Phong Phi Vân cùng Thần Thiên Tước Gia trái ý nhau, như vậy người làm náo động này nhất định phải chết. Thái độ của Phong Phi Vân rất cường ngạnh, nói. Thuộc hạ chỉ cầu cứu về nữ tử yêu thương, nếu như ngay cả cũng làm không được thì lấy gì làm nam nhi, hôm nay cho dù thuộc hạ có ở trên đại điện máu tươi bắn ra nắm bước cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng. Không khí trong cả đại điện đều hơi cứng lại. Tất cả người trong đại điện ngay cả thở mạnh đều không dám. Thần Thiên Tước Gia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, mắt hổ trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, những người trừ Phong Phi Vân va chạm đến ánh mắt của hắn đều cúi đầu xuống, thân thể hơi hơi run rẩy. Thần Thiên Tước Gia muốn nổi giận rồi. Thần Thiên Tước Gia muốn nổi giận rồi. Phong Phi Vân như cũng nhìn thẳng vào hắn, trong ánh mắt trừ kiên định vẫn là kiên định, căn bản không có nửa phần lùi bước. Tốt. Không hổ là người có thể đem Kim Tàm Kinh tu luyện tới trình độ này, quả nhiên là một thân chính khí, cương trực công chính, bổ thiên các cần chính là người như ngươi, người mà Lâm Các lão nhìn chúng quả nhiên không để cho ta thất vọng, thệ sư quốc hiên ngày mai, ngươi cũng nhập tịch đi. Thần Thiên Tước nói. Phong Phi Vân nói. Như vậy nữ tử phản tặc này. Nàng là con mồi mà ngươi bắt được, dĩ nhiên là giao cho ngươi xử trí, ta đã nói hôm nay phải hảo hảo tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi muốn bất luận ban thưởng gì, bổn tước hôm nay đều sẽ đáp ứng ngươi, bất quá phải nhắc nhở ngươi một câu, người trẻ tuổi đối với địch nhân nhưng ngàn vạn lần đừng nhân từ nương tay, đặc biệt là địch nhân này còn là một nữ nhân xinh đẹp thì càng thêm không thể lơ là. Thần Thiên Tước Gia nói xong lời này, thân thể liền hóa thành một luồng khí bay ra Tuyết Thần Cung, tiêu tán ở trong không khí. Sau khi hư ảnh của Thần Thiên Tước Gia rời đi, không khí của Tuyết Thần Cung mới dần dần hòa hoãn lại. Khí tràng của Thần Thiên Tước Gia thật sự quá lớn, tất cả mọi người đều là chảy đầy mồ hôi lạnh, không ngừng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Áp lực mới vừa rồi thừa nhận thiếu chút nữa đã đem người có tu vi hơi yếu một chút ép đến hỏng mất, hoàn hảo là gắng gượng qua được. Bọn họ không khỏi có chút âm thầm bội phục Phong Phi Vân, liền ở trong khí tràng của Thần Thiên Tước Gia lại vẫn có thể cường ngạnh như thế, người này quả thực khó lường, tương lai nhất định là nhân trung long phượng, khó trách Thần Thiên Tước Gia coi trọng hắn như vậy. Thần Thiên Tước Gia thế nhưng biết ta tu luyện là Kim Tàm Kinh, xem ra lần này hắn bỏ qua cho ta thì cùng với Phật Tàm Tử tiền bối có quan hệ rất lớn, bằng không lấy kiêu hùng như Thần Thiên Tước Gia làm sao có thể ở trước mặt một cái tiểu bối làm ra nhượng bộ. Trong lòng Phong Phi Vân cũng hô to một tiếng nguy hiểm thật, nếu như mình lúc trước không sử dụng Kim Tàm Phật khí, sau đó cùng Thần Thiên Tước Gia đối mặt, nói không chừng giờ phút này đã máu tươi năm bước rồi. Thần Thiên Tước Gia này thật sự là bá đạo. Coi như là một kiêu hùng chân chính. Tóm lại còn là tu vi của ta không đủ mạnh, nếu như có thể xông phá được vũ hóa cảnh, ta liền có thể đánh mở phượng hoàng linh hồn trong đầu, tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó coi như là đối mặt với bán thánh cũng có cơ hội chạy trối chết mà không đến nỗi bị động giống như hiện tại. Vũ hóa cảnh chính là lạch trời của bán yêu, từ xưa tới nay đều không có bán yêu có thể xông phá cái nguyền rủa này, đây là một cái khiêu chiến thật lớn. So với Niết Bàn Đệ Cửu Trọng còn phải lớn hơn nhiều lắm. Có thể xông phá Niết Bàn Đệ Cửu Trọng là bởi vì trong thanh đồng cổ thuyền chiếm được cốt cùng huyết của Phượng Hoàng Thánh Linh, cộng thêm chính mình có chút vận khí, nhưng mà đột phá vũ hóa cảnh thì sao, chẳng lẽ thật phải luyện hóa đan điền của mình, đi lên một con đường mà tiền nhân còn chưa từng đi qua. Phong Phi Vân lâm vào trầm tư. Chữ Gia Lâm mỉm cười hướng Phong Phi Vân đi qua, trên người mang theo khí tức thư sinh, hết sức hiền hòa, cười nói. Không nghĩ đến Phong huynh không chỉ có thành tựu cao thâm trên tầm bảo thuật, thậm chí ngay cả tu vi cũng cường đại như thế, thật là khiến cho Gia Lâm cam bái hạ Phong. Hắn lại thấp giọng nói. Chẳng lẽ Phong huynh đã đạt đến Niết Bàn Đệ Bát Trọng trong truyền thuyết? Nhị thế tử khen sai rồi, Phong Phi Vân chẳng qua là bán yêu chi thân, coi như là tu vi cao tới đâu cũng không thể trở thành chí cường. Phong Phi Vân tựa như đáp mà không đáp. Vì trấn áp Thái Vi. Hôm nay hắn đã đủ cao điệu, sau tối nay nhất định sẽ khiến cho rất nhiều thế lực coi trọng, trở thành tiêu điểm, đối với hắn mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.
nhưng mà nếu như hắn lại tiếp tục cao điệu, nói cho mọi người biết hắn đã đột phá niết bàn đệ cửu trọng, liền khẳng định sẽ chọc đến một số người cố kỵ, nói không chừng sẽ có người đem hắn mạt sát từ trong trứng nước, đây chính là đạo lý vật cực tất phản. Tối nay Phong Phi Vân vô luận là giao thủ với đệ nhất thiên tài Bạch Duyệt của Thánh Đình nhất phẩm thiên hay là với Thái Vi, kỳ thật thì đều muốn áp chế tu vi ở niết bàn đệ bát trọng, căn bản không dám dễ dàng sử dụng lực lượng niết bàn đệ cửu trọng. Cường nhân của Thánh Đình thật sự quá nhiều, một khi sử dụng lực lượng niết bàn đệ cửu trọng nhất định sẽ bị một số lão quái vật nhận ra được, đối với Phong Phi Vân mà nói là chuyện xấu cực lớn. Nhị thế tử này lòng dạ thâm sâu, Phong Phi Vân cũng không muốn đem lá bài tẩy của mình đều bộc lộ ra, bằng không tương lai cùng người này đối địch nhất định sẽ rơi xuống hạ phong. Làm người làm việc đều phải học được lưu lại một chút. Trong mắt chữ Gia Lâm hiện lên một tia dị sắc, nghĩ đến Phong Phi Vân đích xác là một tên bán yêu, đề phòng cùng cố kỵ đối với hắn nhất thời ít đi vài phần. Bán yêu cho dù đạt đến niết bàn đệ bát trọng thì như thế nào, đây là một đám sinh vật nhất định không trở thành cường giả được. Căn bản không cần quá quan tâm đến hắn. Tước gia thưởng thức hắn đoán chừng cũng là bởi vì vị cao nhân kia đồng dạng tu luyện kim tàm kinh, nếu không cũng không mượn hơi một cái bán yêu như thế. Chữ Gia Lâm tự nhiên sẽ không đem những thứ này đều hiện lên trên mặt, cười nói. Phong huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình, lấy tu vi hiện tại của Phong huynh cũng đã đủ bước vào hàng ngũ cường giả, được nghìn vạn người sùng kính. Hai người lại là hàn huyên một phen. Lúc này chữ Gia Lâm mới rời đi. Lúc này lại có một số tu sĩ đi đến nịnh bợ Phong Phi Vân, bọn họ đều nhìn ra được thưởng thức của thần thiên tước gia đối với Phong Phi Vân, đây nhưng là một vị tân tinh tương lai, chỉ cần là chuyện chém giết chuyển luân vương cũng đủ để cho hắn danh chấn thiên hạ. Loại nhân tài trẻ tuổi này tự nhiên là cần phải nịnh bợ nhiều hơn. Sau khi Phong Phi Vân đem những người này đều ứng phó, mấy lần nữa đem ánh mắt ngừng lại ở trên người Thái Vi. Ai cũng không lường được đêm khuya hôm nay sẽ có nhiều chuyện như vậy, căn bản không được Phong Phi Vân khống chế, bởi vì Thái Vi xuất hiện để cho thần thiên tước gia trở nên cảnh giác, đối với Thánh Đình tiến hành một lần dọn dẹp thảm thiết, phàm là người có lòng phản nghịch đều bị giết chết. Dĩ nhiên trong đó cũng có không ít người chết uổng, nhưng mà cái này lại tính là cái gì? Thà rằng giết lầm một vạn chứ không thể bỏ qua một người. Tràng phong ba này phát sinh ở trước thệ sư quốc yến cho đến sau nửa đêm mới trở lại bình thường, Thánh Đình chúa tể cùng Tuyết Thần quý phi đều bị người của Thánh Đình nhất phẩm thiên nghiêm mật trông giữ, nếu không phải ngày mau sẽ là thệ sư quốc yến, nói không chừng hiện tại bọn họ đã là quỷ hồn dưới đao rồi. Đêm nay Phong Phi Vân muốn đi gặp Thánh Đình chúa tể thỉnh thánh lệnh tự nhiên là không có hy vọng, đây có lẽ là chuyện trong tối tăm đã chú định Phong Phi Vân gặp được Thái Vi. Chú định thần thiên tước gia sẽ xuất hiện, những điều này là sự thật không thể thay đổi. Quốc vận của Thánh Đình Long gia có lẽ thật sự đã đến cuối rồi, nên đổi lại dòng họ rồi. Phong gia, người tính toán xử lý nữ tử phản đồ này như thế nào? Một đô thống của Thánh vệ quân đứng ở phía sau Phong Phi Vân, lưng hùm vai gấu, thân thể to lớn, thắt lưng đeo một thanh cổ chiến kiếm, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt. Có thể ở Thánh vệ quân làm đến cấp bậc đô thống. Tu vi tự nhiên không thấp, quan cấp cũng không coi là nhỏ, sau lưng cũng nhất định là có bối cảnh thế lực lớn, nhưng mà ở trước mặt bổ thiên các như cũ vẫn không đủ nhìn. Đặc biệt là thanh niên tài tuấn trước mắt này tối nay xuất hết danh tiếng, trở thành người tâm phúc bên cạnh thần thiên tước gia, ngay cả những hiền giả thế hệ trước đều đối với hắn cung kính có thừa, ai dám xúc phạm đến chân mày của hắn. Nơi này chính là một nhà tù bên trong Thánh Đình chúa tể cung, có rất nhiều người trong hoàng tộc đều bị giam ở chỗ này. Trong đó không thiếu một số người không nghe lời thánh hoàng tử cùng thánh công chúa, gặp phải cực hình nghiêm khắc, cho dù có tu vi trong người cũng không cách nào ngăn cản. Nơi này thuộc về mật địa tuyệt đối, chỉ có người của bổ thiên các cùng thánh đình nhất phẩm thiên mới có thể tiếp xúc được. Lúc này có rất nhiều tù phạm mặc quần áo hoa lệ đều bị áp giải vào trong này, đây là người bị đại thanh tẩy tối nay. Có một số là hoàng tộc lão nhân sống mấy ngàn năm, cũng có một số là hoàng tộc quận chúa cùng thánh công chúa còn trẻ tuổi. Nhân số tự nhiên không ít, mỗi người đều đeo khốn tiên tác, trong chuyện này tự nhiên cũng có người bị oan uổng, nhưng mà cho dù bọn họ có khóc la như thế nào cũng không dùng được, sau khi bị đánh một trận liền bị lôi vào trong ngục tù. Thần thiên tước gia mặc dù đáp ứng đem Thái Vi giao cho Phong Phi Vân xử trí, nhưng mà Thái Vi dù sao cũng là trọng phạm, thuộc về nhân tài ít ỏi mới xuất hiện của hoàng tộc, không thể nào để cho Phong Phi Vân mang ra Thánh Đình chúa tể cung, mà là bị mang đến một chỗ ngục tù này. Dáng người Thái Vi thon dài,
trên người bị trói khốn tiên tác, tu vi bị giam cầm, từ giữa những phòng tù thô to đi qua, bộ pháp trầm ổn, tóc dài bồng bềnh, cho dù đã biến thành tù nhân như cũ vẫn đẹp đến khiến người động tâm. Oa, trời ạ, nữ tù phạm này cũng quá đẹp rồi, không phải là tiên thiên hạ phàm đi. Có một vị ngục tốt nhìn Thái Vi, ánh mắt đều ngây dại. Thình thịch, vị đô thống kia của thánh vệ quân tát một cái đem ngục tốt kia đánh bay ra ngoài, đụng lên trên vách tường, mặt bị đánh sưng lên, trong miệng không ngừng hộc máu. Đồ hỗn trướng, vị nữ tù phạm này chính là người của Phong gia, cũng là lại đê tiện như người dám nhúng chàm sao. Đô thống thánh vệ quân lần nữa một cước đem ngục tốt đá bay ra ngoài, đá một cái gần chết. Đô thống đại nhân, thuộc hạ sai rồi, Phong gia, thuộc hạ sai rồi. Ngục tốt kia quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Đô thống thánh vệ quân khom người cười nói. Loại người không mở mắt này giao cho ta xử lý là được, Phong gia, người đi bên này, mời. Đô thống thánh vệ quân đem Phong Phi Vân cùng Thái Vi mời đến trong một tòa thiết lao, sau đó liền thức thời lui ra ngoài, từ từ tiêu sái đi đến trước ngục tốt đang quỳ trên mặt đất kia, xoa xoa đôi thủ trưởng, lạnh lùng mà nói. Biết mình sai ở chỗ nào chưa? Thuộc hạ không nên nói lung tung. Trong miệng ngục tốt không ngừng chảy máu, liên tiếp dập đầu không ngừng. Đô thống thánh vệ quân cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi há lại chỉ là không nên nói loạn lung tung, biết nơi này là chỗ nào không, nơi này nhốt đều là người như thế nào, vào trong này ngươi ít nhất phải làm ba việc, không nên nói lung tung, không nên nhìn loạn, không nên hỏi loạn, ném hắn ra, làm thịt đi. Đô thống thánh vệ quân sử một cái ảnh mắt, liền có hai người thân mặc áo giáp thánh vệ quân đi qua, đem ngục tốt kia mang xuống. Một tòa lao ngục này liền giống như một tòa địa ngục thiết cung, phàm là tù phạm bị áp giải đến nơi này đều sẽ bị nhận được đãi ngộ không phải là của con người, cho dù là thánh hoàng tử cao ngạo ở trong này ba ngày sẽ bị biến thành một tên đầy tớ ti tiện, mặc người khu xử. Trong một tòa lao tù này rất vắng lặng, quang mang hôn ám, bốn phương đều là tường đồng vách sắt, lộ ra một cỗ hàn khí lạnh như băng. Phong Phi Vân ngồi ở trên một chiếc ghế bằng hắc mộc hương trầm. Nhìn chằm chằm vào Thái Vi đang đứng ở trong lao tù, trong mắt hiện lên chút nhu tình, nói. Ngồi xuống đi. Thái Vi bình tĩnh đứng ở chỗ này, trên tay ngọc tinh tế bị khốn tiên tác trói lại, bạch sắc la y dán thật chặt ở trên người, câu dẫn ra dáng người uyển chuyển, trên mặt mang theo khăn che mặt màu trắng khiến nàng nhiều thêm vài phần thần bí. Da thịt trên mặt nàng trắng mốt mà thanh thấu, một đôi ánh mắt như có mây khói. Nàng tự có một cỗ ngạo khí. Cũng không bởi vì câu nói đầu tiên của Phong Phi Vân mà ngồi xuống, ở trong mắt nàng thì trên đời này không người nào có thể ra lệnh cho nàng. Ta không nghĩ đến ngươi thế nhưng trưởng thành tới bậc này, sớm biết thì lúc ở thần tấn vương triều ta liền nên không tiếc bất cứ giá nào mà giết ngươi. Thái Vi đứng ở trung ương nhà giam, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong thân thể tràn ra từng luồng bạch sắc quang hoa, khốn tiên tác trên tay ngọc bị kéo đến ầm ầm rung động, như muốn bị bứt đứt. Phong Phi Vân chỉ là bình tĩnh mà ngồi một chỗ, nói. Ngươi không thoát nổi khốn tiên tắc đâu, không nên phí công. Long Khương Linh ta thua ở trong tay của ngươi chỉ trách thiên ý trêu ngươi, nhưng mà ngươi muốn đoạt lại thần hồn của Thái Vi nữ thần, đó quả thực chính là người si nói mộng, ta thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Trên ngọc thể của Thái Vi quang mang càng lúc càng nóng rực, từng đạo linh khí cùng linh hồn đều đang bốc cháy lên. Nàng đang tự thiêu thân thể. Tình nguyện có chết cũng không để cho Phong Phi Vân đoạt lại thần hồn của Thái Vi nữ thần. Đó cũng không phải do ngươi. Phật quang trong thân thể Phong Phi Vân lưu chuyển, thân thể đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo kim mang rơi vào trước mặt Thái Vi, trong song trường bộc phát ra Phật mang vạn trượng, đem nàng bao vây lại, đem từng đạo Phật khí đánh vào trong thân thể của nàng. Ha ha, Phong Phi Vân, ngươi lại trúng kế rồi, chủng thần đại pháp. Trên mặt Thái Vi nở ra nụ cười động lòng người. Thân thể ôn nhu tinh tế đang không ngừng uốn éo, những linh khí cùng linh hồn vốn đã bốc cháy lên kia đều đang thu liễm vào thể nội trong nháy mắt. Trong trái tim của nàng có một đoàn thần ảnh đản sinh, nảy mần ra từng tia khí lưu giống như nước xoáy, điên cuồng hấp thu Phật khí trên người Phong Phi Vân. Hàng nghìn hàng vạn Phật khí tràn vào trong trái tim của nàng. Da thịt của nàng trở nên càng lúc càng trong suốt, trên người sinh quang tươi tốt, lực lượng đang không ngừng tăng lên. Muốn cắn nuốt lực lượng của ta, liền xem ngươi có chống đỡ được không, kiếp diệt vạn đạo pháp. Phong Phi Vân triển khai thần thông kiếp diệt vạn đạo pháp, tất cả lực lượng đều biến thành tử kiếp lực, hướng Thái Vi điên cuồng vọt qua.
Trên khuôn mặt trắng muốt của Thái Vi vốn là còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà nụ cười này dần dần thay đổi, mỗi một khắc đều giống như đang trải qua luân phiên giữa sống và chết. Thình thịch, cuối cùng nàng ngã bay ra ngoài, ngã lăn trên đất. Nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, khăn che trên mặt rơi xuống lộ ra một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, bờ môi hồng nhuận mang theo tia máu, trong đôi mắt không biết là nhu tình hay ngoan lệ nói không ra lời. Lực lượng của, kiếp. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, đem linh khí mới mất đi vừa rồi đều hút vào trong thể nội, nói. Nữ đế, thành thật mà nói nếu không phải là ngươi quá cố chấp, kỳ thật thì ta rất hân thưởng người như ngươi, chỉ tiếc cuối cùng chúng ta trở thành đối thủ, hôm nay ân ân oán oán giữa chúng ta đều chấm dứt đi. Hai tay của Phong Phi Vân vẽ ra một cái vòng tròn, trong đan điền bay ra một viên thánh linh nội đan nhỏ như hạt gạo, quang mang vô cùng chói sáng, đâm vào mắt khiến cho người cũng khó mở ra. Một tia thánh linh hướng Thái Vi chém tới, đem một phách trong đó của Long Khương Linh chém rụng. Thái Vi lảo đảo lui về phía sau, trong miệng phát ra một tiếng trầm muộn, cắn hàm răng trắng tuyết thật chặt. Thắng làm vua, thua làm giặc, lần này coi như là ngươi thắng, nhưng mà ngươi cũng bất quá chỉ là một tên nô tài thần phục ở bên cạnh thần thiên thước gia, vĩnh viễn không trở thành vương giả được, ta mặc dù có chết cũng là nữ đế. Ta không có khả năng thần phục bất luận kẻ nào, nói thật cho ngươi biết, không lâu sau cường giả của hộ thánh nhất tộc sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ quyết một trận tử chiến với thần thiên thước gia, bọn họ ai thắng ai bại cũng không liên quan đến ta nữa, ta chỉ muốn phục sinh lại hồng nhan. Phong Phi Vân lần nữa dẫn ra một đạo thánh linh chi khí, đem phách thứ hai của Long Khương Linh chém rụng. Nếu hộ thánh nhất tộc trở về, như vậy thánh đình Long gia còn có cơ hội lật bàn, nhưng mà hộ thánh nhất tộc lại muốn đến nâng đỡ cho người nào làm thánh đình chúa tể mới, đương kim thánh đình chúa tể chẳng qua là một tên phế vật, chỉ có ta mới xứng làm chúa tể. Phong Phi Vân, kỳ thật thì chúng ta còn có khả năng hợp tác, nâng đỡ ta làm thánh đỉnh chúa tể, ta có thể cấp cho ngươi tất cả tài nguyên tu luyện mà ngươi muốn. Thái Vi định trụ cước bộ, mỹ mâu nóng rực, trên người mang theo một cỗ tự tin vô cùng cường đại. Phong Phi Vân chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó liền tục chém ra hai đạo thánh linh chi khí, đem phách thứ ba cùng thứ tư của Long Khương Linh chém rụng. Oa! Trong miệng nàng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Chỉ có thể dựa vào tường sắt mới đứng vững được. Phong Phi Vân nói. Sau khi tiêu diệt ngươi tự nhiên sẽ có thánh đỉnh chúa tể mới ra đời. Long gia trừ ta ra thì còn có người nào xứng. Ánh mắt của Thái Vi bế nghế, mặc dù ba hồn bảy phách đều đã bị chém mất một nửa nhưng mà lại như cũ rất cường thế, phong thái của nữ đế không suy giảm. Long La Phù. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Ánh mắt của Thái Vi trở nên có chút sầu thảm. Trên người lộ ra một cỗ khí tức vạn niệm câu hôi, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, nói. Được rồi, ta thua rồi, cho ta một cái thống khoái đi. Phong Phi Vân khe khẽ gật đầu, đồng thời đánh ra sáu đạo thánh linh chi khí đem ba hồn ba phách còn lại là Long Khương Linh đều chém rụng. Từ nay về sau nữ đế Long Khương Linh hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ồ, trong thân thể Thái Vi bay ra một cỗ thân thể của nữ tử, là thân thể của Long Khương Linh. Ba hồn bảy phách của Long Khương Linh sau khi bị Phong Phi Vân chém rụng, từ trong thân thể Thái Vi bị tách ra, ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn chết đi. Cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất, bất kỳ cường giả nào đều nhất định sẽ bước lên con đường này. Đầu ngón tay của Phong Phi Vân bắn ra một đạo hỏa diễm rơi vào trên thân thể của Long Khương Linh, bùm bùm cách cách, hỏa diễm bốc cháy lên, rất nhanh đã đem một cỗ thân thể nữ tử tuyệt đẹp đốt thành phấn vụn. Cái này coi như là thần hình đều diệt chân chính. Thái Vi như cũng đứng ở trong lao ngục, thanh nhã xinh đẹp, thánh khiết đoan trang, chỉ là thân thể trở nên trong suốt rất nhiều, nàng bây giờ chỉ là một cỗ thần hồn thể, cũng không phải là huyết nhục thân thể chân chính. Ánh mắt của nàng hồn nhiên giống như là một nữ hài tử hiếu kỳ, hết sức u mê nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, ánh mắt chớp chớp, đang cố gắng suy nghĩ nam tử trước mắt này rốt cuộc là người nào. Hồng Nhan. Phong Phi Vân khó có thể khống chế được tâm tình của mình, muốn đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, nhưng mà hai tay lại chụp vào trong khoảng không, từ trong thân thể nàng lướt qua. Phong Phi Vân nhìn lại hai tay của mình, lại nhìn nàng một chút, mới biết được nàng hiện tại vẻn vẹn chỉ là một đạo thần hồn thể, cũng không phải là thân thể huyết nhục chân chính, là tâm tình của mình quá không kiểm soát được. Phong Phi Vân bình ổn lại kích động cùng vui sướng trong lòng, chậm rãi vươn tay sờ vào má nàng.
mặc dù vuốt ve ở trên quang ảnh nhưng mà bàn tay tựa hồ như còn lưu lại nhiệt độ của nàng. Người yên tâm, ta sẽ đi tìm đến lượng kiếp chuyển thế cổ dược, đại thánh tinh huyết, linh hồn linh thạch, giúp ngươi trọng luyện thân thể, đúc thần bảo thể bất diệt bất lão, khiến cho ngươi trọng sinh chân chính. Muốn một người đã thần hình câu diệt trọng tân sống lại, đây là chuyện vô cùng khó khăn, coi như là đại thánh trong truyền thuyết đều rất khó làm được. Phong Phi Vân bởi vì nắm giữ 5 giọt huyết dịch của Nam Cung Hồng Nhan, có thể từ trong huyết dịch của nàng tìm về mảnh nhỏ ký ức cùng một tia linh hồn bản nguyên của nàng. Cái này khiến cho Phong Phi Vân làm nàng trọng sinh trở nên tương đối dễ dàng một chút, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là tương đối dễ dàng một chút mà thôi. Nếu như Phong Phi Vân lấy phương pháp tế luyện khôi lỗi để cải tạo thân thể của nàng, đó tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều, nhưng mà hoán tỉnh Nam Cung Hồng Nhan như vậy thì vẻn vẹn chỉ là một cỗ khôi lỗi, nhiều nhất có thể có được một phần trí nhớ thuộc về Nam Cung Hồng Nhan, coi như là một khôi lỗi thượng đẳng mà thôi. Nhưng mà cái Phong Phi Vân muốn không phải là một con khôi lỗi, mà là một người hoàn toàn, có thể suy tư, có thể khôi phục trí nhớ, có linh hồn, có năng lực sinh nở đời sau. Đây mới xem như khiến nàng chân chính trọng sinh. Đây liền cần 3 loại đồ vật, lượng kiếp chuyển thế cổ dược, đại thánh tinh huyết, linh hồn linh thạch. 3 loại đồ vật này cơ hồ đều là thứ tuyệt tích trên thế gian, tỉ như linh hồn linh thạch, đây là linh thạch 18 phẩm xếp thứ 3 trong linh thạch. Một viên linh hồn linh thạch bằng 100 vạn ức viên chân diệu linh TSCSA. Hơn nữa cho dù có thể lấy ra 100 vạn ức viên chân diệu linh thạch cũng không mua được linh hồn linh thạch. Loại linh thạch này chỉ có thánh linh mới có thể nắm giữ 1-2 viên, dùng để tế luyện thánh linh khí mãnh, giao cho thánh linh khí mãnh có linh hồn. Dĩ nhiên thánh linh cũng không nhất định là có, dù sao trong lịch sử tuyệt đại đa số thánh linh căn bản là không thể tế luyện ra thánh linh khí mãnh, nguyên nhân chính là ở chỗ tài liệu tế luyện thánh linh khí mãnh khó tìm. Lượng kiếp chuyển thế cổ dược cùng đại thánh tinh huyết thì càng thêm khó tìm, cơ hồ đều đã tuyệt tích ở thời đại thái cổ. Cái gì thân thể? Cái gì bảo thể, ngươi là ai?